Chương 1033 một con bạch hạc ở trên bầu trời. Hình tượng này hấp dẫn vô số tầm mắt trong Bạch Đế Thành. Hơn 10 con hôi thú từ chỗ cao trên hoàng thành bay lên, hướng trong bầu trời nghênh đón, nhưng đám hung cầm nổi danh hung mãnh khó thuần phục này, hôm nay chẳng biết tại sao lộ vẻ khiếp đảm vô cùng, căn bản không dám nhích tới gần bạch hạc, cách mấy dặm xa đã không dám tiến lên một chút nào. Vô số tầm mắt di động theo con bạch hạc này. Ở trong thời gian cực ngắn, con bạch hạc này từ dãy núi bên kia hồng hà đi tới chỗ cao nhất của hoàng thành sau đó đáp xuống. Sau thời viễn cổ, đám yêu thú khủng bố như kiền thú, thổ tôn đã không còn tung tích, tiên cầm lại càng hiếm thấy. Dân chúng yêu tộc rất khiếp sợ, không ngừng phỏng đoán thân phận lai lịch người trên lưng hạc. Tây hoang đạo điện đại chủ giáo mang theo mười mấy giáo sĩ quỳ xuống. Bọn họ vẻ mặt rất kính cẩn thậm chí có thể nói nhún nhường, nhưng cảm xúc trong mắt phi thường nóng bỏng thậm chí có thể nói là cuồng nhiệt. Đường ra chấp sự cùng người tu hành thiên nam nhanh chóng tỉnh lại, mang theo cảm xúc khiếp sợ quỳ gối hành lễ. Đại chu sứ thần cảm xúc có chút phức tạp, nhưng không dám do dự lâu, cũng mang theo thuộc hạ quỳ xuống. Thấy hình ảnh này, có chút dân chúng yêu tộc nhớ tới con Bạch Hạc nổi tiếng nhất đại lục hiện nay, mơ hồ đoán được thân phận của người này. Tiếng nghị luận trước hoàng thành đột nhiên biến mất, trở nên an tĩnh. Yêu tộc cùng nhân tộc kết minh đã ngàn năm, trao đổi rất nhiều, cũng có rất nhiều tín đồ quốc giáo mang theo khiếp sợ và vui sướng, vội vàng quỳ xuống. Còn có rất nhiều dân chúng căn bản không biết chuyện gì xảy ra cũng không biết thân phận của người phía trên bạch hạc, chỉ là thấy bên cạnh có rất nhiều người quỳ rạp xuống đất, thành kính lễ bái, bị không khí như vậy ảnh hưởng, trong vô thức cũng quỳ xuống. Từ hoàng thành đến thiên thủ các, ở tường đá cùng mặt cỏ, vô số dân chúng yêu tộc quỳ rạp xuống đất, như một mảnh thủy triều. Gió nhẹ nhàng thổi tới, trên sàn đá xanh một ít hoa trắng nhẹ nhàng mà rung động. Bạch hạc chậm rãi thu hồi hai cánh. Người kia đứng trên quan cảnh đài, tay trái của hắn nắm một cây thần trượng, còn có chút ánh sáng thần thánh chưa tan biến vô cùng sáng ngời ánh mắt của hắn so với ánh sáng phía trên thần trượng phát ra càng thêm sáng ngời quan cảnh đài không khí phẳng phất ngưng kết an tĩnh tới cực điểm vô số tầm mắt rơi vào trên người của hắn có cảm xúc cực kỳ phức tạp đại lục không có ai không nhận ra con bạch hạc này cũng không có ai không biết chiếc thần trượng kia như vậy tự nhiên không có ai không biết hắn là ai ngồi bạch hạc mà tới không phải tiên nhân là thánh nhân tay cầm thần trượng không phải thần minh là giáo hoàng từ lưu lăng vương phủ đến bên bờ hồng hà tám ngàn dặm đường ngày đêm kiên trình mạnh mẽ đột phá cấm chế trần trường sinh cuối cùng đã đến nơi này ở trên con đường dài dòng này hắn xuyên qua không biết bao nhiêu mây thổi qua bao nhiêu gió nhưng mặt mũi vẫn sạch sẽ đạo y màu xanh cũng không có một chút bụi bậm chẳng qua đạo kế ngày thường được buộc rất chặt hôm nay có chút tán loạn mà thôi lạc lạc rụi rụi con mắt nghiêng nghiêng đầu lộ vẻ rất khả ái nàng cho rằng mình nhìn lầm cũng nghe nhầm rồi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đợi xác nhận không nhìn lầm, cũng không nghe nhầm, nàng cười. Đây là nụ cười chân thật nhất từ trong ra ngoài, tựa như quá trình một đóa hoa nở rộ. Bất kỳ ai thấy nụ cười này, vô luận lập trường thế nào, cũng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc cùng vui vẻ của nàng lúc này. Lạc lạc chạy nhanh qua chỗ của Trần Trường Sinh. Tựa như mọi người tưởng tượng, nhưng ở thời điểm cách Trần Trường Sinh còn mấy bước, nàng ngừng bước. Nàng dừng vội vàng như thế, thế cho nên đáy dày để lại một dấu vết rõ ràng trên nền đá nàng khẽ cúi đầu hai tay nhẹ ấp nghiêng người hành lễ dùng tư thái hoàn mỹ không có chút nào chê trách được gặp qua tiên sinh trước ngạo mạn sau cung kính tất có mưu đồ bởi vì thay đổi tất nhiên là có nguyên nhân biểu hiện của lạc lạc tự nhiên cũng có nguyên nhân trần trường sinh biết cho nên không nói gì chẳng qua là nhìn nàng hắn đã rất lâu không gặp nàng năm năm không biết bởi vì thiên phú huyết mạch hay là được tinh hải yêu mến Thời gian không để lại bất cứ dấu vết gì ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lạc. Trần Trường Sinh tựa như đang nhìn tiểu cô nương năm đó. Năm năm này, hắn rất ít viết thư cho nàng, cho là nàng sẽ dần dần quên mất chuyện năm đó. Nhưng thời gian đối với nàng mà nói quả thật không có tác dụng gì. Nàng không quên, hắn dĩ nhiên cũng không quên. Hắn bây giờ là giáo hoàng, là viện trưởng quốc giáo học viện, có rất nhiều học sinh, có rất nhiều tính đầu cuồng nhiệt giống như ăn hoa. Nhưng học sinh thực sự của hắn chỉ có một hơn nữa nữ nhân này là người hâm mộ đầu tiên của hắn khi hắn còn là một thiếu niên đạo sĩ không người biết đến nghĩ tới những chuyện này trên mặt trần trường sinh xuất hiện mỉm cười tựa như một luồng gió xuân thanh âm của hắn cũng như gió xuân không cố ý động lòng người lại rất dễ dàng thân cận sau đó quanh quẩn không rời đứng lên lạc lạc đứng lên nàng nghe lời của hắn nhất trần trường sinh hiểu rõ nàng nhất cho nên câu nói thứ hai hắn nói là tới đây lạc lạc đi tới trước người của hắn nàng đứng phía sau hắn. Giống như đêm đầu tiên ở quốc giáo học viện năm đó. Khi tên thích khách ma tộc kia muốn giết nàng, Trần Trường Sinh đứng ở trước người của nàng. Cũng như đêm đầu tiên ở Thanh Đằng Yến. Khi thiên đạo viện giáo dụ chuẩn bị ra tay, Trần Trường Sinh đem nàng kéo tới phía sau. Lạc lạc nhìn phía sau lưng của Trần Trường Sinh, nghĩ tới câu nói kia của phụ hoàng thật đúng. Trời sập xuống, sẽ có người cao hơn chống đỡ thay ngươi. Tiên sinh vẫn luôn cao hơn mình. Tầm mắt của nàng rơi vào trên treo áo của Trần Trường Sinh, nhớ tới hình ảnh án lâm đại chủ giáo nhắc tới trong thư bỗng nhiên sinh ra một loại vọng động ma tộc công chúa cũng có thể nắm tại sao mình không thể nắm chứ nhưng cuối cùng nàng không đưa tay ra bởi vì nàng kiêu ngạo nghĩ đến mình là học sinh của tiên sinh căn bản không cần chứng minh cho người khác nhìn thấy nàng không suy nghĩ những sự tình trong quá khứ nữa không suy nghĩ thêm những chuyện hiện tại nữa cha mẹ chi mệnh hôn sự cùng ma quân nàng đều không cần suy nghĩ nàng biết tiên sinh sẽ giúp mình xử lý nàng lúc này chỉ cần chuyên tâm nhìn Trần Trường Sinh. Sau đó càng không ngừng cảm khái. Bóng lưng của tiên sinh thật là đẹp mắt. Tiên sinh vẫn thơm như vậy. Rất nhiều tầm mắt đều rơi vào trên người Trần Trường Sinh. Tựa như lạc lạc. Trần Trường Sinh không để ý đến những tầm mắt này. Hắn đang nhìn mục phu nhân. Mục phu nhân trầm mặc một lát, nói, giáo hoàng tới xem lễ ư. Trần Trường Sinh nói, ta nói rồi, ta phản đối. Mục phu nhân lạnh nhạt nói, ngươi phản đối có tác dụng sao? Trần Trường Sinh nói, ta không cho phép nàng gả, nàng không thể gả. Có thanh âm từ địa phương cũng không xa chuyển đến. Tại sao lại vậy? Trần Trường Sinh không đi nhìn, bình tĩnh nói, bởi vì ta là sư phụ của nàng. Quan cảnh đài vô cùng an tĩnh. Gió phát hoa lê phát ra tiếng tuôn rơi, cũng trở nên rất chói tai. Mục phu nhân lúc trước đã nói, hôn nhân chính là cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn. Hôn sự của lạc lạc cùng ma quân, là nàng cùng bạch đế định ra, là yêu tộc tổ linh đồng ý như vậy ai có thể phản đối chứ từ đạo lý mà nói quả thật không tìm được ai có tư cách để phản đối may mắn chính là lạc lạc có một vị tiên sinh toàn bộ đại lục cũng biết chuyện này thiên địa quân thân sư một ngày là thầy cả đời là cha hắn rất có tư cách để phản đối hôn sự này lạc lạc từ phía sau hắn nhô đầu ra nói tất cả mọi người nghe rõ lạc ta cũng không có biện pháp nào sư mệnh khó chống lúc nói những lời này nàng mở mắt thật to lộ vẻ đặc biệt vô tội đặc biệt khả ái hình ảnh này quá mức khả ái thế cho nên bản thân lạc lạc cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng nở nụ cười truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé tiếng cười của nàng rất thanh thúy khanh khách khanh khách nàng vừa nói câu nói kia cũng có một chữ lạc âm đọc bất đồng chữ viết lại giống nhau nàng từ nhỏ đã quen nói như vậy chẳng qua là sau khi từ kinh đô trở lại bạch đế thành nhất là trong khoảng thời gian gần nhất nàng không nói chuyện như vậy nữa không cười vui vẻ như thế nữa nàng trở nên bình tĩnh mà trầm ổn tựa như đã thực sự trưởng thành tận cho tới hôm nay trần trường sinh cưỡi hạc mà đến nàng bỗng nhiên biến về tiểu cô nương năm đó nhìn hình ảnh này nghe tiếng cười có chút đại nhân vật yêu tộc cảm thấy thật vui mừng nhưng càng nhiều đại nhân vật yêu tộc tâm tình cũng rất trầm trọng bọn họ biết tại sao lạc lạc lại khoái trá như thế bởi vì nàng tin tưởng trần trường sinh nhất định sẽ can thiệp vào chuyện này bọn họ đối với chuyện này đều rất tin tưởng không nghi ngờ. Là giáo hoàng nhân tộc, Trần Trường Sinh sẽ không cho phép học sinh của mình gả cho ma quân, càng sẽ không trơ mắt nhìn yêu tộc kết minh cùng ma tộc. Mục phu nhân kế tiếp sẽ làm sao? Một trận gió lớn bỗng nhiên từ sơn giã sau hoàng thành gào thét mà tới, mang theo mùi hơi mặn, cũng cảm thấy ẩm ướt. Đây là gió biển, không biết có phải là tới từ đại Tây Châu xa xôi hay không? Hoa lê đầy đất theo gió phát động, dần dần bay múa, nhưng không bay quá cao, chỉ lơ lửng quanh đầu gối mà thôi vô luận là gió biển hay là hoa lê phất phới, cũng chỉ bởi vì mục phu nhân nhìn Trần Trường Sinh một cái thật sâu. Sâu là sâu trong thâm trầm, tựa như thâm uyên, trong đó cất dấu ý tứ làm người ta lạnh lẽo. Nhưng không chờ mục phu nhân mở miệng nói chuyện hoặc là làm gì, nơi này lần nữa phát sinh biến hóa. Hùng tộc tộc trưởng cầm thiết côn trầm trọng đi ra. Sĩ tộc tộc trưởng đưa tay đến không trung thử nhiệt độ của gió biển, lắc đầu, cũng đi ra. Thừa tướng mang theo hơn 10 vị đại thần còn có yêu tướng, cũng đi ra, bọn họ từ đám người chung quanh quan cảnh đài đi ra cũng chính là đứng dậy cho dù biết rõ phải đối mặt với gió biển ẩn chứa uy nghiêm cùng lực lượng của ai đây cũng là tỏ rõ lập trường thừa tướng cùng các tộc trưởng và đại thần yêu tướng đại biểu một phần thế lực rất lớn trong yêu tộc bọn họ vốn có quan hệ thân thiết với nhân tộc kiên quyết phản đối kết minh cùng ma tộc lúc trước trong điện bọn họ cũng đã biểu đạt thái độ của mình sở dĩ không kiên trì lúc lạc lạc bị ép cưới cũng không có cử động là bởi vì chỉ dựa vào lực lượng của bọn họ rất khó ở dưới tình hình chuẩn bị không đầy đủ chính diện đối kháng với mục phu nhân cùng tập thể ý chí của trưởng lão hội huống chi đây tựa như cũng là ý tứ của bạch đế bệ hạ nhưng hiện tại trần trường sinh đã đến hắn là giáo hoàng có đầy đủ tư cách đại biểu cho cả nhân tộc ngoại viện cường đại như thế đã trình diện còn không nắm lấy thời cơ như vậy để bày tỏ thái độ vậy bọn họ còn có tư cách gì để đứng ở chỗ này trận gió biển này ẩn chứa ý chí cực kỳ cường đại cùng ý tứ rất minh xác trần trường sinh cảm giác được vô cùng rõ ràng nhưng không có ý rút lui cho tới giờ khắc này hắn cũng không hiểu được cụ thể mọi chuyện chẳng qua là hiểu thế cục đại khái mà thôi nhưng hắn tin tưởng cho dù đây thật sự là ý chí của bạch đế cùng mục phu nhân yêu tộc vẫn còn có rất nhiều thế lực nguyện ý ủng hộ chính mình hoặc là nói nguyện ý ủng hộ nhân tộc quan trọng hơn hắn vô cùng tin chắc mục phu nhân sẽ không ra tay với mình ít nhất là trước mặt nhiều người như vậy bất cứ chuyện gì đều có giới hạn của nó Yêu tộc muốn kết minh cùng ma tộc, có thể dùng cái chết của Hiên Viên Phá để làm bằng chứng của sự tín nhiệm, nhưng Trần Trường Sinh thì không được, thân phận địa vị của hắn bất đồng. Nếu như hắn chết ở Bạch Đế Thành, chết ở trong tay yêu tộc, tất nhiên sẽ nhắc lên một mảnh kinh đào hãi lãng ở trên đại lục. Chỉ sợ trong bóng tới, lão sư của hắn Thương Hành Chu vui sướng đến cỡ nào, nhưng ngoài mặt, đại Chu triều đình cũng nhất định sẽ tụ họp đại quân hướng yêu vực khởi sướng công kích mãnh liệt, nếu không lửa giận của vạn vạn tín đồ sẽ trực tiếp đem chút ít cung điện cùng vương phủ trong kinh đô trực tiếp đốt thành cho bụi. Về phần ly cung sẽ có phản ứng kịch liệt thậm chí điên cuồng như thế nào, lại càng không cần nghĩ cũng có thể biết. Yêu tộc kết minh cùng ma tộc, làm như vậy là đảm bảo an toàn cùng với tiền cảnh tương lai, làm sao lại nguyện ý trả giá lớn đến vậy. Gió biển dần dần tan biến, hoa lê trắng loãn một lần nữa rơi trên mặt đất. Mục phu nhân bình tĩnh như trước, không xuất thủ. Trần Trường sinh nghĩ không sai, nhưng hắn đã tính sai một việc. Mục phu nhân quả thật sẽ không đích thân ra tay giết hắn, nhưng ở trong mắt của nàng, Trần Trường Sinh đã là người chết. Bởi vì có người muốn Trần Trường Sinh chết hơn cả nàng. Một thanh âm bình tĩnh vang lên. Sư mệnh khó chống ư. Sư chết tự nhiên không còn mệnh, nơi nào còn có sư mệnh chứ. Trần Trường Sinh nhìn sang người ở dưới cây lê, không nói gì. Ở tuyết lĩnh hắn đã từng thấy đối phương, biết thân phận của đối phương. Ma quân có quyền thế nhất trên đại lục, lại một thân một mình xuất hiện trong bạch đế thành. Chuyện này ý vị như thế nào, hắn đã vô cùng rõ ràng. Thương Hành Chu ở trong thư nhắc tới chuyện này, quả nhiên đã biến thành thực tế. Đây là cục diện không tốt nhất. Trần Trường Sinh tâm tình có chút trầm trọng, nhưng ánh mắt càng thêm đạm mạc. Ma Quân nhìn hắn mỉm cười nói, "Tuyết Lĩnh từ biệt, đã rất nhiều ngày, không biết người hôm nay còn có thể sống sót được hay không?" Các cường giả yêu tộc có mặt nơi đây có lẽ sẽ không xuất thủ với Trần Trường Sinh, nhưng hắn nhất định sẽ xuất thủ. Bởi vì yêu tộc có thể lựa chọn, mà giữa ma tộc cùng nhân tộc không có bất kỳ cơ hội nào để giải hòa. Ít nhất ở trong mấy trăm năm qua không có một chút khả năng nào. Thù hận giữa ma tộc cùng nhân tộc đã quá sâu. Lạc Dương Chi Vây cùng với Bắc Phạt Diệt Ma, song phương đã để lại dấu vết tàn khốc nhất, không cách nào xóa bỏ trong tâm trí của nhau. Nếu như đề nghị hai tộc nghị hòa, cho dù là thân phận như ma quân cùng Trần Trường Sinh, cũng sẽ trực tiếp chết không có chỗ chôn. Thuộc hạ cùng người hâm mộ trung thành nhất cũng sẽ rời bỏ bọn họ mà đi, toàn bộ tín đồ cùng thần dân cũng sẽ hướng nơi bọn họ đi qua nhổ nước miếng thương hành chu cùng đường lão thái ra những người như vậy nhất định sẽ làm cho trần trường sinh thần hồn câu diệt tuyết lão thành nguyên lão hội cùng ma soái xuất lĩnh người mấy ma tướng nhất định sẽ đem ma quân đuổi xuống khỏi ngôi vị hoàng đế sau đó ném vào trong vực sâu cho nên nói ma tộc cùng nhân tộc không thể giải hòa ma quân nhất định sẽ giết chết trần trường sinh tuyết lĩnh đêm đó đã chứng minh hắn quả thật có thực lực như vậy trần trường sinh dù có tu đạo thiên phú cao tới đâu vẫn không phải đối thủ của hắn hùng tộc tộc trưởng muốn tiến lên bị lộc lão thái công ngăn cản tương tộc tộc trưởng mang theo thâm ý nhìn sĩ tộc tộc trưởng một cái hồng hà yêu vệ duy trì trật tự cảnh giác quan sát tất cả địa phương quan cảnh đài có một chút hỗn loạn không khí trở nên càng thêm khẩn trương thậm chí xuất hiện mấy chỗ xung đột mục phu nhân vẻ mặt hờ hững cũng không để ý tới những chuyện này như vô số năm trong quá khứ bạch đế thành vẫn còn trong khống chế của nàng không có ai có thể ra tay giúp đỡ trần trường sinh hơn nữa cho dù trần trường sinh chết ở chỗ này cũng không có bất cứ quan hệ nào với yêu tộc đây là kết cục hoàn mỹ đến cỡ nào ma quân nhìn trần trường sinh nói ta có chút phân vân xem thương hành chu có thể phá vạn dặm tới cứu ngươi được hay không trần trường sinh suy nghĩ một chút nói theo phong cách hành sự của lão sư có lẽ là không ma quân dùng ánh mắt thương tiếc nhìn hắn nói nhân tộc giáo hoàng trẻ tuổi nhất lại chết như vậy thực sự làm người ta cảm khái trần trường sinh nói trước tiên không cần cảm khái bởi vì lão sư không đến, hắc bào cùng ma soái nói vậy cũng sẽ không tới. Những lời này ẩn giấu một tầng ý tứ khác. Nếu như hắc bào hoặc là ma soái tới bạch đế thành, như vậy thương hành chu tất nhiên sẽ đến, tương vương cũng tới, thậm chí ngay cả vương phá thương thế chưa lành cũng sẽ tới. Ở trong suy nghĩ của hắc bào cùng ma soái chỉ cần cường giả thần thánh lĩnh vực không tới, không ai có thể trở thành đối thủ của ma quân, cho nên bọn họ nhất định sẽ không tới. Ma quân khẽ nhíu mày, nói, ngươi muốn nói cái gì? Trần Trường Sinh nói, ta muốn nói chính là, còn có ai có thể ngăn cản ta giết chết ngươi đây? Lý tộc tộc trưởng cùng lộc tộc Thái Công liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên cảm giác được có chút bất an. Hùng tộc tộc trưởng cùng các yêu tướng nhìn về nơi này, dừng tay không công kích nữa. Nếp nhăn trên trán tương tộc tộc trưởng trở nên dày hơn rất nhiều, lòng sinh nghi vấn. Mục phu nhân lặng lặng nhìn Trần Trường Sinh, không biết suy nghĩ điều gì. Không ai coi trọng Trần Trường Sinh, nhưng hắn chỉ nói một câu, phán đoán của mọi người đối với thế cục nơi đây đã thay đổi bởi vì lúc nói những lời này vẻ mặt của trần trường sinh rất bình tĩnh thanh âm cũng rất lạnh nhạt ẩn giấu sự tự tin cực mạnh không thậm chí không cần ẩn giấu sự tự tin này giống như kiếm của hắn phá mây lao ra vô cùng bén nhọn để cho tất cả mọi người nghe được thanh âm của hắn đều cảm thấy màng nhĩ có chút đau nhói để cho tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều thấy lông mi đứt rời ma quân chứng kiến cũng rất rõ ràng trong ánh mắt của trần trường sinh không hề có vẻ lăng lệ chỉ có sát cơ bình tĩnh mà kiên định hắc bỏ tính toán không bỏ sót, chắc chắn đã tính đến chuyện Trần Trường Sinh, biết được chuyện của Lạc Lạc sẽ vượt qua vạn dặm kiên trình chạy tới, cũng có thể nghĩ đến yêu tộc có thể sẽ ở dưới tình huống, như thế lựa chọn tạm thời bằng quan, nếu không có sắp đặt nào khác, đó chính là xác nhận hắn nhất định có thể giết chết Trần Trường Sinh. Tựa như chủ ý của bản thân hắn. Hắn không rõ, sự tự tin của Trần Trường Sinh là từ đâu mà tới. Là chủ nhân cao nhất của cánh đồng tuyết nơi ma vực, ma quân đã quen với việc khống chế mọi chuyện. Loại cảm giác có chút mơ hồ vượt qua sự khống chế của bản thân, làm cho hắn sinh ra rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Hắn phất phất ống tay áo, tựa như muốn xua đi những cảm xúc này. Ống tay áo mang theo một trận gió mát, quan cảnh đài hoa lê bị cuốn lên, càng không ngừng bay múa. Nhìn hình ảnh này, bốn phía vang lên một trận hô vang đầy khiếp sợ. Đóa hoa bị gió cuốn lên là chuyện rất thường gặp, cho nên có tiếng kinh hô xuất hiện là bởi vì có dị tượng phát sinh. Hoa lê vốn màu trắng noãn, không biết bởi vì duyên cớ nào đã biến thành màu đen hơn nữa còn là màu đen thuần tránh nhất không lẫn một tia tạp sắc, hơn nữa hoa nhỏ vốn nên mềm nhẹ đung đưa quỹ tích trở nên vô cùng quỷ dị, hơn nữa lộ vẻ vô cùng trầm trọng. Đen, chính là không có quang minh. Ánh sáng từ trong bầu trời rơi xuống, tựa như đều bị tay áo của ma quân hút vào. Tiểu hoa trở nên trầm trọng như thế cũng là bởi vì điều này. Không gian dưới cây lê tựa như có chút ít biến hình. Ma công mạnh mẽ cỡ nào mới có thể tạo thành hình ảnh như vậy? Trần Trường Sinh lặng lặng nhìn ánh mắt của ma quân, không để ý đến hoàn cảnh bỗng nhiên trở nên đen nhánh. Ở trong thế giới như bóng đêm này, những bông hoa nhỏ đồng dạng màu đen tựa như biến mất. Bỗng nhiên có một vệt màu trắng vô cùng ảm đạm xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Màu trắng ảm đạm chính là màu sáng, cũng giống như thời khắc đầu tiên vực sâu gặp phải ánh sáng mặt trời. Đó là một đóa hoa lê lặng yên không một tiếng động bay tới phía sau hắn. Đừng bảo là hắn, ngay cả cường giả dạ yêu tộc bốn phía đang xem cuộc chiến, cũng không thể phát hiện. Trần Trường Sinh nhìn ma quân, giống như không hề phát hiện. Đóa hoa lê đang dần dần biến thành màu trắng này, đột nhiên run rẩy mấy cái, sau đó vỡ tan. Cánh hoa mềm mại biến thành vô số sợi nhỏ, theo gió phất phới, thỉnh thoảng bị quang minh thiêu đốt, thỉnh thoảng bị bóng đêm bôi đen. Hình ảnh này mỹ lệ phi thường, cũng vô cùng quỷ dị, không ai biết mọi thứ phát sinh như thế nào. Cho đến lúc này, một tiếng kiếm ngân trong trẻo trí cực mới vang lên trên quan cảnh đài. Kiếm y bé nhọn rơi xuống, cánh hoa, như tơ mỏng không thể thừa nhận nổi thoáng chốc đứt lìa sau đó rơi xuống trên mặt đất hóa thành khói đen tiêu tán mất tích một thanh kiếm phong cách cổ giạt rào chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này lặng yên lơ lửng trên không trung phía sau trần trường sinh thanh kiếm này làm cho người ta cảm thấy vô luận là ai muốn công kích trần trường sinh đều sẽ nghênh đón phản kích cường đại mà vô tình của nó thanh kiếm này giống như thị vệ trung thành nhất của trần trường sinh hoặc tựa như đồng bạn vĩnh viễn không bao giờ phản bội hắn đây là rất nhiều người lần đầu tiên thấy kiếm pháp của Trần Trường Sinh, cùng bộ kiếm pháp trong truyền thuyết này. Trần Trường Sinh cách thần thánh lĩnh vực còn rất xa xôi, nhưng ở trong mắt của rất nhiều người, kiếm pháp của hắn đã được xưng tụng là siêu phàm thoát tục. Là truyền nhân y bát của Tô Ly, trong những năm thu sơn quân mất tích, hắn đã được công nhận là vị kiếm đạo đại gia kế tiếp. Kiếm pháp của hắn đã được truyền bá khắp nơi, các đại nhân vật yêu tộc có mặt ở đây tất nhiên cũng biết, nhưng thực sự tận mắt nhìn thấy, vẫn thấy rung động không dứt ma quân vẻ mặt không thay đổi đêm đó ở tuyết lĩnh hắn đã được chứng kiến kiếm pháp của trần trường sinh biết nó còn hơn thế rất nhiều hắn bước một bước về phía trước bóng đêm chèn ép ánh sáng cây lê ở phía sau hắn dường như muốn biến thành cái bóng bóng đêm hàn lãnh gào thét mà lên trên mặt đất chút ít hoa lê cuốn lên toàn bộ bay về phía trần trường sinh hoa lê tốc độ cũng không nhanh thậm chí có thể nói là chậm chạp có cảm giác vô cùng trầm trọng các cường giả dạ yêu tộc thấy hình ảnh này trong lòng sinh ra báo động nếu như chạm vào những bông hoa này, tất nhiên vô cùng thảm thiết. Vấn đề là có ít nhất mấy ngàn đóa hoa lê phất phới trên không trung, Trần Trường Sinh làm sao có thể tránh được đây? Cho dù hắn có biện pháp tránh né, Lạc Lạc Điện Hạ đứng ở phía sau hắn phải làm sao bây giờ? Ma Quân biết Trần Trường Sinh sẽ làm thế nào? Cái vỏ kiếm tên là Tàng Phong kia sẽ có vô số thanh kiếm lao ra, sau đó đem hoa lê đầy trời chém nát, thậm chí chém thành tơ mỏng tan biến trong gió. Như lúc trước đối phó với bông hoa lê kia vậy. Trên thực tế, Ma Quân muốn mời Trần Trường Sinh làm như vậy, bởi vì giống như tất cả người tu đạo trên đại lục, hắn vẫn thật tò mò, Trần Trường Sinh năm đó mang ra bao nhiêu thanh kiếm khỏi chu viên. Trọng yếu hơn, đây là thủ đoạn hắn chuẩn bị để giết chết Trần Trường Sinh sau đêm đó ở Tuyết Lĩnh. Khi hoa lê đầy trời bị mưa kiếm của Trần Trường Sinh chém nát, chính là thời khắc Tử Vong phủ xuống. Chuyện phát sinh kế tiếp, giống y hệt với dự đoán của Ma Quân, cũng là điều mà cường giả như Tương Tộc tộc trưởng trước đó đã nghĩ đến vô số kiếm minh thê lương vang vọng, kiếm y bén nhọn dường như từ mặt đất trực xuyên thấu thiên không, trên mặt đất cứng rắn xuất hiện vô số vết kiếm khắc sâu mà thẳng tắp, hoa lê bay múa đầy trời nhanh chóng vỡ nát, vô số vết rách không gian kinh khủng thoáng hiện trong đó. Nhìn hình ảnh này, rất nhiều người trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đừng bảo là hoa lê trầm trọng như núi, đừng bảo là kiếm y bén nhọn chí cực, chỉ nói hai loại khí tức cường đại tạo thành vết rách không gian, đã đủ để giết chết đại đa số người có mặt nơi này không biết qua thời gian bao lâu hoa lê tan biến không để lại bất cứ dấu vết gì chỉ có vương chút mùi hương nhàn nhạt, nhạt vết rách không gian kinh khủng cũng dần dần khép lại nhìn giống như đám ác ma đến từ thâm uyên nhắm đôi mắt của chúng lại mấy trăm thanh kiếm lẳng lặng lơ lửng trên không trung nhìn giống như một trận mưa sắp rơi xuống ở trong mưa kiếm trần trường sinh lẳng lặng nhìn ma quân hoa lê tan biến hắn không chết bởi vì thủ đoạn kia của ma quân không xuất hiện ma quân vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có thậm chí có thể thấy được vẻ khiếp sợ hắn quan sát ánh mắt của trần trường sinh hỏi đây là loại kiếm pháp gì mấy trăm thanh danh kiếm lẳng lặng đứng yên trên không trung như gió mưa mang đến áp lực vô cùng lớn nhìn hình ảnh này cảm thụ được kiếm ý lành lạnh ập tới đám người xung quanh quan cảnh đài trong vô thức lui về phía sau rốt cục thấy được kiếm pháp trong truyền thuyết mọi người cảm thấy khiếp sợ sau đó sinh ra kính sợ cuối cùng lại không thể nào giải thích nổi bởi vì ma quân hỏi đây là kiếm pháp gì chẳng lẽ trần trường sinh lúc này sử dụng không phải bộ kiếm pháp trong truyền thuyết kia ư nhưng rõ ràng không có bất kỳ khác biệt nào so với trong truyền thuyết a chỉ có các cường giả chân chính của yêu tộc như tương tộc tộc trưởng nhìn mấy trăm thanh kiếm yên lặng lơ lửng trên không trung mới mơ hồ cảm giác được kiếm của trần trường sinh cùng trong truyền thuyết quả thật có chút không giống mà quân biết trần trường sinh có thể chém nát hoa lê đầy trời thậm chí đây vốn chính là cục diện mà hắn muốn nhìn thấy bởi vì thủ đoạn hoặc là nói sát chiêu chân chính của hắn ẩn giấu đằng sau hoa lê đầy trời. Vạn kiếm đều phát, là thủ đoạn mạnh nhất của Trần Trường Sinh. Dùng thanh kiếm bất, đồng thi triển ra kiếm chiêu bất đồng là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Điều này cần hắn có thần thức cường đại mà ổn định đến cực hạn, cần nắm giữ vô số kiếm chiêu. Vô luận từ góc độ nào đánh giá, loại kiếm pháp này có thể coi là cảnh giới đỉnh phong trong kiếm đạo. Trần Trường Sinh dù có tu vi kiếm đạo kinh thế hãi tục như thế nào nữa, cũng không có cách nào để tiến thêm một bước. Bởi vì này những thanh kiếm này độc lập với nhau, vô luận từ kiếm ý vẫn là hình dáng hay kiếm chiêu mà nói đều có được khác biệt thật lớn không có ai có thể đem những thanh kiếm này hợp lại làm một từ đó biến thành kiếm pháp hoàn mỹ thực sự cho dù trần huyền bá sống lại tô ly bắt đầu học kiếm từ đầu cũng không có cách nào để giải quyết vấn đề này trước kia trần trường sinh cũng không có cách nào để giải quyết vấn đề này dĩ vãng lúc hắn xuất kiếm chẳng khác gì mấy trăm kiếm khách cảnh giới tụ tinh đồng thời xuất kiếm Loại kiếm pháp này đương nhiên có uy lực rất lớn, ở Bắc Binh Mã Ti Hồ Đồng, ở chiến trường trên cánh đồng tuyết, ở tuyết lĩnh đêm đó, có thể làm cho tiểu đức cùng thích khách thiên cơ các không làm gì được hắn, có thể ở trong thời gian vài tức chém giết hơn trăm lang kỵ ma tộc, có thể làm cho hắn ở dưới tay của ma quân, cũng có thể tạm thời giữ tánh mạng được trong chốc lát. Nhưng loại kiếm pháp này cũng có một điểm chí mạng nhất, đó chính là độc lập tác chiến, đợi lúc kiếm thế chậm lãi, tất nhiên sẽ xuất hiện chỗ sơ hở kiếm này, kiếm chiêu này, các kiếm khách đều tên là Trần Trường Sinh này, cuối cùng không thể biến thành một thanh kiếm, một kiếm chiêu, một Trần Trường Sinh chân chính. Đây chính là chỗ sơ hở mà Ma Quân muốn nắm bắt, cũng là thời khắc tử vong hắn chuẩn bị cho Trần Trường Sinh. Nhưng hắn không ngờ tới, khi mấy trăm thanh kiếm chém dụng hoa lê đầy trời, không có chút dừng lại, càng không hiện vẻ hỗn loạn. Mấy trăm thanh kiếm thủy chung lộ vẻ trầm ổn, làm cho người ta một cảm giác không thể làm gì được chúng. Cho nên Ma Quân không xuất thủ hắn biết rõ, trần trường sinh chưa đem mấy trăm thanh kiếm này luyện thành một kiếm được. nếu như kiếm đạo tu vi của trần trường sinh đã cường đại đến trình độ này, tất nhiên có thể tùy ý nhấc chân bước vào thần thánh lĩnh vực. mà lúc này hắn khẳng định đã chết, cho dù có một phu nhân bên cạnh, trần trường sinh hẳn là dùng phương pháp nào đó để giải quyết vấn đề này. dĩ vãng lúc hắn xuất kiếm, phương vị của kiếm cũng không xác định, hoàn toàn do kiếm ý tự mình định đoạt. nhưng hôm nay vô luận là cực nhanh chém nát hoa lê, hay là lúc này lẳng lặng lơ lửng ở bốn phía. Mấy trăm thanh kiếm đều có phương vị rõ ràng, sẽ không phát sinh bất kỳ sai lệch. Vị trí là tương đối, loại rõ ràng này chính là liên lạc. Vô luận là cự ly hay là góc độ, cũng là một loại liên lạc. Hai thanh kiếm liên lạc với nhau, sẽ thành một đường thẳng. Ba thanh kiếm liên lạc với nhau, sẽ thành một mặt phẳng. Mấy trăm thanh kiếm liên lạc với nhau, chính là một thế giới. Thế giới chính là lĩnh vực. Lĩnh vực của cường giả tụ tinh cảnh giới được gọi là tinh vực, như vậy lĩnh vực do kiếm tạo thành có lẽ có thể được xưng là kiếm vực trần trường sinh cùng lạc lạc đứng trong bầy kiếm như mưa gió vô số tinh huy từ sâu trong quần áo của hắn tràn ra chiếu sáng những thanh kiếm này tinh vực hoàn mỹ cùng kiếm vực hoàn mỹ kết hợp với nhau kiếm ở trong gió khẽ run thân kiếm bắt đầu lóe lên giống như ánh sao thực sự đây chính là tinh không thế giới của hắn không có ai có thể đi tới khi kiếm rời khỏi vỏ nhưng không chia lìa mà sinh ra một loại quan hệ càng thêm chặt chẽ tựa như trở thành đồng bạn Trần Trường Sinh sử dụng kiếm pháp trước sau đã có bất đồng về bản chất. Yêu tộc đại nhân vật trên căn bản đều là lần đầu tiên thấy kiếm pháp của Trần Trường Sinh, cho nên không phát giác được sự khác thường trong đó. Ma quân đã từng đối chiến với Trần Trường Sinh ở Tuyết Lĩnh, hơn nữa hôm nay đứng gần những thanh kiếm này nhất, cho nên cảm thụ rõ ràng nhất, phát hiện vấn đề trước nhất. Hắn suy nghĩ mãi mà không tìm được câu trả lời, cho nên đem vấn đề này nói ra. Đây là kiếm pháp gì? Quan cảnh đài rất an tĩnh, càng ngày càng nhiều cường giả dạ yêu tộc phát hiện ra vấn đề này cảm thấy sự tồn tại của đạo kiếm vực kia cho nên tầm mắt nhìn mấy trăm kiếm trong bầu trời trở nên càng thêm khiếp sợ mục phu nhân ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng hơn mấy phần mấy năm trước ở kinh đô mặc dù nàng không đối mặt trực tiếp với trần trường sinh nhưng đã quan sát quá mấy trận chiến đấu nổi tiếng kia lúc ấy trần trường sinh cũng đã biểu hiện tu vi kiếm đạo vượt xa số tuổi làm nàng trong lòng sinh ra cảnh giác nàng không ngờ chỉ mấy năm ngắn ngủi kiếm đạo tu vi của Trần Trường Sinh lại tăng nhanh đến thế. Khi tinh huy chiếu sáng kiếm vực, nàng thậm chí mơ hồ thấy được cảm giác nửa bước thần thánh trên người của Trần Trường Sinh. Khó trách hắn có thể dùng quốc giáo thần trượng phá vỡ cấm chế ở hai bờ hồng hà. Chẳng qua là kiếm vực này là sao? Chẳng lẽ là bộ kiếm pháp kia ư? Không thể nào, hắn chỉ, có một mình. Mục phu nhân cao mày lại, có chút khó tin vào suy đoán của mình. Lúc này ma quân lại một lần nữa nói, mời chỉ giáo ánh mắt của hắn rất ngưng trọng vô cùng thật tình gió lạnh cuốn làn bụi trên quan cảnh đài đã không còn hoa trắng lay động nữa mặt trời đã lặng yên không một tiếng động đi tới đỉnh đầu lại bị mây từ tây hải tới che phủ dung nhan trong an tĩnh tuyệt đối vô số tầm mắt rơi vào trên người trần trường sinh đang đợi nghe được giải đáp của hắn trần trường sinh không nói gì lạc lạc lại một lần từ phía sau hắn nhô đầu ra nhìn ma quân thản nhiên cười nói không nói cho người đó cho người tức chết ma quân không để ý tới nàng Nhìn Trần Trường Sinh nói, không ngờ chỉ mới mấy chục ngày, kiếm đạo tu vi của ngươi lại tăng lên nhiều như thế, bất quá kiếm vực của ngươi chính là lấy tinh vực làm dẫn, chỉ có thể hoàn mỹ khi phòng ngự, một khi tiến công sẽ có trăm ngàn chỗ hở, muốn dựa vào thủ đoạn này để giết chết ta ư? Chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi." Trần Trường Sinh vẫn không nói chuyện, chậm rãi rút ra vô cấu đoản kiếm, sau đó lắp vào trên tàng phong vỏ kiếm. Nhìn hình ảnh này, không khí trên quan cảnh đài trở nên càng thêm khẩn trương, bởi vì mặc dù chưa từng chứng kiến tận mắt nhưng rất nhiều người cũng nghe nói tới phong cách hành sự của giáo hoàng. Lạc Lạc an tĩnh lui về phía sau hai bước, cầm lấy viên thạch châu kia. Trần Trường sinh ánh mắt yên tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhận ra được sát ý bên trong. Hắn vô cùng muốn giết chết Ma Quân. Đây là sau chu thông, hắn vô cùng minh xác, thậm chí khát vọng muốn giết chết một người, cho dù thật sự là si tâm vọng tưởng, cũng muốn. Chớ đừng nói là hiện tại hắn rất có lòng tin. Chỉ cần mục phu nhân cùng cường giả dạ yêu tộc không nhúng tay vào, hắn có bảy thành chắc chắn. Cho đến giờ phút này, Trần Trường Sinh vẫn không biết cụ thể chuyện gì đã diễn ra trong Bạch Đế Thành. Tại sao yêu tộc lại kết minh cùng ma tộc? Bạch Đế vợ chồng ý định thế nào? Nhưng bất kể đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần hắn có thể giết chết ma quân, mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. Lạc lạc không thể gả cho một người chết. Tuyết lão thành nguyên lão hội cùng ma soái nhất định sẽ điên cuồng. Mà hắc bào từ trước đến giờ đều dùng ánh mắt ác ý để nhìn khắp thế gian này, có thể cho là đây là bố cục mà hắn cùng mục phu nhân liên thủ bố trí hay không dĩ nhiên muốn để cho mục phu nhân bỗng nhiên thay đổi chú ý để cho ma quân bị giết chết đây không phải là chuyện khó khăn bình thường nhưng ai biết được có lẽ ở thời khắc quan trọng nhất mục phu nhân chợt phát hiện ma quân chết đối với nàng cùng yêu tộc mà nói có thể rất có lợi thì sao có thể là một từ rất có ý tứ ý nghĩa kết cục mở ra bất kỳ sự tưởng tượng nào cũng có khả năng biến thành sự thật thời điểm trần trường sinh nghĩ tới từ này ma quân cũng nghĩ đến từ này hắn phát hiện mình thật sự có thể thua dưới kiếm của trần trường sinh nhưng hắn vẫn không cảm giác mình có thể chết ở dị quốc cách xa tuyết lão thành hơn nữa tựa như trần trường sinh rất muốn hắn chết hắn cũng rất muốn trần trường sinh chết nếu như trần trường sinh chết trong bạch đế thành cho dù người ra tay chính là hắn yêu tộc vẫn khó có thể thoát khỏi liên quan mục phu nhân dù đa mưu túc trí cỡ nào từ một khắc ấy sẽ không còn được thuận lợi nữa mà phải hoàn toàn nghiêng về ma tộc nếu không chỉ bằng lực lượng của yêu tộc căn bản không có biện pháp đối kháng kinh thiên độ diễm của nhân tộc, sau khi mất đi giáo hoàng, nghĩ tới những hình ảnh có thể sẽ phát sinh này, ý định giết chết Trần Trường Sinh của Ma Quân lần nữa trở nên kiên định. Quan cảnh đài là một mảnh thạch đài vô cùng rộng rãi ở chỗ cao của hoàng thành, phương viên ngàn trượng, trừ cây lê bên lan can ra, không có bất kỳ cây cối hoa cỏ nào nữa. Khi các đại nhân vật như Tương Tộc tộc trưởng thối lui, lộ vẻ càng thêm chống trải, thậm chí sinh ra một loại cảm giác thanh tịch vô song ma quân vẫn đứng dưới cây lê trên cây đã không còn hoa trắng nhưng còn có phiến lá xanh xanh nhìn đúng là sinh cơ giạt rào đối diện là bầy kiếm như mưa gió trần trường sinh cùng lạc lạc đứng ở bên trong một đạo hàn ý từ trên người ma quân lan tỏa ra thiên địa đạo hàn ý này vô cùng cực hạn vô cùng thuần túy thế cho nên phiến lá màu xanh cũng trở nên trong suốt tựa như đã biến thành băng không chỉ quan cảnh đài cả tòa hoàng thành thậm chí cả bạch đế thành bởi vì nhiệt độ kịch liệt giảm mạnh mà sinh ra vô số sương mù sương mù ngưng tụ lại chính là mây nhưng là mây không phải màu trắng mà là màu đen những hình ảnh này vô cùng quỷ dị kinh khủng dị thường cái vực sâu nổi tiếng kia phảng phất được ma quân đưa đến nơi đây đạo hàn ý này chính là ma tức trong truyền thuyết ư đây không phải là nghi vấn của trần trường sinh hắn ở tuyết lĩnh đã giao thủ với hai đời ma quân cũng biết đây quả thật là chính là thủ đoạn bản chất nhất của hoàng thất ma tộc cũng là thủ đoạn cường đại nhất ma quân là ma tộc hoàng tộc huyết thống thuần tránh nhất đại lục hiện nay ma tức của, hắn tự nhiên là thứ kinh khủng thuần tránh cực hạn nhất trên đại lục. Nếu như đối phó người tu đạo bình thường của nhân tộc, ma quân chỉ cần dựa vào ma tức trời sinh mang đến nhiệt độ thấp cực đoan, đã có thể dễ dàng đông cứng thức hải của đối phương, vỡ nát kinh mạch của đối phương, cuối cùng bá đạo vô cùng phá hủy thân thể của đối phương. Từ góc độ nào đó mà nói, trường sinh tông trừ tô, tu hành hoàng tuyển công pháp cùng thủ đoạn của ma tộc hoàng tộc phi thường tương tự. Ban đầu phát hiện điểm này, Trần Trường Sinh thậm chí nghĩ tới một loại khả năng, mấy trăm năm qua trường sinh tông cùng tuyết lão thành vẫn âm thầm cấu kết có lẽ tông chủ trước đây là được ma quân đời trước chỉ điểm mới đi lên con đường tà đạo tu hành hoàng tuyền công pháp bởi vì có tiểu hắc long trần trường sinh không sợ hoàng tuyền công pháp của trừ tô tự nhiên đối với thủ đoạn của ma quân cũng có lực chống cự sương hoa đầy trời hạ xuống cùng dưới hoàng thành dần dần dâng lên hàn vân căn bản không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng đối với hắn tầm mắt của hắn xuyên thấu sương hoa rơi vào trên người ma quân ở dưới cây lê theo tầm mắt của hắn rơi xuống, quan cảnh đài vang lên vô số tiếng kiếm minh thê lương. Có vô số kiếm quang tỏa ra, sau đó nhanh chóng biến mất, cũng không cách nào nhìn thấy nữa. Ma quân vẫn không nhúc nhích, chẳng qua thần niệm khẽ động, cũng đã xuất thủ. Trần Trường Sinh cũng không động, chẳng qua ánh mắt rơi xuống, cũng đã xuất kiếm. Hàn Vân bao phủ thạch đài, đem toàn bộ thân ảnh của Trần Trường Sinh cùng ma quân che kín. Không cách nào thấy được sương hoa, băng lá, cũng không thấy danh kiếm trong bầu trời nữa chỉ có thể nghe được kiếm âm thanh thúy trầm thấp như thâm uyên gầm thét tiếng va chạm trầm muộn thỉnh thoảng từ trong hàn vân truyền ra thỉnh thoảng sẽ có một đạo kiếm quang tựa như tia chớp chiếu sáng một góc hàn vân đem đường nét của xương hoa chiếu rọi vô cùng rõ ràng xinh đẹp trí cực tựa như cũng không phải là chân thật cũng đem hai đạo thân ảnh bên trong chiếu rọi vô cùng rõ ràng quỷ mị như khói tựa như không phải là chân thật thanh kiếm tựa như tia chóp rực rỡ có thể xuyên thấu hàn vân tự nhiên chính là vô cấu kiếm mà trần trường sinh nắm trong tay Vô luận ma tức trong Hàn Vân Kinh khủng cường đại, như thế nào vẫn không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì trên mặt ngoài vô cấu kiếm, chiến đấu đến nay vẫn sáng ngời trong như gương. Trần Trường Sinh cùng Ma Quân đều dùng ra thức bộ, gia thức bộ của hắn tự nhiên không có cảnh giới mạnh như Ma Quân, nhưng những ngày qua đã được Nam khách chỉ điểm, hơn nữa hắn từng dùng lấy kiếm hòa vào thân pháp trong Tuyết lĩnh, có thể ngang hàng với Ma Quân ở phương diện tốc độ. Như vậy có thể quyết định thắng bại của cuộc chiến này, vẫn là lực lượng. Lực lượng là một từ nghe có chút đơn giản, trên thực chất lại là một khái niệm rộng lớn khó lòng bao quát, chỉ có cường giả đại lục như biệt dạng hồng, mới có thể chân chính sáng tỏ chân nghĩa trong đó, ngày hôm trước hắn chỉ đạo cho hiên viên phá, trên thực tế là một việc trọng yếu phi thường, chẳng qua không biết hiên viên phá lĩnh ngộ được bao nhiêu. Trần Trường sinh cùng ma quân còn rất trẻ tuổi, nhưng cũng là tuyệt thế kỳ tài thiên phú vô cùng, đối với khái niệm này đã có cảm ngộ của riêng mình, cho nên cuộc chiến đấu này thủy chung được khống chế trong hàn vân, ý nghĩa không có bất kỳ khí thức dư thừa nào lãng phí nhưng chu viên cũng có khả năng bị phá vỡ tinh vực cũng không cách nào thực sự ngăn cách thế giới chỉ cần sống ở dưới trời sao nhất định sẽ phát sinh liên lạc với thế giới này trận chiến đấu bị hàn vân che giấu này tiến hành đến cuối cùng vẫn còn lộ ra uy danh thực sự đó là ma tức thâm uyên vô hình kiếm ý đại dương không tiếng động cho dù tràn ra ngoài hàn vân chỉ là chút dư âm cho dù chỉ là liên lụy vẫn đối với hoàn cảnh chung quanh sinh ra ảnh hưởng thật lớn trên mặt đất ngoài hàn vân xuất hiện vô số vết nứt khắc sâu nhìn giống như mạng nhện, hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn ra ngoại giới. Nếu không phải là có cấm chế bảo vệ, chỉ sợ tòa thạch đài rộng rãi này đã sớm băng liệt thành vô số viên đá. Cuộc chiến đấu này ảnh hưởng đối với nơi xa ngược lại còn lớn hơn một chút. Trên quảng trường trước hoàng thành xuất hiện rất nhiều dấu vết tinh mịn, ngắn nhưng vô cùng thẳng, nhìn giống như kiếm cắt ra. Vô số con kiến từ dưới đất chạy lên, nhưng đi được nửa thước cự ly, đã bị một đạo khí tức vô hình đông cứng, sau đó nhanh chóng giữa nát kinh lạc đài bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt thật sâu cùng với một trận thanh âm rắc rắc phần phật kinh khủng kinh lạc đài sụp xuống một tảng đá lớn lăn xuống phía dưới càng lúc càng nhanh mang theo thanh âm gào thét phá không đánh hướng đám người đông nghịt trước hoàng thành chuyện được đọc bởi kênh haley audio hoàng thành được xây dựa vào núi địa thế cực dốc quan cảnh đài ở chỗ cao nhất cách phiến quảng trường trước hoàng thành rất xa kinh lạc đài vỡ ra một cự thạch theo thế núi lăn xuống thanh thế kinh người trên đường nghiền nát không biết bao nhiêu tường đá núi giả, nhưng cách thời khắc nện vào mặt đất còn có một đoạn thời gian. Nghe ầm ầm như tiếng sấm, rất nhiều dân chúng ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, liều mạng chạy ra xa, chẳng qua khắp nơi đều là người với người, muốn kịp thời lui đến chỗ an toàn không phải chuyện dễ dàng như vậy, tiếng thét chói tai cùng tiếng quát mắng còn có tiếng khóc lóc, để cho không khí trở nên vô cùng hỗn loạn. Tiếng kình lạc đài băng liệt cùng với tiếng la khóc sau đó vang lên, cũng đã truyền đến trên quan cảnh đài. Rất nhiều đại thần cùng yêu tướng khiếp sợ thân thể cứng ngắc, căn bản không kịp phản ứng, cũng không có năng lực giải quyết thảm kịch sắp diễn ra. Cường giả có thể kịp phản ứng, hơn nữa có năng lực cứu đám dân chúng kia, căn bản đều không phản ứng. Bọn họ vẫn đang quan sát Hàn Vân, nhìn chăm chú vào kiếm quang thỉnh thoảng lóe sáng, chuyên chú tới cực điểm. Kinh Lạc Đài sụp đổ cự thạch nhiều nhất sẽ làm trước hoàng thành chết mấy trăm dân chúng, đối với các đại nhân vật này mà nói, căn bản không tính là chuyện lớn gì. Thắng bại của cuộc chiến này mới thật sự là chuyện lớn bởi vì nó sẽ quyết định sống chết của mấy trăm vạn sinh mệnh. Bỗng nhiên, kiếm ngân mắt lạnh biến mất, có gió từ bốn phía gào thét ập tới, đem Hàn Vân xua tan bớt mấy phần. Bảy kiếm từ trong mây bay trở về bốn phía Trần Trường Sinh cùng lạc lạc, khẽ chấn động, phát ra tiếng vù vù. Ai thắng? Trần Trường Sinh sắc mặt hơi tái nhợt, phía sau tay trái có vết thương cực mỏng, sợi tóc bị máu làm ướt đẫm không thể nào bay lên nữa, mượn ánh sáng chiếu rọi, có thể tinh tường nhìn thấy, trong vết thương mỏng mà ngắn kia có một chút màu đen, hẳn là ma tức kết tinh, nhưng không biết bị thứ gì bao phủ lấy, lại trở thành lấp lánh. Ma quân tình hình càng thêm chật vật, vòng vàng buộc tóc gãy lìa thành hơn 10 đoạn, tóc đen xõa ra, vất phơi phía sau lưng hắn. Quần áo của hắn xuất hiện năm vết rách, một đường thẳng tắp hơn nữa sâu đậm, vừa nhìn đã biết là vết kiếm. Chỉ có một vết kiếm có máu tươi tràn ra, bên trong ẩn chứa màu vàng, ở trong hoàn cảnh u ám vẫn vô cùng chói mắt cây lê kia đã bị kiếm của trần trường sinh chém thành mảnh vụn nhỏ bé nhất bị gió phất đầy đất cùng bụi bậm hòa thành một thể cũng không cách nào nhìn thấy được nữa đứng trên mặt đất trống trải thân ảnh ma quân trở nên càng thêm lạnh lẽo chẳng lẽ thật sự là trần trường sinh thắng hắn dùng rốt cuộc là kiếm pháp gì các cường giả yêu tộc đang xem cuộc chiến nhìn hình ảnh này rất rung động trong thời gian rất ngắn sinh ra vô số ý nghĩ đúng vậy trần trường sinh đạt được thắng lợi trong cuộc chiến này nếu như không phải ma quân có được cường độ thân thể khó có thể tưởng tượng, có lẽ lúc này đã bị vô cấu kiếm trực tiếp chém thành hai khúc. Dĩ nhiên cảnh giới thủ đoạn của ma quân cũng thực sự đáng sợ, bầy kiếm, như mưa gió lại không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng đối với tầm mắt của hắn, lực quyết đoán của hắn lại càng đã cường đại đến cực điểm, lại mạo hiểm nhận bốn kiếm của Trần Trường Sinh, dùng phản kích cuồng bạo để cho Trần Trường Sinh cũng bị thương. Không nên xem thường vết thương nhợt nhạt trên cổ của Trần Trường Sinh, bởi vì mảnh đen trong vết thương này là ma tức kết tinh tinh thuần nhất của ma quân, một khi gặp huyết nhục sẽ kịch liệt lan tràn, tựa như một đống lửa nhỏ sẽ thiêu cháy cả thảo nguyên, cho dù là cường giả tiến vào thần thánh lĩnh vực cũng phải lập tức rời đi, nghĩ biện pháp đem ma tức kết tinh loại bỏ. Trần Trường Sinh cự ly thần thánh lĩnh vực còn có một khoảng cách khó có thể vượt qua, theo đạo lý mà nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng may mắn chính là hắn vốn có là thân thể vô cấu, còn từng tắm long huyết, hơn nữa máu của hắn ẩn chứa vô số thánh quang, còn hòa với thiên phượng chân huyết, dễ dàng áp chế thủ đoạn của ma quân. Quan cảnh đài an tĩnh trí cực, tựa như một phần mộ tĩnh mịch, phía dưới truyền đến tiếng ầm ầm cùng tiếng la khóc trở nên càng thêm rõ ràng. Yêu tộc cường giả vẫn không để ý tới, chỉ chăm chú quan sát Trần Trường Sinh cùng ma quân, khiếp sợ trí cực, tâm tình có chút phức tạp, tâm ý dần dần thay đổi. Phiến Hàn Vân này, mặc dù che đậy dấu vết của mưa gió bầy kiếm cùng tuyệt thế ma công, nhưng các cường giả yêu tộc làm sao có thể không nhận ra sự hung hiểm đáng sợ bên trong? Trần Trường Sinh cùng Ma Quân dĩ nhiên đều là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, nhưng trong trận chiến đấu này bọn họ bộc lộ cảnh giới, tu vi, thực lực cùng với tất cả, vẫn cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của toàn bộ đại lục. Quan trọng hơn, đây là một trận chiến có ý nghĩa lịch sử. Trần Trường Sinh cùng Ma Quân cũng còn chưa bước vào thần thánh lĩnh vực, nhưng một vị là đế vương phương Bắc đại lục, một vị là giáo hoàng của nhân tộc, toàn bộ đại lục đều khẳng định, chỉ cần cho cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn họ tất nhiên sẽ bước qua cánh cửa này, thay lời khác mà nói, bọn họ vốn chính là người tương lai nhất định sẽ trở thành thánh nhân thực sự bọn họ sẽ là người thống trị trên đại lục sau này tên của bọn họ tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều lần ở trên sách sử khi bọn hắn còn trẻ tiến hành một cuộc chiến đấu như vậy kết quả của cuộc chiến đấu này cũng chắc chắn sẽ không ngừng ảnh hưởng thế cục toàn bộ đại lục trong mấy trăm năm càng không ngừng thay đổi lịch sử kế tiếp còn phát sinh chuyện gì khi các cường giả yêu tộc thấy trần trường sinh lại một lần nữa giơ vô cấu kiếm lên không khỏi cảm thấy lạnh lẽo đột nhiên dâng trào chẳng lẽ trần trường sinh thật sự muốn tiếp tục xuất kiếm cho đến khi giết chết ma quân ư chẳng lẽ lịch sử sẽ phải thay đổi ngay trong thời khắc này ư nhìn trần trường sinh lần nữa giơ kiếm lên sắc mặt ma quân có chút tái nhợt không phải bởi vì sợ hãi mà là vì tức giận hắn nhìn thấy trong đôi mắt của trần trường sinh trừ sát ý ra lại thêm lệ ý trước khi chiến đấu bắt đầu hắn cho là dựa vào năng lực của mình có thể giết chết trần trường sinh cho nên hắn không định vận dụng thủ đoạn cường đại nhất của mình hắn mặc dù cầm tinh không sát vẫn cảm thấy thủ đoạn này quá mức hung hiểm tốt nhất là không dùng đến hắn không ngờ tới kiếm đạo tu vi của trần trường sinh lại trở nên cường đại như thế ở trong mấy chục ngày ngắn ngủi chính mình đừng nói là giết chết đối phương ngay cả đánh bại đối phương cũng rất khó làm được điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã cho nên hắn quyết định hắn cầm lấy vật cứng lạnh như băng trong tay áo đang đợi kiếm của trần trường sinh lần nữa rơi xuống thời điểm ma quân cầm món đồ trong tay áo không có ai cảm nhận được sự khác thường chỉ có mây mù đang đoàn tụ trong Bạch Đế Thành, bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ. Khối cự thạch băng liệt còn đang lăn xuống, cách mặt đất càng ngày càng gần, vô số dân chúng yêu tộc khóc hô, vô lực mà tuyệt vọng chờ đợi tử vong buông xuống. Ma quân đang đợi kiếm của Trần Trường Sinh buông xuống. Mục phu nhân vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, không biết bởi vì món đồ mà Ma quân cầm trong tay áo, hay là kiếm của Trần Trường Sinh không rơi xuống. Đúng vậy, mọi người trên quan cảnh đài cũng không ngờ tới điểm này. Cùng với thanh âm sưu sưu vô số thanh kiếm từ vỏ kiếm mà trần trường sinh đang nắm bay nhanh ra nhưng những thanh kiếm này không chém về phía ma quân mà là bay ra khỏi quan cảnh đài tiến vào trong mây mù kiếm đem mây mù quấy động mang ra vô số sợi mây nhìn hơi giống sương mù nhưng càng giống điện quang bởi vì kiếm quá nhanh dùng mắt thường chỉ có thể nhìn thấy bọn họ ở trên không trung lưu lại dấu vết sáng ngời thậm chí mọi người thấy hình ảnh này sinh ra ảo giác nào đó khi những thanh kiếm này phá mây mà vào đồng thời đã đi tới trước hoàng thành lúc đó khối cự thạch từ trên trời rơi xuống còn cách mặt đất vài chục trượng đám người khóc hô thét chói tay tránh né khắp nơi dần dần dừng bước bởi vì bọn họ không cảm giác được đại địa chấn động không nghe được thanh âm cự thạch rơi xuống nữa cũng không phải một mảnh an tĩnh mà là có vô số tiếng vang dày đặc vang lên ngay trên đỉnh đầu của bọn hắn bọn họ nhìn lên bầu trời vẻ mặt trở nên hoảng hốt bọn họ thấy được một hình ảnh rất thần kỳ Khối cự thạch này dừng lại, giống như đang phiêu du trong bầu trời. Có vô số thanh kiếm như tia chớp hướng phía dưới cự thạch chém vào, càng không ngừng phát ra thanh âm cắt vào vật cứng. Kiếm này quá nhanh, mấy tức thời gian cũng đã xuyên qua vô số lần. Ngoài mặt cự thạch xuất hiện vô số khe hở thẳng tắp, càng ngày càng dày đặc, sau đó vỡ vụn. Trước hoàng thành lần nữa vang lên một mảnh tiếng la sợ hãi. Có chút dân chúng lúc trốn tránh đã bị thương, không cách nào di động nữa, đang ở phía dưới cự thạch một vị quý nữ thượng thành tuyệt vọng tới cực điểm càng không ngừng khóc nhìn rất đáng thương một gã cu li hùng tộc ở tùng đinh đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực sau đó đem tấm lưng bền chắc giao cho thiên không hắn vừa rồi vì đem sư phụ đầu bếp quán bánh bao ném ra khỏi đám người chân của hắn đã bị trọng thương đã không kịp rời đi nữa chẳng qua là dù tấm lưng bền chắc đến cỡ nào cũng không cách nào thừa nhận sức nặng của cự thạch hắn cho dù đem vị quý nữ kia bảo vệ trong lòng cũng chỉ là cùng nhau biến thành thịt nát mà thôi nhưng ở một khắc cuối của sinh mệnh, có thể có một vòng tay ấm áp, có thể cảm nhận được thiện ý, có thể cho đi thiện ý, cuối cùng cũng đã là an ủi. Nghe tới tiếng la kinh khủng kia, vị quý nữ thượng thành biết cự thạch sắp rơi xuống rồi, tiếng khóc trở nên lớn hơn nữa. Tên cu li hùng tộc kia đem nàng ôm chặt hơn chút nữa. Không biết qua thời gian bao lâu, tiếng la sợ hãi bỗng nhiên biến thành tiếng la mừng như điên vì sống sót sau tai nạn. Vị quý nữ kia dần dần dừng khóc, mang theo sợ hãi nhìn trên trời một cái, cự thạch không rơi xuống cũng không có đá vụn như mưa to rơi xuống chậm rãi bay xuống chính là bột đá bột đá rất nhỏ rất nhẹ rất trắng nhìn giống như tuyết tên cu ly hùng tộc kia đỡ nàng lên thượng thành quý nữ có chút ngượng ngùng ở trong thạch tuyết bay xuống hai người liếc nhau một cái nghĩ tới lúc trước cái ôm thân mật ấy không khỏi có chút lúng túng thượng thành quý nữ nhẹ nói cảm ơn ngươi hùng tộc cu ly gãi gãi đầu nói không cần khách khí thượng thành quý nữ nhìn ánh mắt của hắn thật tình nói ta muốn gà cho ngươi các đại nhân vật ở trước điện cũng không biết chút ít hình ảnh ở trước hoành thành không biết cụ thể xảy ra chuyện gì càng không biết khối cự thạch này bị chém thành trời đổ tuyết sau đó có thể tác thành nhân duyên cho một vị cu ly hùng tộc cùng một vị tiểu thư quý tộc nhưng bọn hắn biết kiếm từ trong vỏ kiếm của trần trường sinh bay ra đã làm gì quan cảnh đài bốn phía an tĩnh trần trường sinh lại thắng ma quân rất rõ ràng các đại nhân vật có mặt nơi này đều biết hắn thắng ở chỗ nào, cùng với ý tứ của chữ thắng kia. Mục phu nhân vẻ mặt vẫn đạm mạc, không biết suy nghĩ điều gì, sắc mặt tương tộc tộc trưởng cùng lộc tộc thái công đám người có chút khó coi. Hùng tộc tộc trưởng rất vui mừng, cảm thấy đã không nhìn lầm trần trường sinh, sĩ tộc tộc trưởng lại càng hài lòng, cảm thấy giáo hoàng bệ hạ trong một thời khắc khẩn trương như thế, còn không có quên dùng thủ đoạn như vậy, để làm vững chắc tình hữu nghị giữa nhân tộc cùng yêu tộc, thật là tâm tư kín đáo, quyết đoán sáng suốt trần trường sinh không nghĩ nhiều như vậy hắn chẳng qua là phát hiện chuyện này sau đó làm mà thôi dựa theo tâm ý làm việc nơi nào cần động tâm tư vô số kiếm từ ngoài quan cảnh đài trở về cùng mấy trăm thanh kiếm quanh người hắn kết hợp với nhau lúc này một thanh âm hờ hững và cao xa tựa như đến từ tinh hải xuất hiện dừng tay sao nói chuyện chính là mục phu nhân trần trường sinh không ngừng lại hắn muốn giết ma quân ma quân muốn giết hắn nếu còn chưa phân ra sinh tử như vậy chiến đấu dĩ nhiên còn chưa kết thúc không tới cuối cùng không có thắng bại thực sự quan cảnh đài không khí bị kiếm ý lành lạnh chém thành vô số khu vực kiếm thế như mưa to dường như muốn đem tầng mây trong bầu trời xóa bỏ cánh đồng tuyết chứa tinh huy ở trong thân thể của hắn mãnh liệt thiêu đốt trong thức hải của hắn dâng lên sóng to cao mấy trăm trượng trong bầu trời bầy kiếm y theo thần thức của hắn chỉ huy thi triển ra vô số kiếm chiêu tuyệt diệu phối hợp lẫn nhau hướng ma quân giết tới bầy kiếm như mưa to cùng với kiếm ngân trong chẻo rơi xuống thanh thế còn hơn lúc trước. Đối mặt với công kích cường đại như thế, đối mặt với kiếm pháp không ai có thể nhìn thấu, trên mặt ma quân không có chút sợ hãi nào. Mặc dù hắn đã liên tiếp thất bại hai trận dưới kiếm của Trần Trường Sinh, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, hai tay tự nhiên rủ xuống bên người, giấu ở trong tay áo. Chỉ có hắn biết, câu nói vừa rồi của mục phu nhân cũng không phải là nói với Trần Trường Sinh, mà là nói với hắn. Bởi vì cuộc chiến đấu lúc trước quân tỏa ra thâm uyên khí tức, Bạch Đế Thanh trở nên hàn lãnh hơn mấy phần. Đường phố được ánh mặt trời sưởi ấm không bao lâu lần nữa sinh ra vô số sương mù, đột nhiên sương mù cấp tốc địa chuyển, sau đó hướng phía trên thành thị dũng mãnh lao tới. Mục phu nhân cuối cùng đã xuất thủ. Nàng phất ống tay áo, liền có gió từ sâu trong tay hải đem sương mù hai bờ hồng hà cuốn tới nơi đây. Vô số sương mù tràn vào hoàng thành, theo thềm đá, xuyên qua hoa thụ đi tới trên quan cảnh đài, cuối cùng ngưng kết thành mây. Đó là đám mây chân thực nhất, lại có vẻ dày đặc đầy hư ảo cùng phiến hàn vân của ma quân so sánh, đám mây này trắng, nhìn giống như bầy cừu, tựa như rất đơn giản, nhưng nếu dùng thần thức dọ thám vào trong, có lẽ sẽ minh bạch cái gì gọi là sâu không lường được. Mây trắng nuốt trọn thân ảnh của ma quân, sau đó chặn lại phiến kiếm vũ từ trên trời rơi xuống. Quan cảnh đài hoàn toàn an tĩnh. Trần Trường Sinh cùng ma quân dĩ nhiên rất giỏi, ở năm tháng dĩ vãng tất nhiên sẽ trở thành thánh nhân thực sự. Nhưng mục phu nhân đã trở thành thánh nhân rất nhiều năm. Mặc dù Trần Trường Sinh, cùng ma quân mang theo quốc giáo trọng bảo cùng với ma khí trí tôn, cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Hơn nữa nàng là hoàng hậu nương nương của yêu tộc, ở trong khoảng thời gian bạch đế bệ hạ bế quan tĩnh tu, ý chí của nàng chính là thanh âm lớn nhất trong yêu tộc. Hoặc là bởi vì những nguyên nhân này, ma quân không chống cự, tùy ý để phiến mây trắng này bao phủ. Trước lúc thân ảnh của hắn biến mất, tay của hắn còn đang trong tay áo chưa lấy ra. Trần Trường Sinh cũng không để cho chút ít thanh kiếm trong bầu trời tiếp tục rơi xuống. Trong im lặng, thời gian tiếp tục trôi đi, chỉ chốc lát sau mây trắng trên quan cảnh đài đã tan biến ma quân đã biến mất không biết từ trong mây đi đến nơi nào trần trường sinh nhìn một đạo khe đá trên mặt đất không biết suy nghĩ điều gì ống tay áo hoa mỹ chậm rãi rủ xuống mây trắng tản mạn khắp nơi như thác nước rơi vào trong thành thị phía dưới tất cả khôi phục lại bình tĩnh mục phu nhân thu tay lại trần trường sinh còn chưa thu kiếm hắn nhìn về mục phu nhân trong bầu trời mấy trăm thanh kiếm theo tầm mắt của hắn chậm rãi di động cuối cùng nhắm ngay vào mục phu nhân hình ảnh này có một loại mỹ cảm rất kỳ lạ cũng có một loại cảm giác bị áp bách khó có thể tưởng tượng chẳng lẽ hắn sẽ xuất kiếm với mục phu nhân ư càn rỡ lộc tộc thái công sắc mặt cực kỳ khó coi hướng về phía trần trường sinh lớn tiếng quát lên giáo hoàng đại nhân còn không mau thu kiếm lại có một vài tộc trưởng cùng đại thần cũng quát mắng trần trường sinh nhưng càng nhiều người thủy chung vẫn duy trì trầm mặc bản thân loại trầm mặc này đã ý nghĩa rất nhiều điều có tiếng bước chân vang lên Hùng tộc tộc trưởng Cẩm Thiết côn đi tới, đứng phía sau Trần Trường Sinh. Sĩ tộc tộc trưởng cũng đi theo tới, nhưng nơi hắn đứng lại gần Lạc Lạc hơn một chút. Tiếp theo thừa tướng đại nhân mang theo mấy vị đại học sĩ cùng, với càng ngày càng nhiều đại nhân vật yêu tộc, đứng phía sau Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc. Kết minh với ma tộc là ý chí của hai vị bệ hạ, hơn nữa được đại đa số thành viên trưởng lão hội đồng ý, nhưng trong điện hội vẫn có bốn thành tộc trưởng, đại thần yêu tướng tỏ vẻ kiên quyết phản đối. Hiện tại tình hình càng thêm bất đồng. Giáo Hoàng Trần Trường Sinh xuất hiện, mang đến đáp lại cực kỳ cường ngạnh của nhân tộc, đuổi ma quân đi. Mặc dù Mục phu nhân xuất thủ ngăn cản cuộc chiến đấu này, nhưng ai cũng có thể nhìn ra thắng bại. Điểm này trọng yếu phi thường. Các đại nhân vật yêu tộc giao hảo cùng nhân tộc, yêu mến lạc lạc điện hạ có càng nhiều sức lực cùng lòng tin, mà các đại nhân vật lo lắng đến ích lợi của yêu tộc, cũng bắt đầu sinh ra ý nghĩ không giống ban đầu. Mục phu nhân lặng lặng nhìn Trần Trường Sinh nói, "Ta cứu ngươi một mạng." ngươi không nói báo ân chẳng lẽ còn muốn dùng kiếm để trả ư trần trường sinh biết ý của nàng mới vừa rồi thời khắc kiếm của hắn sắp rơi xuống bỗng nhiên cảm thấy một đạo báo động cực kỳ mãnh liệt phảng phất có thứ gì vô cùng hung hiểm sắp sửa phát sinh cảm giác như vậy rất ít xuất hiện lần trước chính là khi thấy đạo cột sáng xuyên qua tinh hải hắn vẫn chú ý tới chuyện tay ma quân thủy chung ở trong tay áo chẳng lẽ ma quân chuẩn bị vận dụng tinh không sát ư nhưng cho dù tinh không sát có thể sử dụng lần nữa ma quân làm sao có thể đem vị trí của mình nói cho phía bên kia tinh không những vấn đề này không có đáp án bởi vì mục phu nhân xuất thủ ngăn trở chuyện sau đó phát sinh trần trường sinh biết mục phu nhân không có bất kỳ thiện ý nào đối với mình nàng xuất thủ hẳn vì nguyên nhân nào đó không muốn ma quân sử dụng tới thủ đoạn kia bất quá cuối cùng là nàng ngăn trở hết thảy để cho đạo báo động vô cùng mãnh liệt kia biến mất cho nên hắn không phản bác đối với biến hóa thế cục mục phu nhân cũng không thèm để ý nàng cảm thấy hứng thú chính là những thanh kiếm của trần trường sinh ngươi dùng là rốt cuộc là kiếm pháp gì mà quân không biết trần trường sinh dùng kiếm pháp gì mục phu nhân cũng không dám chắc tương tộc tộc trưởng tuổi vô cùng lớn kiến thức cực kỳ uyên bác còn có sĩ tộc tộc trưởng cực kỳ thông tuệ cũng không nhận ra kiếm pháp của trần trường sinh bởi vì chưa từng có ai thấy bộ kiếm pháp kia tự thiên thư bia hàng lâm tới nay hôm nay là lần đầu tiên bộ kiếm pháp kia xuất hiện dưới trời sao trần trường sinh nói hợp kiếm thuật đại đa số người có mặt chưa từng nghe tới ba chữ kia mục phu nhân đã từng nghe đến hơn nữa lúc trước đã đoán được chút ít chỉ là không thể nào tin nổi tựa như lúc này nàng nghe được trần trường sinh đưa ra đáp án vẫn không thể nào tin nổi nàng trầm mặc thời gian rất lâu nói ta chưa từng nghĩ tới tin tưởng ngay cả thánh nữ đời đầu năm đó cũng không nghĩ tới nam khê trai kiếm trận uy chấn thiên hạ lại có thể được một người thi triển nghe được lời của mục phu nhân trên quan cảnh đài xuất hiện một mảnh an tĩnh quỷ dị Trần Trường Sinh nói tới hợp kiếm thuật chính là nam khê trai kiếm trận. Nhưng nếu là kiếm trận, làm sao chỉ có một mình hắn chứ? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mục phu nhân cảm khái đối với rất nhiều người mà nói là khốn hoặc. Bọn họ căn bản nghĩ mãi mà không rõ, hoặc là nói đầu óc căn bản không thể nào sáng tỏ được. Tương tộc tộc trưởng đã sớm tu hành tới nửa bước thần thánh, là cường giả cảnh giới cao nhất nơi đây trừ mục phu nhân ra, cho nên hắn nhanh chóng hiểu được ý của mục phu nhân ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng dị thường, ánh mắt nhìn về Trần Trường Sinh, trừ lúc trước cảnh giác còn tăng thêm mấy phần kính sợ. Kiếm trận nếu là trận, dĩ nhiên phải do rất nhiều kiếm tạo thành, không thể nào chỉ có một người. Nam Khê trai kiếm trận nổi tiếng thiên hạ, cũng không thể có điểm nào khác biệt được, tuy nói hai đệ tử Nam Khê trai có thể lấy hợp kiếm thuật nghênh địch, phát huy ra chút uy lực của kiếm trận, nhưng Nam Khê trai kiếm trận chân chính, uy lực lớn nhất ít nhất cần mười mấy đệ tử Nam Khê trai tạo thành cho dù là người điên cuồng nhất cũng không dám tưởng tượng một ngày nào đó nam khê trai kiếm trận sẽ xuất hiện trong tay của một người đúng như mục phu nhân vừa mới nói ngay cả ban đầu vị thánh nữ đầu tiên thiên phú tài hoa kinh thế hãi tục một tay sáng chế nam khê trai kiếm trận cũng không ngờ tới ngày sau sẽ xuất hiện hình ảnh như vậy tại sao trần trường sinh có thể làm được điều này bởi vì thần thức của hắn vô cùng cường đại hơn nữa rất tĩnh lặng giống như nước trong khe sâu chém không đứt xé không rách hắn có vô số danh kiếm đã sớm tâm ý tương thông thi triển ra như cánh tay trên người mình. Hắn có vô số kiếm pháp, ý niệm khẽ chuyển, kiếm chiêu của các tông phái sơn môn có thể ùn ùn kéo đến. Cho nên lúc đầu ở Chu Viên, hắn có thể dùng một đạo thần thức ngự sử vạn kiếm thành long. Sau đó hắn còn học được cách đem thần thức phân, ra thành mấy trăm đạo điều khiển mấy trăm kiếm, dựa vào đó xông thẳng tới Bắc Binh Mã Ti Hồ Đồng. Nhưng nếu chỉ là như vậy, vẫn xa xa không đủ để cho Nam Khê trai kiếm trận xuất hiện trong tay của hắn. Dùng mấy trăm đạo thần thức ngự sử mấy trăm kiếm, bất quá là số lượng gia tăng kiếm cùng kiếm không có chút phối hợp nào từng người độc lập tác chiến nam khê trai kiếm trận quá mức phức tạp hơn nữa uy lực của kiếm trận cần dựa vào các đệ tử trong kiếm trận phối hợp với nhau mới có thể chân tránh thi triển ra được sở dĩ trần trường sinh có thể giải quyết vấn đề này là bởi vì một cơ hội hoặc là nói cơ duyên hoặc là nói duyên phận cũng có thể nói là vận mệnh bắt đầu từ lúc đường lão thái ra năm đó đem hoàng chỉ tán đưa cho hắn vận mệnh của hắn đã không có cách nào chia lìa khỏi kiếm nữa vô luận là phát hiện kiếm chi ở Chu Viên, hay là theo Tô Ly học kiếm trên Hoang Nguyên, cũng là như thế. Vài ngày trước ở Phụng Dương huyện thành gặp Tiếu Trương, biết thánh nữ phong có biến, hắn lo lắng an nguy của Từ Hữu Dung, trực tiếp xông lên chỗ cao nhất. Lúc ấy Từ Hữu Dung ở bên kia thạch bích, hắn ngồi bên vách núi ngắm nhìn đồng giang dưới ánh hoàng hôn, có chút nhàm chán, liền đọc một quyển sách. Cho nên, hắn học được hợp kiếm thuật. Sau đó cùng Từ Hữu Dung xong kiếm hợp bích, thế nhân đều sợ hãi. Sau đó hắn đi Ly Sơn, ở trên kiếm đạo khó nhọc đi về phía trước, kiếm đạo tu vi lần nữa tăng trưởng. Sau đó hắn ngồi hạc mà đi, tám vạn dặm lữ trình dài dòng, rất nhàm chán, hắn tùy tiện suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Nếu hợp kiếm thuật là căn cơ của nam khê trai kiếm trận, nếu mình cùng hữu dung có thể song kiếm hợp bích, như vậy những thanh kiếm của mình có thể tiến hành phối hợp hay không? Thời điểm bạch hạc tắm trong tinh quang xuyên qua dạ vân, hắn đang suy nghĩ những vấn đề này. Hắn suy nghĩ suốt một đêm, sau đó gặp một ít chuyện thử kiếm mấy lần cuối cùng hắn đã thấu hiểu bầy kiếm như mưa gió từ một khắc ấy bắt đầu có trật tự toàn bộ kiếm đều có vị trí của mình sau đó sinh ra liên lạc vị trí là tương đối liên lạc là song phương kiếm y tương hợp kiếm thế bổ trợ sinh sôi không ngừng tự thành kiếm pháp cho nên kiếm trận đã thành nam khê trai kiếm trận mạnh bao nhiêu mấy ngày trước ở hợp trai đại điển cường giả thần thánh lĩnh vực như vô cùng bích đối mặt với mười mấy đệ tử nam khê trai vội vã tạo thành kiếm trận cũng không có biện pháp nào nếu không phải là hoài bích âm hiểm xuất thủ có lẽ từ hữu dung không bị buộc phải xuất quan cho dù là chu độc phu năm đó xông lên thánh nữ phong vì đột phá nam khê trai kiếm trận cũng hao tổn rất nhiều tinh lực cùng trí tuệ tự ý nào đó mà nói hiện tại một mình trần trường sinh chính là một tòa nam khê trai kiếm trận khó trách ngay cả ma quân cũng thua dưới kiếm của hắn giáo hoàng đại nhân quả nhiên là thiên tài kiếm đạo ngàn năm khó gặp lúc nói chuyện vẻ mặt của mục phu nhân rất bình tĩnh tâm tình lại không phải như thế chuyện mà trần trường sinh làm được thực sự quá mức khó tưởng tượng cho dù là nàng cũng sinh ra rất nhiều cảm thán sau đó sinh ra cảnh giác nhiều hơn nghĩ tới ban đầu thương nghị với bệ hạ thái độ cường ngạnh của mình đối với trần trường sinh nàng lại có chút tiếc nuối trần trường sinh nói chỉ được vẻ ngoài còn thiếu cái thần ở trong đây không phải là khiêm nhường mà là nói thật mục phu nhân bình tĩnh nói theo lý nên như vậy nếu không chẳng phải giáo hoàng đại nhân có thể giết được cả ta hay sao ý tứ của những lời này rất phức tạp có thể giết có ý tứ là có năng lực để giết cũng là muốn giết trần trường sinh cảm giác được lạc lạc ở phía sau nhẹ nhàng lôi kéo y phục của mình trầm mặc một lát nói tại sao ma quân lại xuất hiện ở bạch đế thành hắn không đáp lời của mục phu nhân mà đưa ra vấn đề của mình vấn đề này biểu đạt ý tứ cũng rất phức tạp hơn nữa thật không dễ trả lời bởi vì đây là biết còn cố hỏi mấy trăm thanh kiếm vẫn lẳng lặng lơ lửng trên không trung theo tầm mắt của trần trường sinh xa xa chỉ thẳng vào mục phu nhân hoàng thành hoa thụ tường đá sương mù cũng chưa tan biến tùy thời có thể ngưng kết làm mây trắng sau đó cắn nuốt tất cả mọi người quan sát ánh mắt của nhau tựa như muốn nhìn thấy sự mềm yếu trong mắt đối phương không khí trên quan cảnh đài trở nên càng thêm khẩn trương cùng với đè nén mục phu nhân không trả lời câu hỏi của trần trường sinh đây không phải là lựa chọn thông minh bình thường trọng yếu hơn, nàng có biện pháp để cho Trần Trường Sinh không đặt câu hỏi nữa. Nàng nhìn Trần Trường Sinh nói, ngươi hiện tại nên quan tâm tới chuyện khác thì hơn. Bạch Đế Thanh chuẩn bị ruồng bỏ minh ước cùng nhân tộc, cùng ma tộc kết làm đồng minh, có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này? Cách y phục, Trần Trường Sinh cảm giác được bàn tay nhỏ bé của Lạc Lạc có chút lạnh như băng, điều này làm cho tâm tình của hắn hơi trầm xuống, không nói gì. Mục phu nhân lại nói, đáng tiếc ngươi vẫn tới chậm một chút, thần trượng phát ra vạn trượng quang minh, bạch hạc phá vân mà rơi, hắn dùng nam khê trai kiếm trận đại thắng ma quân hơn nữa đem hắn đuổi đi, lạc lạc sẽ không lập gia đình, cho dù yêu tộc còn muốn kết minh cùng ma tộc, ít nhất tạm thời sự tình còn nằm trong khống chế, nhân tộc đạt được cơ hội, hắn đến chậm chỗ nào. Mục phu nhân nói, vài ngày trước, biệt dạng hồng cùng vô cùng bích hai vị phong vũ, ở sâu trong dãy núi gặp phải ma tộc cường giả phục tập mà bị thương nặng, vừa không biết bởi vì duyên cớ nào cự tuyệt tiếp nhận cứu trị của ta, lúc đó mất tích nghĩ đến bọn họ lúc này đã trở về tinh hải giáo hoàng đại nhân không còn kịp tiễn bọn họ đoạn đường cuối cùng thật là đáng tiếc nghe được câu này trần trường sinh giật mình hắn quay đầu lại nhìn lạc 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 cúi đầu biệt thiên tâm chết bởi âm mưu của đại tây châu vô luận là vị hoàng thúc đại tây châu kia hay là mục tử thi hành vi của bọn họ rõ ràng cũng đã được mục phu nhân đồng ý hoặc là nói ngầm đồng ý biệt dạng hồng cùng vô cùng bích vì báo thù cho con của mình mà tới bạch đế thành là chuyện rất bình thường nhưng trần trường sinh không ngờ tới biệt dạng hồng cùng vô cùng bích sau khi rời đi thánh nữ phong căn bản không để ý thương thế chưa lành đã trực tiếp bước lên lưỡi trình báo thù mây đen cùng cấm chế đem mấy trăm dặm phương viên thiên địa hai bờ hồng hà ngăn cách khỏi thế giới này khi trận chiến thần thánh kia chấn động cả tòa bạch đế thành để cho hồng hà thiêu đốt suốt một đêm trần trường sinh đang trên lưng bạch hạc tắm tinh quang suy tư đem nam khê trai kiếm trận hóa làm thủ đoạn của mình như thế nào cho nên cho tới giờ khác này cũng không biết chuyện này. Ngược lại phương diện kinh đô đêm hôm qua đã nhận được tin tức xác thực. Lạc lạc nhẹ giọng nhanh chóng đem chuyện trước sau thiên tuyển đại điển nói một lần, tỉ như hôm đó trong bầu trời rơi xuống thần thánh huyết hỏa, cuối cùng nhắc tới hiên viên phá, vì ngăn cản ma quân đạt được thắng lợi thiên tuyển đại điển, hiện tại người bị thương nặng, vẫn còn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Trần Trường sinh thế mới biết trong mấy ngày ngắn ngủi sau khi mình rời lưu lăng vương phủ, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn rất lo lắng an nguy của Hiên Viên Phá, càng lo lắng cho Biệt Dạng Hồng, bởi vì nghe giọng nói của mục phu nhân, Biệt Dạng Hồng hẳn là đã chết. Năm đó rời Hàn Sơn, hắn ở trong liễn của Nam Khê, trai thỉnh thoảng có thể thấy hoang dã nơi xa có một vệt màu hồng. Sau đó ở trước Thiên Thư Lăng hắn cũng đã gặp Biệt Dạng Hồng, nhưng cũng không thật sự nói chuyện, cho đến mấy ngày trước gặp nhau ở Nam Khê trai, lại là cừu nhân gặp gỡ. Trần Trường Sinh cùng Biệt Dạng Hồng thật sự không quen nhau cùng thê tử của hắn vô cùng bích lại càng chán ghét lẫn nhau, nhưng hắn rất thích biệt dạng hồng. Tựa như ban đầu Thiên Hải Thánh hậu, Vương Chi Sách, Vương Phá cùng với tất cả những người từng tiếp xúc với biệt dạng hồng, biệt dạng hồng là quân tử, là người tốt, cùng Tô Ly hoàn toàn trái ngược, hắn đối với thế giới này thủy chung có mang một phần thiện ý không cách nào xóa bỏ. Cho dù hắn đối mặt con đường tu đạo dài dòng cùng với đạo lữ bên cạnh cũng là khó khăn như vậy, dễ dàng làm người ta cảm thấy thất vọng như vậy. Ở trên Thánh Nữ Phong, Trần Trường Sinh tinh tường cảm thụ được thiện ý của biệt dạng hồng đối với mình, bởi vì cho dù tất cả chứng cớ cũng chỉ hướng hắn, biệt dạng hồng vẫn nguyện ý cho hắn cơ hội giải thích, phần tín nhiệm này rất nặng, để cho hắn vô cùng kính trọng. Vị tiền bối mà hắn kính trọng này mới vừa đau đớn mất đi con trai duy nhất, kết quả lại chết ở dị quốc xa xôi ư. Tay Trần Trường Sinh nắm kiếm có chút run rẩy. Trong bầu trời mấy trăm thanh kiếm cũng run rẩy, phát ra vù vù trầm thấp, tựa như mưa sa sắp rơi xuống. Kiếm ý lạnh lạnh bao phủ quan cảnh đài, lộ vẻ vô cùng phong duệ, mục tiêu đã vô cùng rõ ràng. Chính là mục phu nhân mà Trần Trường Sinh lúc này đang nhìn. Thì ra yêu tộc đã chuẩn bị sẵn sàng để khai chiến. Nghe một câu nói nhìn như bình tĩnh, lại có chiến ý cực mạnh như thế, quan cảnh đài trở nên xôn xao. Nhưng không có ai có thể đi khuyên giải Trần Trường Sinh, bất kể là hùng tộc cùng sĩ tộc tộc trưởng hay là thừa tướng đại nhân. Bởi vì chuyện này đã quá mức rõ ràng, sợ rằng muốn giải thích cũng không cách nào giải thích rõ được đại tây châu hoàng thúc mục cùng mục tử thi giết chết biệt thiên tâm chính là muốn đổ tội cho trần trường sinh sau khi chuyện này bại lộ mục tử thi trở về bạch đế thành mục phu nhân vì che chở cho nàng ở bạch đế thành thiết kế giết chết biệt dạng hồng cùng vô cùng bích ngang nhiên trở mặt với nhân tộc kết minh cùng ma tộc đây chính là sự thật cho dù chi tiết có thể sẽ có chút khác biệt nhưng đại thể chính là như thế trần trường sinh nói người mời vị cường giả ma tộc nào vậy hắc bào hay là ma soái Mục phu nhân không trả lời câu hỏi của hắn, bình tĩnh nói, ta không động thủ. Trần Trường Sinh nói, nhưng ngươi dùng cấm chế, ngăn cản bọn họ đưa tin cầu viện. Ta vốn không muốn trả lời câu hỏi này của ngươi, bởi vì cảm giác chuyện này được cười như đám trẻ nhỏ cãi nhau, nhưng ta đột nhiên cảm giác ngươi nên hiểu rõ một số chuyện. Mục phu nhân cười lạnh nói, cho dù ta không khởi động cấm chế, ngươi cho rằng sẽ có người tới ư. Vậy ngươi có nghĩ tới, tin tức ta quyết ý kết minh cùng tuyết lão thành đêm qua cũng đã chuyển ra, vì sao đến lúc này vẫn không có người nào xuất hiện hay không?" Trần Trường Sinh trầm mặc không nói. Vương Phá nghe nói bị thương không nhẹ, hắn không đến cũng có thể lý giải, nhưng Tương Vương thì sao? Ly Sơn Kiếm Tông trưởng môn thì sao? Ngươi có thể xuất hiện vốn là chuyện bất ngờ, nhưng trên đường không có ai cản ngươi ư? Quan trọng hơn là chuyện lớn như thế, vì sao lão sư của ngươi không xuất hiện?" Mục phu nhân tỏ vẻ thương hại cùng đùa cợt nói, "Giáo Hoàng đại nhân, ngươi đúng là còn quá trẻ tuổi. Bởi vì trẻ tuổi, dễ dàng nhiệt huyết." cho nên vọng động cho nên lúc này chỉ có mình hắn cô đơn đứng ở nơi này là ý tứ này ư trần trường sinh nghĩ tới lá thư mình nhận được trong lư lăng vương phủ đột nhiên cảm giác có chút mỏi mệt lúc ấy nhận được lá thư này hắn không nghĩ gì cả đã ngồi hạc đi về phía tây ngồi hạc đi về phía tây đúng là có chút làm người ta sầu não ư nhưng ai bảo hắn là giáo hoàng của nhân tộc chứ ai bảo bản thân hắn lựa chọn như hôm nay chứ đã như vậy Hắn có tư cách gì để mỏi mệt, làm sao có thời giờ để sầu não? Rắc một tiếng vang nhỏ, vô cấu kiếm cùng tàng phong vỏ kiếm chia lìa, trong bầu trời mấy trăm thanh kiếm gào thét mà rơi, toàn bộ quy về trong vỏ kiếm. Rất nhiều đại nhân vật yêu tộc lần đầu tiên tận mắt thấy hình ảnh như vậy, không khỏi cảm thấy tâm thần có chút lay động. Trần Trường Sinh không để ý đến mục phu nhân, trực tiếp hỏi, "Ai có đầu mối?" Lạc Lạc cùng hùng tộc tộc trưởng đám người đều lắc đầu. Kinh Lạc Đài bỗng nhiên vang lên một trận tranh chấp sau đó có tiếng bước chân vội vã vang lên. Tây hoang đạo điện đại chủ giáo cùng mười mấy, mấy giáo sĩ, còn có đại chu quan viên, đường ra chấp sự, người tu hành thiên nam từ trên thềm đá đi tới. Hồng Hà yêu vệ chịu trách nhiệm trị thủ Hoàng Thành có đủ thực lực ngăn cản bọn họ, nhưng hôm nay thế cục trong Hoàng Thành dị thường hỗn loạn, rất nhiều yêu tướng không biết đi nơi nào, cộng thêm yêu vệ xuất thân hùng tộc, sĩ tộc các tộc cố ý dung túng, lại để cho bọn họ xông tới đây. Nhìn thân ảnh của Trần Trường Sinh, đại chủ giáo vội vàng mang theo mọi người quỳ xuống hành lễ, sau đó đem hiên viên phá trọng thương mang lên phía trước giải khai y phục của hiên viên phá nhìn thương thế thảm thế này trần trường sinh vẻ mặt không biến hóa từ ngón tay gỡ xuống kim châm bắt đầu trị liệu cho hắn thời gian chậm chạp trôi đi hắn vẫn không có ngẩng đầu chuyên chú trị thương lạc lạc vẫn ngồi ở bên cạnh thỉnh thoảng lấy khăn lụa lau mồ hôi trên mặt của hắn quan cảnh đài hoàn toàn an tĩnh không có bất kỳ ai dám phát ra thanh âm không biết qua thời gian bao lâu trần trường sinh mới ngẩng đầu lên lạc lạc thanh âm khẽ run hỏi như thế nào nàng mới vừa thấy rõ ràng trần trường sinh dùng chân nguyên hòa tan hai khỏa đan dược đưa vào trong miệng hiên viên phá nhìn vẻ mặt thận trọng của hắn hai khỏa đan dược này hẳn là chu sa đan trong truyền thuyết nhưng mặc dù như vậy hiên viên phá vẫn không thể tỉnh lại lạc lạc có chút hoảng hốt nếu như hắn có thể tỉnh lại sẽ không có chuyện gì nếu như không thể trần trường sinh không nói hết những lời này ngẩng đầu nhìn về đường phố bạch đế thành trầm mặc không nói hiên viên phá đang ở bên cạnh hắn. Biệt dạng hồng lúc này hẳn là ẩn thân tại nơi nào đó trong thành. Cũng không biết có còn sống sót hay không. Chẳng lẽ mình thật sự tới chậm sao? Một con mèo hoang từ giữa đường đi qua, cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía, lại có chút mờ mịt. Vì sao hôm nay Tùng Đinh an tĩnh như vậy? Nó không biết ông chủ cùng tiểu nhị còn có hán tử làm cu ly quán bánh bao hôm nay, cũng đi tới trước hoàng thành, bọn họ muốn đi thiên tuyển đại điển để xem náo nhiệt, còn muốn tận mắt nhìn thấy kiêu ngạo của hạ thành hiên viên phá đạt được thắng lợi vì sao mặt trời đã lên cao đến thế trên đường bỗng nhiên lại nổi lên sương mù nó không biết ma quân lúc này đang chiến đấu thâm uyên kinh khủng phẳng phất từ cánh đồng tuyết nơi cực bắc đi tới nơi đây bỗng nhiên con mèo hoang này cục đuôi vội vã chạy ra trên đường trong sương mù xuất hiện một thiếu nữ hình ảnh như mộng như huyễn tựa như gương mặt của nàng quá mức xinh đẹp cho nên quá mức hư ảo thiếu nữ đi vào một cái hẻm tên là Ba Hòa Lý, cùng với tiếng chuông trầm thấp miếu thiên thụ thị giả, đi tới trong tiểu viện. Nhìn cửa gỗ đang đóng, cánh mũi nàng khẽ nhách, có chút cẩn thận, rất khả ái. Sau đó nàng ngửi thấy được một mùi vị. Thúi quá! Tiếng chuông trong miếu thiên thụ thị giả đã ngừng, trong hẻm hoàn toàn anh tĩnh. Thiếu nữ lặng lặng đứng trước cửa gỗ, như có điều suy nghĩ. Trong tiểu viện vang lên một tiếng gầm trầm thấp. Thanh âm kia nhỏ tới mức không nghe thấy nổi nhưng lại rõ ràng tựa như vang ở bên tai tràn đầy ý tứ nguyền rùa ác độc mang theo tức giận khó có thể che giấu quỷ dị tới cực điểm mấy chục sợi sương mù màu đen theo tiếng gầm nhẹ này từ trong khe cửa gỗ tràn ra nhưng một khắc sau đó tiếng gầm trong tiểu viện bỗng nhiên biến thành một tiếng hét tràn đầy sợ hãi hắc vụ nhìn vô cùng dơ bẩn kinh khủng căn bản không dám nhích tới gần thân thể thiếu nữ kia đã lập tức tan biến lộ vẻ cực kỳ sợ hãi thỉnh thoảng có vài sợi hắc vụ bị gió đầu hẻm thổi tới trước người thiếu nữa sẽ bị một đạo kim sắc hỏa diễm không biết, từ nơi nào xuất hiện trực tiếp đốt thành làn khói. Thời khắc đó, trong tiểu viện sẽ truyền ra mấy tiếng kêu thống khổ, nghe có chút giống con chó đang rên rỉ. Cửa gỗ của tiểu viện căn bản, không cách nào thừa nhận hai loại khí tức hoàn toàn bất đồng đối trọi, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được vỡ vụn, sau đó chậm rãi sụp đổ. Đi vào tiểu viện, thiếu nữ thấy đống củi được sắp xếp thật chỉnh tề kia, hơi ngẩn người ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Điều này làm cho nàng nhớ tới năm đó lần đầu tiên đi quốc giáo học viện, ở trong tủ treo quần áo trong gian phòng của Trần Trường Sinh, nhìn qua thấy y phục thật chỉnh tề. Tiểu viện dưới tường có cây tùng đã sớm khô héo, chỉ còn chút màu sắc xanh đen lẫn lộn, lại càng trói mắt. Đầy đất đá sỏi có hơn 10 vết chân màu đen, chỉ là phi thường nhỏ, nhìn rất giống của hài đồng. Cửa phòng đã sớm vỡ tan, mấy đạo chất lỏng màu sẫm từ trên lương trụ nhỏ xuống, tỏa ra mùi vị tanh hôi tòa tiểu viện trong quá khứ từng thanh u này hiện tại đã trở nên vô cùng quỷ dị đáng sợ phía sau cửa giấy là vợ chồng biệt dạng hồng cùng vô cùng bích bọn họ dựa vào vách tường sắc mặt tái nhợt tựa như đã chết nhưng cuối cùng vẫn còn sống đang ở một khắc trước bọn họ sắp sửa bị trừ tô giết chết thậm chí ăn thịt nhưng trừ tô đột nhiên biến mất tiểu viện an tĩnh nhìn như không có gì phát sinh nhưng cường giả thần thánh lĩnh vực như biệt dạng hồng cùng vô cùng bích tự nhiên nhìn ra được một cuộc chiến đấu lặng yên không một tiếng động nhưng hết sức hung hiểm đang tiến hành trong ngoài cửa viện. Khi ngọn lửa màu vàng đem sương mù màu đen đốt làm khói xanh, biệt dạng hồng đã biết được người tới là ai. Hắn nhìn vô cùng bích một cái, cuối cùng cũng yên tâm. Trừ tô dù kinh khủng cường đại đến cỡ nào, cũng không thể chiến thắng được thiếu nữ kia. Bởi vì thiếu nữ kia là từ hữu dung. Đúng vậy, thiếu nữ đứng ở trong đình viện chính là từ hữu dung. Ban đầu ở bên kia đồng giang, nàng nhận được lá thư của Trần Trường Sinh, đem bạch hạc giao cho hắn, liền trở về thánh nữ phong lúc ấy cũng không ai biết kế tiếp nàng sẽ làm gì diệp tiểu liên không biết trần trường sinh không biết chính nàng cũng không biết nàng không biết vì sao chuyện đầu tiên mình làm sau khi trở lại thánh nữ phong chính là triệu tập đồng môn bắt đầu xử lý trai vụ ở trong quá trình xử lý trai vụ nàng biết mình muốn làm gì hoặc là nói mình muốn làm gì cho nên xử lý biến thành dặn dò dặn dò trai vụ xong nàng liền rời thánh nữ phong bạch hạc tốc độ phi hành cực nhanh trừ cường giả thần thánh lĩnh vực không có ai có thể đuổi kịp nàng lên đường chậm hơn so với trần trường sinh một ngày nhưng đồng thời đến bạch đế thành bởi vì nàng cũng có thể bay thời điểm nàng chuẩn bị đi hoàng thành bỗng nhiên cảm thấy một thứ một thứ làm cho nàng không thoải mái giống như trên thảo nguyên sạch sẽ một mảnh trắng xóa chợt thấy một thi thể giữa nát có mùi giống như bụng đã ăn quá no lại thấy được một mâm thịt đầu heo nguội đến vắng dầu trắng bệch đó là một loại tinh thần thể nghiệm vô cùng không thoải mái nàng đạo tâm sáng sủa cảm thụ lại càng chân thiết, lại càng khó có thể chịu được. Cho nên, nàng men theo loại cảm giác này tới cuối con hẻm nhỏ, ngửi được loại mùi này, nàng không ngờ tới, khi chính mình đẩy cửa vào, lại thấy được vô cùng bích cùng biệt dạng hồng. Ngày hôm trước cuộc chiến thần thánh cùng với chuyện đã xảy ra trong Bạch Đế thành, Trần Trường Sinh không biết, nàng cũng không biết. Khi đó bọn họ đều ở trên trời, thấy biệt dạng hồng cùng vô cùng bích, tư hữu dung dùng thời gian rất ngắn đã kịp phản ứng, mơ hồ đoán được chân tướng sự tình hoặc là dùng hai chữ thôi diễn thì thích hợp hơn nhưng nàng vẫn không phát hiện người làm cho mình cảm thấy vô cùng không thoải mái thậm chí cảnh giác bất an kia đâu lại có thể giấu giếm được ánh mắt của mình am hiểu ẩn nặc như thế ư ừ. từ hữu dung không nói chuyện với biệt dạng hồng vô cùng bích cũng không tiến vào trong nhà nàng lẳng lặng đứng trong đình viện không biết đang suy nghĩ cái gì gió lạnh từ đầu hẻm tràn vào tiến vào đình viện cây tùng đã chết tuôn xuống lá lông mi của nàng khẽ rung động Bỗng nhiên, một viên hỏa tinh rơi vào lá tùng. Oanh một tiếng, lá tùng mãnh liệt bốc cháy lên, biến thành một bức tường lửa. Bức tường lửa kia nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, cho đến đem cả tiểu viện cũng bao vây lại. Vừa có vô số ngọn lửa từ dưới đất sinh ra, thông qua khe hở giữa đá sỏi, càng không ngừng thiêu đốt lên. Từ Hữu Dung lẳng lặng đứng trong biển lửa, ở sâu trong lòng đất vô cùng xa xôi, mơ hồ truyền đến một tiếng thét chói tai kinh sợ trí cực. Ba 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 ba. Vô số đá sỏi bị chấn đến không trung, một thân ảnh bị ngọn lửa từ dưới đất ép ra ngoài. Đây là một người nhỏ thấp, lưng còng, cả người bao phủ trong một tấm áo đen, tỏa ra mùi vị tanh hôi. Hắn dùng hắc bao đem đầu mặt của mình gắt gao chung kín, tựa hồ phá lệ sợ hãi ngọn lửa này, chỉ có hai tay lộ ra bên ngoài, phía trên phủ kín lân giáp xấu xí, mọc lên lông màu đen, đầu ngón tay sắc bén tràn đầy dơ bẩn, còn mơ hồ có thể thấy một chút huyết nhục đã sớm giữa nát. Trong hắc bảo không ngừng vang lên tiếng kêu chói tai, lộ vẻ cực kỳ tức giận hắn quơ hai bàn tay, tựa như muốn nhào tới đem Từ Hữu Dung xé thành mảnh nhỏ, nhưng căn bản không dám tiến về phía trước một bước. Từ Hữu Dung lặng lặng nhìn hắn nói, ngươi chính là Trừ Tô Ư. Tiếng kêu kinh sợ trong hắc bào đã ngưng, biến thành tiếng hít thở không biết là khóc hay là cười. Trừ Tô cười khổ, nhưng càng muốn khóc hơn. Hắn căn bản không nghĩ đến, mình sẽ gặp phải vị này ở trong Bạch Đế Thành. Ban đầu ở Vấn Thủy, Trần Trường Sinh mang theo ba vị cự đầu quốc giáo, còn có quan phi bạch một đám cường giả, hắn cũng không sợ hãi chút nào bởi vì hắn tu hành hoàng tuyển công pháp cực kỳ bí ẩn âm độc bản lãnh ẩn nặc chạy trốn càng cực mạnh mặc dù chiết tụ có đầy đủ lực sát thương mặc dù nam khách có tốc độ không thua hắn thậm chí ngay cả nhân vật như thu sơn quân cũng hiện thân hắn vẫn có tự tin sẽ không bị đối phương bắt được vô luận làm bất cứ chuyện gì cho dù không thể thành công hắn cũng có thể dễ dàng chạy trốn ở hắn thu thành là như vậy ở vấn thủy như vậy thời điểm đối mặt tiếu trương cũng giống như thế nhưng hắn biết mình có khắc tinh chính là vị thiếu nữ trong biển lửa này. Từ hữu dung có tốc độ nhanh hơn hắn, đạo tâm sáng sủa có thể không bị công kích tinh thần của hắn ảnh hưởng. Trọng yếu hơn, trai kiếm của nàng khắc chế hoàng tuyển công pháp của hắn. Nói một cách khác, hắn dù lãnh khốc ích kỳ ác độc như nào, hôm nay cũng phải chiến một cuộc. Chỉ có như thế, mới có thể đạt được một cơ hội. Suy lạp thanh âm vang lên, phía sau hắc bò bị xé rách một mảng. Cùng với một mùi hôi thối, phía sau lưng trừ tô sinh ra một đôi cánh thịt màu xám xấu xí. Đá sỏi đầy đất cao thét mà lên, đánh tới Từ Hữu Dung. Mấy trăm viên sỏi trắng cứng rắn như mũi tên nhọn bắn về phía thân thể Từ Hữu Dung. Nhưng đó cũng không phải mở màn cho một cuộc chiến đấu thảm thiết, mà là bắt đầu của một cuộc chạy trốn. Đối mặt với Từ Hữu Dung, trừ Tô Căn Bản không có lòng tin chiến thắng đối phương, thậm chí ngay cả xuất thủ cũng không dám. Nhiệt huyết, chiến đấu. Đây là lựa chọn kẻ ngu xuẩn nhất mới làm ra. Hắn chỉ hy vọng có thể sống sót rời đi, nếu như có thể toàn thân trở lui dĩ nhiên không còn gì tốt hơn được nữa. Mượn sỏi trắng che chở, hắn đánh vỡ tường lửa, hóa thành một đạo bóng xám chạy ra ngoài con hẻm. Chỉ để lại một tiếng kêu đau vô cùng thảm quanh quẩn trong tiểu viện. Tường lửa là phượng huyết chân hỏa của Từ Hữu Dung, cho dù là hắn muốn chính diện đột phá, cũng cần trả một cái giá vô cùng thảm trọng. Từ Hữu Dung nhìn đạo bóng xám kia biến mất, đôi mi thanh tú trao lên. Một trận cuồng phong gào thét, sỏi trắng bắn về phía nàng rơi xuống đất, hai đạo cánh chim màu trắng mang theo thánh khiết ở sau lưng nàng huy vũ tường lửa chợt biến mất ngọn lửa đầy đất biến mất từ hữu dung cũng biến mất hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo ra ngoài hẻm đầy đất tinh thạch đã sớm biến thành phấn vụn phía trên còn nhuộm mùi hôi đã biến thành màu đen vài tòa mộc tháp càng đã sớm hù hù thành bùn lầy nỗi khiếp sợ trên mặt vô cùng bích vẫn còn ánh mắt mờ mịt biệt dạng hồng nhìn nàng một cái khó nhọc ngẩng đầu vuốt ve đầu của nàng an ủi nói không có chuyện gì khi tay của hắn rơi vào trên đầu vô cùng bích, vô cùng bích tựa như con thú nhỏ chấn kinh phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó tiếng mắng tràn đầy ô ngôn uế ngữ liên tiếp từ trong đôi môi mỏng, mà tái nhật của nàng trào ra, thời gian rất lâu cũng không ngừng nghỉ. Nàng mắng chính là hiên viên phá cùng từ hữu dung, nội dung đại khái là hiên viên phá, tên hùng chết bầm chỉ lo đi cưới công chúa yêu tộc, lại bất kể sống chết của mình, từ hữu dung nếu đã ở bạch đế thành, vì sao trễ như thế mới xuất hiện, chẳng lẽ cố ý làm cho mình khó coi ư? biệt dạng hồng sắc mặt trở nên có chút khó coi qua một hồi mới trở lại bình thường hắn biết thê tử của mình đời này cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ngăn trở mấy ngày gần đây gặp gỡ thật sự là đem nàng hù dọa thật lợi hại lúc này tinh thần có chút hoảng hốt thật sự không đành lòng khiển trách nữa tiếng chuông trong miếu thiên thụ thị giả biến mất sương mù trên đường ở tùng đinh bởi vì lực lượng nào đó triệu dẫn đi đến hoàng thành hẻm nhỏ ba hòa lý an tĩnh nếu như không phải là hình ảnh trong tiểu viện thảm đạm đến vậy rất khó tin tưởng lúc trước nơi này xảy ra một cuộc chiến đấu cực kỳ kịch liệt cuộc chiến này đã rời xa tiểu viện đi tới đường phố khác giọt nước trên mặt đường ẩm ướt đột nhiên biến mất trở nên dị thường khô giáo bên bờ cây phong tuôn xuống lá cây phiến lá ở trong quá trình bay xuống lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được úa vàng sau đó biến thành màu đen nhìn qua giống như bị một chiếc bút vô hình vẽ loạn mà thành bên bờ hồng hà bỗng nhiên đại phóng đại quang minh trên mặt sông sinh ra mây mướn nước sau đó có sóng lớn ập tới vô kinh thân thể khổng lồ phát ra kêu to trầm thấp tỏ vẻ kính sợ cùng phục tòng của mình hướng đáy nước sâu đậm lặn đi rất lo lắng bị cuộc chiến đấu này liên lụy tới bọt sóng dần dần bình tức rừng cây theo gió lắc nhẹ trên đường đá xanh một lần nữa trở nên ẩm ướt mùi vị nước bẩn dần dần nổi lên từ hữu dung trở lại trước tiểu viện trong tay cầm một cái tay cụt nhỏ gầy tràn đầy lân giáp cùng lông màu đen mặt cắt của cánh tay kia tựa như được phủ một thứ gì không có một chút máu nào tràn ra nếu như là thiếu nữ bình thường nhìn thấy một cái tay quái dị phi nhân như vậy tất nhiên sẽ sợ hãi mà hét lớn lại càng không cần phải nói cầm lấy từ hữu dung để ý sạch sẽ nhưng không thèm để ý những chuyện này vẻ mặt rất bình tĩnh chẳng qua lông mày hơi nhíu không biết đang suy nghĩ điều gì mới vừa rồi cuộc chiến kia không có ai có thể dùng mắt thường nhìn đến nhưng đã chân thật xảy ra hơn nữa cực kỳ kịch liệt hung hiểm ở trên một khối đá vỡ thành hai mảnh bên bờ hồng hà nàng dùng chai kiếm chém đứt cánh tay phải của trừ tô lại không thể đem người này lưu lại trừ tô tu hành hoàng tuyển công pháp quả thật đáng sợ thủ đoạn biến ảo quỷ dị đa đoan cho dù nàng có đạo tâm sáng sủa cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu từ hữu dung chuẩn bị vào tiểu viện xem thương thế của biệt dạng hồng một chút bỗng nhiên cảm ứng được điều gì sau đó biến mất nếu hắn tới nàng tự nhiên không cần hiện thân hoặc là nói ở nơi này vào lúc này nàng không muốn xuất hiện trước mặt hắn sâu trong dãy núi bên kia bờ hồng hà trừ tô dùng tay trái ôm một khối đá trầm trọng từ khe núi đi ra, trên người hắn hắc bào đã ướt đẫm, gắt gao dán chặt trên người, lộ ra đường nét thân thể dị dạng quái dị, nhìn rất chật vật. Lúc trước ở thời khắc nguy hiểm nhất, hắn dùng cánh tay phải của mình đón đỡ đại quang minh kiếm của Từ Hữu Dung, lẻn vào giữa sông, mượn thân thể khổng lồ của Vu Kinh che giấu lẻn vào nước bùn ở đáy sông, trốn vào một cái cửa sông bí ẩn, hiểm lại càng hiểm mà trốn thoát. Hắn cụt tay trọng thương căn bản không cách nào thừa nhận mạch nước ngầm chảy xiết trong sông đánh vào, nếu như không ôm lấy tảng đá trầm trọng này, hoặc là lúc này hắn đã lần nữa bị đẩy về Hồng Hà, trở thành hồn ma dưới kiếm của Từ Hữu Dung, hay hoặc là cực kỳ biệt khuất đập vào trên thạch bích trên mặt đất. Hắn đem tảng đá ném xuống mặt đất sau đó ngồi lên, cúi đầu thở dồn dập, lộ vẻ cực kỳ thống khổ. Dĩ vãng cho dù bị trọng thương cụt tay, hắn tu hành Hoàng Tuyền Bí Pháp vẫn có thể trợ giúp hắn mọc lại, cho nên mỗi lần ám sát hoặc là lúc chiến đấu, hắn cũng có thể đem hết toàn lực, gần như điên cuồng mà phát động công kích với cường giả như Trần Trường Sinh hoặc là Tiếu Trương, nhưng lần này hắn cụt tay không bao giờ có thể mọc lại. Trên vết thương có một đạo khí tức thần thánh, đến từ Nam Khê trai trai kiếm. Đáng sợ hơn chính là, trên vết thương còn có một giọt Thiên Phượng chân huyết đã dần nhuộm ra. Đừng bảo là tay cụt mọc lại, hiện tại nếu như hắn không thể tìm được địa phương tĩnh tu trị thương, giọt Thiên Phượng chân huyết này sẽ gặp theo máu thịt cùng kinh mạch của hắn không ngừng xâm phệ, vào bên trong, cho đến cuối cùng phá hủy toàn bộ hoàng tuyền âm khiếu cùng với thân thể cùng với toàn bộ ý thức của hắn nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hạc kêu trừ tô thân thể run rẩy một chút ngẩng đầu nhìn bên kia trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi nếu như để cho từ hữu dung tìm được mình lần nữa hắn tất nhiên chỉ có một con đường chết hắn quyết định không quay lại bạch đế thành mặc dù nơi đó có mục phu nhân nguyện ý che chở cho mình hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ mục phu nhân giao phó cho mình hơn nữa từ hữu dung đang ở trong thành hắn thật sự rất sợ từ hữu dung trước đây đã vậy, hiện tại lại càng sợ hãi hơn. Một con bạch hạc rơi vào trong tiểu viện. Tiếp theo vang lên chính là một tiếng thét kinh hãi cùng với tiếng chửi rùa, của vô cùng bích. Cả tùng đinh đều trở nên náo nhiệt. Tây hoang đạo điện đại chủ giáo và mười mấy, tên giáo sĩ, đường ra chấp sự cùng hơn 10 người tu hành thiên nam, đại chu quan viên và cường giả quân đội cùng với cao thủ yêu tộc số lượng càng nhiều, do hùng tộc tộc trưởng dẫn dắt, cũng đến nơi này, sau đó đem tiểu viện vây kín. Cùng tình hình đêm qua có chút tương tự, nhưng không khí càng thêm nghiêm trang bởi vì giáo hoàng đã tới không ai chú ý tới từ hữu dung đứng ở trên mái miếu thiên thụ thị giả không biết thấy được ai hoặc là không gặp phải ai nàng rất hài lòng cho nên nàng khẽ mỉm cười xinh đẹp khuynh thành bạch hạc còn chưa đáp xuống trần trường sinh đã phát hiện sự khác thường trong tiểu viện cảm thụ được khí tức dơ bẩn còn lưu lại tâm tình của hắn hơi trầm xuống bởi vì đây rất rõ ràng là di lưu của hoàng tuyền công pháp ngay sau đó hắn phát hiện một chút vết lửa không khỏi nghĩ đến một loại khả năng, nhưng rất nhanh bị chính hắn phủ quyết. Tại sao trừ Tô lại đi tới tòa tiểu viện này? Cuộc chiến đấu này phát sinh giữa hắn và ai? Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua Hiên Viên Phá vẫn hôn mê không tỉnh, trong lòng sinh ra rất nhiều nghi ngờ, nhưng lúc này tình thế quá mức khẩn trương, không có thời gian để cho hắn nghĩ quá nhiều. Hắn cũng không biết đang ở góc trên mái miếu Thiên Thụ thị giả cách đó không xa, nàng đang nhìn mình. Đi qua cửa phòng tàn phá cùng mảnh giấy đầy đất biến thành màu đen đi. Tới bên trong phòng, Trần Trường Sinh thấy được biệt dạng Hồng cùng Vô Cùng Bích. Mục phu nhân nói biệt dạng Hồng cùng Vô Cùng Bích đã chết, tại sao bọn họ lại còn sống, hơn nữa còn ở trong tiểu viện của Hiên Viên Phá? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Trường Sinh ngoài khiếp sợ, không kịp suy nghĩ nhiều, dùng sức vất tay, mấy trăm thanh kiếm từ vỏ kiếm nối đuôi nhau mà ra, mang theo kiếm ngân trong chẻo, phá cửa sổ đi ra, bố trí thành một tòa nam khê trai kiếm trận, đem cả tiểu viện vây kín lại. Cho đến lúc này, hắn mới buông lỏng một chút đem hiên viên phá đặt xuống trên sàn nhà. Biệt dạng hồng cũng rất giật mình, nhưng lo lắng cho hiên viên phá hôn mê bất tỉnh hơn, nhìn Trần Trường Sinh chuẩn bị trị thương cho mình, đưa tay ngăn trở, nói, người xem hắn trước đi đã, làm sao bị thương nặng đến thế? Có nguy hiểm hay không? Vô cùng bích nghe lời này không nhịn được nói, hùng chết bầm này ra dày thịt béo, cho dù bị chặt mấy kiếm thì có đáng là gì? Biệt dạng hồng nhìn nàng một cái, trong ánh mắt rốt cục đã xuất hiện vẻ tức giận vô cùng bích cảm thấy rất ủy khuất, nghĩ thầm chính mình còn không phải, vì lo lắng thương thế của người kéo dài thời gian quá lâu không trị được, hay sao, nhưng đón ánh mắt của hắn, không dám nói gì nữa. Hắn bị thiên thư bia chấn thương, thừa nhận chính là thiên địa lực lượng, nếu như có thể tỉnh lại thì sẽ không sao. Trần Trường Sinh đem phán đoán trên quan cảnh đài nói lại, không để ý biệt dạng hồng ngăn cản, ngồi xuống trước người của hắn, bắt đầu bắt mạch cho hắn. Dần dần theo thời gian trôi đi, ánh mắt của hắn càng ngày càng nghiêm trọng, ngón tay cũng đã bị kim châm thay thế. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn đem kim châm lấy ra ngoài, có chút do dự, có muốn nói cái gì đó hay không? Biệt dạng hồng không nói gì, chẳng qua là đưa tay vỗ vỗ vai Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh thế mới biết, thì ra hắn đã biết từ trước rồi. Phiền toái ngài xem giúp thương thế của tiện nội. Biệt dạng hồng cảnh giới tu vi cực cao, cơ bản đã xác nhận thương thế của thê tử, nhưng y thuật của Trần Trường Sinh được thế nhân công nhận, hắn muốn xác nhận một chút trần trường sinh chuyển hướng vô cùng bích ý bảo nàng phối hợp với mình vô cùng bích vẻ mặt có chút khó coi hoặc là nói không được tự nhiên không có gì đáng ngại chỉ cần điều dưỡng sẽ có thể trị lành vô cùng bích đã đứt một cánh tay nhìn thương thế cực kỳ thảm trọng nhưng trần trường sinh phán đoán rất rõ ràng thương thế của nàng nhẹ hơn của biệt dạng hồng quá nhiều có thể tưởng tượng ngày trước trong cuộc chiến thần thánh biệt dạng hồng đã đón đỡ bao nhiêu nguy hiểm thay cho nàng nếu như hắn không đỡ các công kích đáng sợ này Thay vô cùng Bích hiện tại chắc chắn sẽ không phải như vậy. Nếu là vợ chồng, là trượng phu thay thê tử làm ra những chuyện này cũng là chuyện đương nhiên. Trần Trường Sinh tâm tình vẫn còn chút không thoải mái, hoặc là nói không cam lòng, tựa như cách nhìn của tuyệt đại đa số người đối với đôi vợ chồng này vậy. Huống chi vô cùng Bích rõ ràng đến hiện tại còn không biết cụ thể tình hình, không biết Biệt Dạng Hồng đã làm những gì vì nàng, đã phải chịu đựng những gì, còn muốn thừa nhận cái gì, vẫn ở nơi đó không ngừng làm nhảm. Ở dưới ánh mắt của Biệt Dạng Hồng, Vô Cùng Bích không dám nói những lời ô ngôn huế ngữ nữa, nhưng vẫn làm cho người khác rất phiền lòng. Tại sao mọi thứ đều do đối phương gánh vác, nàng còn có thể sống như vậy? Trần Trường Sinh ngẩng đầu lên, nhìn Biệt Dạng Hồng một cái thật sâu. Biệt Dạng Hồng lắc đầu, biên độ động tác rất nhỏ, nếu như không nhìn chăm chú, rất khó nhận thấy. Vô Cùng Bích cũng không thấy được, nhưng không biết tại sao, có thể là bị không khí xung quanh ảnh hưởng, nàng cuối cùng đã an tĩnh. Trong phòng trở nên rất an tĩnh. Trần Trường Sinh nhớ tới năm đó ở Thiên Thư Lăng nhìn thấy phiến liên hải, cùng đóa hoa hồng này, đôi vợ chồng này có uy thế kinh thiên động địa, nhìn lại bọn họ lúc này vô lực dựa vào tường, cùng với gương mặt tái nhợt, đột nhiên cảm giác không thể nào chịu nổi. Là ai? Nếu như Bạch Đế thật sự đang bế quan tĩnh tu, không hỏi chuyện bên ngoài, cho dù mục phu nhân cộng thêm một đám cường giả yêu tộc, cũng rất khó khăn đem biệt dạng hồng cùng vô cùng bích bức đến loại tình cảnh này, huống chi mục phu nhân ở trong hoàng thành từng chính miệng thừa nhận, nàng lúc ấy cũng không xuất thủ, như vậy đến tột cùng là ai có thể đem biệt dạng hồng cùng vô cùng bích đả thương thành như vậy là hắc bào cùng ma soái như hắn phỏng đoán ư hay là bát đại sơ nhân trong truyền thuyết biệt dạng hồng biết mình còn có thời gian cũng biết cuộc nói chuyện kế tiếp đối với tương lai của nhân tộc trọng yếu phi thường cho nên cũng không vội vã nói ra tên thủ phạm mà là phi thường thật tình còn rất hợp lý giảng giải mọi chuyện chúng ta men theo thâm hàn long tức mà đi ở dưới khỏa thiên thụ thứ ba bên trái thấy được chu sa cô nương trần trường sinh rốt cuộc đã biết được vị trí cụ thể của tiểu hắc long nghĩ thầm hẳn là thiên thụ hoang hỏa trong truyền thuyết ngăn cách tinh thần cảm ứng của nàng và mình biệt dạng hồng tiếp tục nói chúng ta thấy được mục phu nhân cùng mục tử thi còn có hắc bào cho dù trước đó đã dự đoán được nhưng thực sự nghe được cái tên này trần trường sinh vẫn rất khiếp sợ ma tộc còn có ai nữa không còn chỉ có một mình hắc bào trần trường sinh nghĩ mãi mà không rõ nếu như mục phu nhân chỉ khởi động cấm chế ngăn cản đưa tin không có chân chính xuất thủ với vợ chồng biệt dạng hồng như vậy chỉ dựa vào một mình hắc bào theo đạo lý mà nói không đến mức đem biệt dạng hồng cùng vô cùng bích thương tổn tới trình độ như vậy vị ma tộc quân sư thần bí này không nghi ngờ chút nào là cường giả chân chính cảnh giới thực lực có thể nói sâu không lường được nhưng biệt dạng hồng cũng không phải cường giả thần thánh lĩnh vực bình thường nhất là mấy năm sau thiên thư lăng chi biến cảnh giới thực lực của hắn tiếp tục tăng lên mơ hồ có xu thế trở thành đứng đầu các phương phong vũ cho hắn thêm 200 năm thời gian, hắn thậm chí có khả năng đột phá tổng thánh cảnh giới mà vào thần ẩn. Ma tộc không có ai đến nữa, nhưng thánh quang đại lục có người tới. Biệt dạng hồng chậm rãi nói, tới là hai vị thánh quang thiên sứ, một người ti tài quyết, ta nguyện gọi hắn là ẩn lôi, một người ti chiến tranh, ta nguyện gọi hắn là nộ hỏa, hai người không hiểu đạo pháp, lại có thể hóa thiên điệu pháp lý để mình sử dụng, thiên nhiên thần thánh, tinh khiết bàn về chiến lực, cùng ta tương tự. Trần Trường Sinh thật kinh hãi, một hồi lâu cũng không nói nên lời không chờ hắn hỏi gì nữa biệt dạng hồng lại nói thêm một câu ánh mắt của hắn dị thường thật tình hiển nhiên là hy vọng trần trường sinh có thể nhớ kỹ từng từ từng chữ nếu như gặp nhau xin giết bọn họ theo những lời này một đạo sát y mãnh liệt lay động mà lên như một cây trường thương xuyên thấu tiểu viện thẳng đến trời cao đồng thời ngón tay của biệt dạng hồng đặt tại mi tâm của trần trường sinh biệt dạng hồng đã bị thương nặng động tác chậm chạp trần trường sinh rất dễ dàng tránh né được nhưng hắn không làm vậy bởi vì hắn tin tưởng đối phương vô cùng bích nhìn hình ảnh này không biết nghĩ đến điều gì rất khiếp sợ muốn ngăn cản nhưng lại nghĩ tới lời nói của biệt dạng hồng lúc trước cuối cùng không dám một đạo khí thức ấm áp vô cùng dàng như rượu ngon theo đầu ngón tay của biệt dạng hồng tiến vào mi tâm của trần trường sinh sau đó rót vào trong thức hải ở dưới mi tâm nếu không hai mắt nam khách sẽ không trở thành càng ngày càng xa như thế vô số ánh sáng chiếu sáng thức hải u ám của trần trường sinh sau đó biến thành vô số hình ảnh những hình ảnh kia miêu tả biệt dạng hồng ở nhai bình chiến đấu cùng hai gã thánh quang thiên sứ trong bầu trời hình ảnh vô cùng rõ ràng trông rất sống động tựa như ở ngay trước mắt của hắn vô cùng chân thật góc nhìn trong đó càng làm cho hắn có thể lấy lập trường của biệt dạng hồng tự mình nhận thức cảm giác tất cả chuyện phát sinh lúc ấy hắn thấy được mục tử thi vẻ mặt sợ hãi tránh đi thấy được mục phu nhân bình tĩnh ung dung bên vách núi có cây gió nhẹ nhấc lên bóng cây thành một góc hắc bào trong bầu trời có mây có ánh sáng phá mây hàng lâm bên trong có hai sinh mệnh cường đại đến từ dị đại lục bọn họ có cánh chim trắng noãn, không có giới tính tỏa ra ánh sáng thánh khiết thần thánh cùng khí tức vô cùng cường đại để người ta không dám nhìn thẳng vào lộ ra vẻ cực kỳ cao ngạo nhưng trên thực tế bọn họ không có bất kỳ tâm tình chính diện hoặc là mặt trái giống như nhân loại thần sắc là một mảnh hờ hững vượt xa trần thế tự ý nào đó mà nói bọn họ là hoàn mỹ bọn họ chính là thiên sứ của thánh quang đại lục ư ừ trần trường sinh còn nghe được thanh âm của bọn hắn bọn họ dùng hẳn là tiếng nói của thánh quang đại lục âm điệu cổ quái mà phức tạp bởi vì những hình ảnh này là thần thức của biệt dạng hồng biến thành cho nên thanh âm của bọn hắn không như tình hình chân thật ngày đó bị gió nhẹ phất một cái đã biến thành tiếng nói trên phiến đại lục này trần trường sinh vẫn nghe hiểu được chút ít tiếng nói của thánh quang đại lục cùng tiếng nói của long tộc có chút tương cận năm đó ở tây chữ trấn miếu cũ đọc thuộc một quyển cuối cùng trong tam thiên đạo tàng hắn đã vô cùng quen thuộc đối với tiếng nói của long tộc trọng yếu hơn là hắn từng tại đáy bắc tân kiều theo chi chi học tập một thời gian dài người trộm hòa ư ừ, là có ý gì thời điểm hắn suy tư vấn đề này hai gã thiên sứ thánh quang đại lục đã phát động công kích một đạo ánh sáng thẳng tắp xuất hiện trước mắt của hắn đem thiên không cắt thành hai bộ phận sau đó đạo ánh sáng trái với thiên địa pháp lý kia vòng lại từ một góc độ khác rơi xuống công kích của hai gã thiên sứ càng lúc càng nhanh ánh sáng cũng càng lúc càng nhanh thiên không dần dần bị cắt thành vô số mảnh nhỏ tinh mị vô số thủ đoạn công kích kỳ diệu ùn ùn kéo tới góc độ công kích khó có thể tưởng tượng càng không ngừng xuất hiện lấy cảnh giới của trần trường sinh cũng càng ngày càng nhìn ra toàn bộ chi tiết nhưng hắn vẫn cảm giác được rất nhiều từ đó đó là chân thực kinh nghiệm cùng trí tuệ khi chiến đấu cùng hai gã thiên sứ là hoa hồng chiếu sáng thiên không chặt đứt quỹ tích ánh sáng là quả đấm oanh phá mây tầng không để ý thiên địa pháp lý mà lưu lại dấu vết theo đầu ngón tay của biệt dạng hồng toàn bộ tiến vào thức hải của hắn. Theo thời gian trôi đi, ánh sáng càng ngày càng dày đặc, tung hoành tương giao, hóa thành một mảnh trắng xóa. Oanh một tiếng vang lên trong thức hải của Trần Trường Sinh. Vô số sóng lớn sinh ra, không ngừng vỗ vào bờ đê vô hình. Trần Trường Sinh tỉnh lại, trừ thức hải có chút đau đớn mơ hồ, không có khó chịu gì khác. Sau đó hắn cảm thấy có chút nóng, chính xác hơn là mặt ngoài thân thể của hắn đang nóng hổi. Hắn tọa chiếu tự quan, phát hiện trong u phủ thiên kính đều thông, tinh huy cánh đồng tuyết đang thiêu đốt. Hỏa thế cũng không mãnh liệt, nhưng mặt ngoài vạn dặm cánh đồng tuyết cũng đang thiêu đốt, ngọn lửa u lam vẫn lan tràn đến chỗ xa vô cùng. Ngón tay của biệt dạng hồng rời khỏi mi tâm của hắn, nhưng kinh nghiệm của cuộc chiến đấu này cùng với trọng yếu hơn là cảm ngộ của cường giả thần thánh lĩnh vực đối với thiên địa pháp lý, còn có chiến ý thậm chí là sát ý mãnh liệt đối mặt với hai gã thiên sứ thánh quang đại lục này cũng lưu lại trong thức hải không nghi ngờ chút nào, đây là thời khắc Trần Trường Sinh, có trạng thái tốt nhất kế sau vạn kiếm thành long ở Chu Viên. Mấy trăm thanh kiếm lẳng lặng treo ở ngoài phòng, cảm ứng được biến hóa của hắn, thân kiếm khẽ chấn, phát ra tiếng vù vù trầm thấp. Cả tòa Bạch Đế Thành đều cảm nhận được một đạo kiếm ý hàn lãnh vô cùng. Trên đường phố chút ít giáo sĩ cùng các chiến sĩ hùng tộc, lại càng trong vô thức tránh lui tới chỗ xa hơn. Không biết qua thời gian bao lâu, Trần Trường Sinh mở mắt, chế trụ đạo chiến ý kia, kiếm ý lành lạnh bao phủ tiểu viện cũng tan biến theo. Hắn biết trên con đường tu hành dài dòng sau này, những trí tuệ này của biệt dạng hồng, ở trong thức hải của hắn sẽ trợ giúp hắn giảm bớt rất nhiều đường vòng, mà nếu như gặp phải cường giả đến từ thánh quang đại lục, kinh nghiệm cùng chiến ý trong thức hải sẽ trợ giúp hắn đạt được càng nhiều lực lượng. Biệt dạng hồng liếc nhìn hiên viên phá hôn mê bất tỉnh, nói, ta cùng với hai kẻ này đối chiến dùng một bộ quyền pháp, đã từng đề cập với hắn, nếu như sau này hắn còn có hứng thú hoặc là nghi vấn đối với nó, mời Giáo Hoàng đại nhân giúp ta chỉ điểm cho hắn một phen. Hắn rất thích tên thanh niên hùng tộc này, cảm thấy có duyên với đối phương, cộng thêm hai vợ chồng hắn được nhận ân huệ từ người này, cho nên hôm qua mới lên tiếng chỉ điểm. Hắn vốn định hôm nay sẽ đem bộ quyền pháp này dạy cho Hiên Viên Phá, mà bây giờ nhìn lại, chỉ có thể nhờ cậy Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nói, hắn vốn là người của Quốc Giáo Học Viện, xin tiền bối yên tâm. Ở trong những tấm hình này, hắn thấy được dung mạo cùng phong cách chiến đấu của hai gã thiên sứ nhưng vẫn còn có rất nhiều nghi vấn nhất là hai gã thiên sứ tán tỏa ra thánh quang đối với hắn mà nói quá mức quen thuộc thân thể huyết nhục của hắn khắp nơi đều là loại thánh quang này đây cũng là ngọn nguồn cái tên dị đại lục kia sao về thánh quang đại lục xa xôi mà thần bí tam thiên đạo tàng cũng không có quá nhiều ghi lại chỉ ở trong điển tịch vô cùng cổ xưa lấy danh nghĩa thần thoại nói tới mấy câu trần trường sinh thổi nhỏ đọc một lượt đạo tàng đọc nhiều sách vở có thể ra đời ở thánh quang đại lục nhưng trong mười mấy năm đầu đời đối với thánh quang đại lục không có bất kỳ hiểu biết nào ban đầu hắn thậm chí cũng không biết sự tồn tại của thánh quang đại lục cho đến khi tô ly mang theo thánh nữ phía nam rời đi hắn cùng với từ hữu dung ở trên nại hà kiều thảo luận hai vị trưởng bối này hắn mới có loại khái niệm này vừa cho đến thiên thư lăng chi biến hắn theo ánh mắt của thiên hải thánh hậu thấy được tên tăng lữ kia mới xác nhận thì ra thánh quang đại lục thật sự tồn tại di tộc thật sự trốn đến đó bên bên kia tinh không cũng có vô số cường giả sau đó đến một đêm ở tuyết lĩnh vị ma quân vĩ đại từng suýt nữa xưng bá đại lục kia chết dưới một đạo cột sáng đến từ bên kia tinh không đạo cột sáng này chấn động toàn bộ đại lục cũng làm cho trần trường sinh cảnh giác bất an trí cực hắn không quên thiên hải thánh hậu trước khi chết đã làm gì nàng thiêu đốt chút thần hồn cuối cùng làm tên tăng lữ bên khe suối ở tây chữ trọng thương không thèm để ý truyền thừa của mình hoàn toàn đoạn tuyệt lúc ấy không ai hiểu được tại sao nàng muốn làm như vậy hiện tại, Trần Trường Sinh đã hiểu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Trường Sinh vẫn còn có chút chuyện không hiểu được. Thiên Thư Lăng đêm đó, tên tăng lữ đến từ dị đại lục kia cũng không phải là thân thể chân thật, mà là thông qua phương thức nào đó để lấy thần hồn trình diện. Biệt dạng hồng gặp phải hai gã thiên sứ thánh quang đại lục rõ ràng là thật thể, bọn họ làm sao tới được. Nếu như có thể thế dễ dàng thông hành giữa hai đại lục, vì sao trước kia người của thánh quang đại lục không xuất hiện? Hắn nói ra vấn đề của mình với biệt dạng hồng, lại hỏi đến năm đó di tộc vì sao có thể trốn sang thánh quang đại lục là dùng phương pháp gì mấu chốt hơn chính là ma tộc cùng thánh quang đại lục rốt cuộc có quan hệ như thế nào biệt dạng hồng không đưa ra trả lời cụ thể bởi vì hắn cũng không dám chắc suy đoán của mình có chính xác hay không không muốn ảnh hưởng đến phán đoán của trần trường sinh hắn nói với trần trường sinh về những chuyện này ngươi nên đi hỏi lão sư của ngươi câu này không sai thương hành chú nhất định là người hiểu rõ thánh quang đại lục nhất trên thế giới này hắn ở bên khe suối nhặt được trần trường sinh đuổi đi hoàng kim cự long mời thần hồn của tăng lữ di tộc đi tới thế giới này để xuất thủ với thiên hải thánh hậu mọi chuyện có liên quan tới thánh quang đại lục đều có bóng dáng hoặc là nói tham dự của hắn mà chuyện này cũng có liên quan tới trần trường sinh hắn không biết nên nói điều gì biệt dạng hồng nhìn hắn trịnh trọng nói ngài phải cẩn thận một chút trần trường sinh hiểu được ý tứ của hắn ngày hôm trước cuộc chiến thần thánh kia là mục phu nhân cùng ma tộc cực kỳ công khai vây giết nhằm vào tộc cường giả nhân, đáng giá cảnh giác hơn chính là, chuyện này đã liên lụy tới dị tộc bên kia tinh không. Nhân tộc muốn đưa ra đáp trả mạnh mẽ nhất, Trần Trường Sinh làm giáo hoàng đương nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm này, giống như trước cũng sẽ gặp phải áp lực rất lớn. Mấu chốt nhất chính là hắn phải hiểu rõ thương hành chu rốt cuộc nghĩ như thế nào. Đây cũng là chuyện sau này, chuyện hiện tại hắn cần phải xử lý cũng đã rất nhiều. Trần Trường Sinh nhìn vô cùng bích một cái, vô cùng bích trừng mắt hung hăng nhìn lại trần trường sinh thu hồi tầm mắt nói với biệt dạng hồng thật không muốn nói gì hay sao biệt dạng hồng lắc đầu trần trường sinh lần nữa nhìn về hiên viên phá đang hôn mê hiên viên phá thân thể cực kỳ khôi ngô hơn nữa khuôn mặt đầy râu nhìn số tuổi có vẻ lớn nhưng trên thực tế hắn là người nhỏ nhất của quốc giáo học viện trần trường sinh cùng đường tam thập lục tô mặc ngu chiết tụ đám người bình thời thích trêu ghẹo hiên viên phá cũng rất thương hắn không biết lúc nào hiên viên phá mới có thể tỉnh lại. Trần Trường Sinh đi ra khỏi tiểu viện, dặn dò Tây Hoang Đạo Điện Đại Chủ Giáo, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào con hẻm này một bước. Đại Chủ Giáo thấp giọng vâng lời, không hỏi vấn đề ngu xuẩn là nếu như ai đó tới sẽ phải làm thế nào, nếu bất luận kẻ nào cũng không được bước vào con hẻm này, như vậy cho dù là Bạch Đế cùng Mục Phu Nhân tới, hoặc giả là Thương Hành Chu cùng Hoàng Đế Bệ Hạ tới cũng không thể bước vào. Cảm giác được đường phố Tùng Đinh có hơn 10 đạo khí tức, của cường giả cùng với khí tức ly cung trận pháp vô cùng minh xác trần trường sinh yên tâm một chút một tiếng hạc kêu hắn cưỡi bạch hạc bay về phía không trung mấy trăm thanh kiếm quanh tiểu viện cũng phá không bay đi hắn biết bên kia không có chuyện gì vẫn khó tránh khỏi có chút bận tâm cùng khẩn trương cho nên hắn không chú ý tới bạch hạc trước khi rời đi nhìn miếu thiên thụ thị giả một cái giống như đang xin chỉ thị của người nào đó xác nhận trần trường sinh đã rời đi vô cùng bích nhất thời khôi phục tinh thần hướng về phía biệt dạng hồng quát đầu óc ngươi có vấn đề hay sao? Nếu như xảy ra chuyện thì phải làm sao? Lời này nói chính là chuyện vừa rồi biệt dạng hồng chỉ dùng một ngón tay, đã đem kinh nghiệm cùng trí tuệ cuộc chiến thần thánh kia truyền cho Trần Trường Sinh. Đây là thủ đoạn truyền công bí truyền hơn 7.000 năm của Tây Lăng Vạn Thọ Cát, tên là nhất, điểm hồng. Lão sư có thể dùng phương pháp này, trực tiếp đem cảm ngộ tu hành truyền thụ cho đệ tử. Loại đạo pháp này rất thần kỳ, nhưng cũng rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ phải gánh chịu đạo pháp cắn trả. Trước đây chỉ ở trước đại chiêu thí hoặc là chu viên mở ra, Tây Lăng Vạn Thọ các mới lựa chọn học sinh vô cùng ưu tú, nhưng thiếu sót kinh nghiệm để thi triển đạo pháp này. Nếu như muốn dùng loại đạo pháp này đem công lực cũng truyền cho hậu đại đệ tử, lại càng hung hiểm tới cực điểm, trên căn bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vô luận là người thi pháp hay là người nhận pháp. Bởi vì nguyên nhân này, 7.000 năm tới nay, chuyện như vậy chỉ phát sinh hai lần ở Tây Lăng Vạn Thọ Các. Nhìn ngón tay của biệt dạng hồng điểm vào mi tâm Trần Trường Sinh, vô cùng bích thật sự có chút bận tâm lúc này tức giận cũng có chút đạo lý biệt dạng hồng lẳng lặng nhìn nàng không nói gì vô cùng bích chợt nhớ tới hai ngày nay hắn thường xuyên lẳng lặng nhìn mình nhưng không nói lời nào như thế lại nghĩ tới hai năm gần nhất hắn thường xuyên lẳng lặng nhìn núi xa không nói lời nào như vậy tiếp theo nhớ tới người đương thời nhìn hai vợ chồng mình nói những lời đó còn có đám người dùng ánh mắt để biểu đạn tỉ như vương phá nàng bỗng nhiên có chút hoảng hốt bất an ngừng không nói nữa biệt dạng hồng cùng nàng là vợ chồng nhiều năm tự nhiên biết nàng đang suy nghĩ điều gì khẽ mỉm cười vuốt ve đầu của nàng vô cùng bích càng thêm hoảng hốt bởi vì biệt dạng hồng gần đây mặc dù vẫn kính nàng hộ nàng nhưng đã thời gian rất lâu chưa từng có động tác thân mật như vậy vì giải quyết bất an trong lòng nàng có chút khô khốc chuyển đề tài hỏi tại sao không nói cho hắn biết từ hữu dung đã tới thánh nữ không muốn hiện thân cho thấy nàng không muốn để cho trần trường sinh biết ta tự nhiên không muốn nhiều lời Biệt dạng hồng suy nghĩ một chút, rồi chân thành nói với nàng, ngày sau ngươi hãy tôn kính giáo hoàng đại nhân cùng thánh nữ một chút. Vô cùng bích căm tức nói, ta lười làm những chuyện giả tình giả nghĩa như thế, dù sao nể mặt ngươi bọn họ cũng sẽ không làm gì ta, chẳng lẽ ngươi định không đếm xỉa gì đến ta ư? Biệt dạng hồng không nói gì, chỉ khẽ thở dài một cái. Vô cùng bích nghĩ tới động tác của hắn lúc trước, lần nữa bất an, lúng ta lúng túng nói, cùng lắm sau này ta sẽ đổi tính tình, giết người bớt đi. Biệt dạng hồng vẫn không nói chuyện, vô cùng bích thần sắc trở nên khó nhìn nói chẳng lẽ ngươi định không đếm xỉa gì đến ta thật ư nàng càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có thể là thật vừa vội vừa tức nước mắt chảy xuống sau đó bắt đầu chửi ẩm lên đối với biệt dạng hồng mà nói chút ít nội dung nàng mắng thật sự không có điều gì mới mẻ lăn qua lộn lại chính là mấy câu lão gia hỏa không có lương tâm thư sinh nghèo vong ân phụ nghĩa năm đó nếu như không có ta như thế nào như thế nào song thời điểm ở hắn thật sự nổi giận vô cùng bích chảy nước mắt nói Hiện tại ta không còn tay, ngay cả con cũng không còn nữa. Nếu người bỏ rơi ta, ta phải làm sao bây giờ a? À? Biệt dạng hồng thở dài, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, tránh cho nàng khóc quá mà ảnh hưởng vết thương. Nàng tính tình chính là như vậy, hắn vẫn biết, Thủy Trung không có cách nào. Không biết qua thời gian bao lâu, vô cùng bích mắng khóc mệt mỏi, tựa vào ngực của hắn ngủ thật say. Cho dù đang ngủ, tay trái của nàng vẫn nắm lấy cổ áo của hắn, tựa như sợ hắn sẽ lặng lẽ rời đi biệt dạng hồng không ngủ lẳng lặng nhìn mặt của nàng không biết suy nghĩ điều gì mây mù trong dãy núi đã tan biến nơi xa dưới vách núi mơ hồ chuyển đến tiếng sóng trần trường sinh từ trên bạch hạc đi xuống đi tới phía trước phía trước là một gốc thiên thụ cao vút trong mây gốc cây có một đại động bên trong có phòng nhỏ một vị thiếu nữ áo đen lẳng lặng đứng ở trước phòng hắc y thiếu nữ tự nhiên chính là tiểu hắc long là người thủ hộ nàng cùng trần trường sinh trong lúc gặp nạn dù đã bị chặt đứt thần niệm liên lạc cho nên trong khoảng thời gian nàng tiêu thanh biệt tích trần trường sinh cũng có thể xác nhận nàng vẫn an toàn chẳng qua loại liên lạc này bị thiên thụ ngăn cách trần trường sinh mới không cách nào xác định vị trí cụ thể của nàng nhưng có biệt dạng hồng chỉ rõ phương vị muốn tìm được nàng là chuyện phi thường dễ dàng thiên thụ cao như vậy chính là trong thụ động cũng có thể chứa được một gian phòng thân hình của tiểu hắc long tự nhiên lộ vẻ càng thêm nhỏ bé tầm mắt của trần trường sinh rơi vào trên mắt cá chân của nàng thấy được sợi xích sắt không khỏi nghĩ tới trước kia ở đáy bắc tân kiều thường xuyên nhìn thấy hình ảnh này tâm tình hơi trầm xuống tiểu hắc long nhìn hắn nói làm sao ngươi tới trễ như thế trần trường sinh lòng đầy xin lỗi không biết nên giải thích như thế nào tiểu hắc long tầm mắt lướt qua vai hắn rơi vào trên bạch hạc sắc mặt nhất thời biến thành lạnh tựa như xương trần trường sinh không chú ý tới chuyện tâm tình của nàng đã biến hóa mặc dù phát hiện đại khái cũng không hiểu được nguyên nhân hắn đi tới trước người chi chi ngồi sổm xuống bắt đầu nghiên cứu sợi xích sắt đem nàng giam cầm ở nơi đây. Dưới tàng cây vang lên một trận kiếm minh dày đặc như mưa. Ở trong thời gian cực ngắn, hơn 10 đạo danh kiếm bao gồm vô cấu kiếm ở bên trong đều chém xuống, nhưng không cách nào chặt đứt sợi xích sắt này. Không giống xích sắt ở dưới đáy Bắc Tân Kiều, sợi xích sắt này mặt ngoài không có phủ thần thánh khí tức để ngăn cách công kích, nhưng lại hòa làm một thể với cả ngọn núi này, bên trong tựa như ẩn giấu trận pháp nào đó, có thể đem toàn bộ tất cả công kích rơi vào, trên xích sắt chuyển đến bản thể vách núi nói một cách khác muốn chặt đứt sợi xích sắt này cần phải hủy diệt toàn bộ ngọn núi này hủy diệt vách núi này đối với trần trường sinh hiện tại mà nói cũng không phải là chuyện không làm được vấn đề là làm thể có thể sẽ giao động căn cơ của thiên thụ đến lúc đó hoang hỏa từ dưới đất trào ra thì phải làm sao bây giờ hắn có thể ngồi bạch hạc rời đi chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn tiểu hắc long bị hoang hỏa ngập trời cắn nuốt ư nếu không thể như vậy chỉ có tìm cách khác để phá trận hắn nghĩ tới tên cấm chế này, nghĩ thầm xem có tìm được manh mối hay không. Tiểu Hắc Long tức giận nói, bạch đế nhất tộc vốn chính là bạch hổ, đồ chơi này là thủ đoạn dùng để nhốt tộc nhân của mình, gọi danh tự này không phải là đương nhiên ư. Trần Trường Sinh nói, lạc lạc đang tìm chìa khóa, chỉ sợ là quá lâu. Nếu như hổ hiệp cũng là trận pháp, ta muốn viết thư mời Hữu Dung tới đây, nàng có thể nghĩ ra biện pháp. Ban đầu hắn hỏi từ Hữu Dung phá vỡ cấm chế dưới đáy Bắc Tân Kiều thế nào, mặc dù cuối cùng là giáo hoàng xuất thủ, nhưng nàng quả thật rất lợi hại trong phương diện này. Tiểu Hắc Long thần sắc lạnh tự xưng toàn bộ biến mất, căm tức hô lên, cưỡi hạc của nữ nhân khác tới cứu ta, loại chuyện này ngươi cũng làm được ư? Trần Trường Sinh giật mình, hỏi, chuyện gì? Tiểu Hắc Long lại càng tức giận hét lên, ngươi còn muốn nàng tới cứu ta ư? Còn muốn nàng tới cứu ta hai lần ư? Ngươi rốt cuộc đầu óc thế nào chứ? Trần Trường Sinh cảm thấy đầu óc của mình quả thật không tốt, bởi vì hắn căn bản không biết tại sao Tiểu Hắc Long tức giận như thế, nói những lời này là có ý gì hắn và tiểu hắc long sinh sống ba năm trong tuyết lĩnh ở bắc cương cùng ăn cùng đi cùng ở đã vô cùng thân cận nhưng hắn vẫn không hiểu được tâm ý của nàng cưỡi hạc của nữ nhân khác muốn nàng tới cứu hai lần chuyện này là chuyện gì hắn trong vô thức giải thích nàng là vị hôn thê của ta không cần khách khí tiểu hắc long oán hận nói ngươi là nam nhân đầu tiên của ta làm sao từ trước đến nay đối với ta vẫn khách khí như vậy chỗ cao nhất của thiên thụ nằm trên cả tầng mây Ánh mặt trời rơi xuống cành, rực rỡ kim quang, rất là xinh đẹp. Một đôi cánh chim trắng ngoãn chậm rãi thu nạp, từ hữu dung đứng trên cành theo gió khẽ đông đưa. Nàng đưa tay từ trong lá cây hái một viên hỏa tương quả, trong đôi mắt trong trèo tràn ngập vẻ tò mò, cẩn thận cắn một miếng, một hồi lâu sau mới hài lòng gật gật đầu. Sau một khắc, ánh mắt của nàng khẽ biến hóa, không còn hài lòng như thế nữa. Không phải bởi vì hỏa tương quả trong truyền thuyết này ẩn chứa hoang hỏa khí tức quá nồng, mang đến thương tổn đối với nàng mà bởi vì nàng nghe được tiếng đối thoại từ bên dưới truyền đến cưỡi hạc của ta đi gặp nữ nhân khác cũng thôi đi lại còn là hai người mạc vũ năm đó quả nhiên không gạt ta ngươi cùng các nàng quả nhiên là có vấn đề trần trường sinh tỉnh táo lại biết được vấn đề ở chỗ nào từ đáy bắc tân kiều quen biết đến hiện tại đã thời gian rất lâu hắn đã sớm biết chuyện gì xảy ra ban đầu cùng với ý nghĩ của nàng từ đó đến nay ban đầu hắn mạo hiểm để tọa chiếu tự quan đốt tinh huy ngưng tụ thành cánh đồng tuyết thiếu chút nữa bị đốt thành một mảnh hư vô. Tại thời khắc mấu chốt nhất, tiểu Hắc Long phá vỡ mi tâm của mình, dùng Huyền Xương Cự Long Chân Huyết để cứu hắn. Hơn nữa đó còn là sơ huyết chân quý nhất tinh khiết nhất. Dựa theo quy củ của Long tộc, nàng làm như vậy chính là lựa chọn Trần Trường Sinh làm phu quân của mình. Từ đó về sau, nhất là 3 năm ở Bắc Cương, nàng vẫn luôn nghĩ tới chuyện này. Trần Trường Sinh có thể sống tới hôm nay, cần cảm tạ nhất đúng là nàng, nhưng hắn có thể không chút do dự dùng tánh mạng của mình để đi cứu nàng nhưng không có cách nào tiếp nhận chuyện này. Bởi vì hắn đã có hôn ước, cho dù hôn ước kia từng bị hủy bỏ giữa chừng. Hắn lúc trước chỉ là thật sự không biết nên đối mặt với cục diện này như thế nào, trong vô thức làm cho mình không nghĩ theo hướng đó mà thôi. Đối thoại tràn đầy hận ý cùng xin lỗi như vậy, thật ra thì đã phát sinh rất nhiều lần giữa hắn cùng Tiểu Hắc Long. Cuối cùng vẫn là hắn dùng trầm mặc để kết thúc. Cuối cùng vẫn muốn Tiểu Hắc Long tới đánh vỡ loại trầm mặc này. Không có tiền đồ, người không dám cưới hai người ư cộng thêm lạc lạc là ba ngươi làm giáo hoàng còn nuôi không nổi ư ngươi sợ từ hữu dung như vậy hay sao nàng nhìn trần trường sinh cười lạnh nói không nói những chuyện này nữa một mình ngươi đi làm việc cần phải cẩn thận một chút chớ ép mục phu nhân quá mức nàng thật sự dám giết ngươi đó trần trường sinh nhìn nàng lo lắng nói vậy ngươi thì phải làm sao tiểu hắc long thần tình cao ngạo nói không ai dám giết chết một con huyền xương cự long cao quý ở bên bờ hồng hà cả trần trường sinh cũng không hoàn toàn tin tưởng những lời này Hắn biết yêu tộc có thể kiến quốc, quả thật muốn cảm tạ trợ giúp của Huyền Sương Cự Long nhất tộc, nhưng hạng người vong ân phụ nghĩa quá thường gặp, ai có thể bảo đảm mục phu nhân sẽ không điên cuồng chứ? Nhưng hiện tại hắn ở lại đây quả thật cũng không có tác dụng gì. Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Thật xin lỗi." Tiểu Hắc Long nhìn hắn bất đắc dĩ nói: "Trần Trường Sinh, ta là người thủ hộ của ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta muốn nghe ngươi nói ba chữ đó ư?" Bạch Hạc lần nữa bay đi. Tiểu Hắc Long nhìn nơi bóng hạc biến mất, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài. Lúc này trên mặt của nàng không thấy bất kỳ thần sắc cao ngạo nào, không có cười lạnh cư cao lâm hạ, không có cảm xúc thô bạo, chỉ có vẻ tịch mịch nhàn nhạt, nhạt. Lúc này nàng chính là một thiếu nữ áo đen bình thường nhìn người yêu của mình đi xa. Lúc này từ phía trên cây truyền tới một giọng nói, "Cô đơn chỉ cần một người, tịch mịch lại cần hai người, bởi vì đó là tương tư sau khi chia lìa." Tiểu Hắc Long vẻ mặt cảnh giác nhìn lên, sau đó nàng thấy Từ Hữu Dung. Từ Hữu Dung nhìn nàng bình tĩnh nói, "Vấn đề là hắn là nam nhân của ta." làm sao ngươi có thể vì hắn mà tịch mịch chứ tiểu hắc long chưa từng gặp từ hữu dung nhưng dám chắc người này chính là từ hữu dung lời đồn quả nhiên không sai từ hữu dung thật sự dễ nhìn ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận nhưng nàng không ngờ từ hữu dung lần đầu tiên gặp mình đã nói ra những lời như vậy những lời này nghe có chút khí tức văn nghệ nhưng nàng làm sao có thể không hiểu ý tứ ẩn chứa bên trong không ngay cả ẩn giấu cũng không có từ hữu dung căn bản không cần che giấu Minh xác nói rõ quyền sở hữu của mình đối với trần trường sinh vị thánh nữ thánh khiết vô cùng trong truyền thuyết lại có tính sở hữu mạnh mẽ thế ư tiểu hắc long thậm chí nghĩ tới đám mẫu long cấp thấp thô tục trên quần đảo phía nam diễu cợt nói ngươi có cần đi tiểu lên người hắn để đánh dấu hay không những lời này quả thật rất thô tục nhưng từ hữu dung không tức giận bình tĩnh nói hoặc là có phương pháp khác có thể giải quyết được tiểu hắc long lạnh lùng nhìn nàng nói ngươi muốn giải quyết như thế nào từ hữu dung liếc nhìn mắt cá chân của nàng lạnh nhạt nói ta không có biện pháp giải trừ cấm chế trong thời gian ngắn vừa không muốn hắn bởi vì chuyện này thủy chung áy náy áy náy với ngươi sẽ càng ngày càng sâu cho nên ta quyết định sau này mỗi ngày cũng sẽ rút ra chút thời gian đến gặp ngươi như vậy ngươi cũng sẽ không cô đơn càng sẽ không sai lầm đem cô đơn hiểu thành tịch mịch tiểu hắc long tức giận nói ta không cần ngươi ở bên cạnh nhìn ngươi thấy rất phiền từ hữu dung mỉm cười nói ngươi là người thủ hộ của hắn ta dĩ nhiên muốn chăm sóc ngươi cảm tạ ngươi Tiểu Hắc Long cười lạnh nói, liên quan gì tới ngươi? Hắn là nam nhân của ta. Từ Hữu Dung nghe lời này cũng không tức giận, cũng không cãi cọ, đưa tay vuốt ve tóc đen của nàng, mỉm cười nói, ngoan. Tiểu Hắc Long buồn bực tới cực điểm, gắng sức lắc đầu, muốn thoát khỏi tay nàng, nhưng không cách nào làm được. Từ Hữu Dung nhìn bộ dáng của nàng, vui vẻ nói, thật là khả ái. Tiểu Hắc Long tức giận vô cùng, hô, ta muốn ăn ngươi. Từ Hữu Dung mỉm cười nói, chỉ cần ngươi không ăn hắn là được tiểu hắc long ngây ngốc một lát mới hiểu được ý của nàng nhất thời xấu hổ đỏ mặt phun nói người nữ nhân này làm sao lại không biết xấu hổ như vậy thật xin lỗi tiên sinh ta không thể tìm được chìa khóa lạc lạc ngẩng đầu lên nhìn trần trường sinh một cái có chút bất an đây là thạch điện chỗ cao nhất của hoàng thành thời điểm nàng ở bạch đế thành vẫn luôn ở nơi này trần trường sinh cũng không bất ngờ với đáp án này nhưng có chút bất ngờ vì lạc lạc lúc này biểu hiện rất sợ hãi năm đó ở quốc giáo học viện lạc lạc vẫn khả ái tựa như hiện tại nhưng tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt như vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì hay là chuyện mục phu nhân muốn đem nàng đến thuyết lão thành chuyện này không chỉ làm tổn thương trái tim của nàng cũng làm cho nàng rất sợ lạc lạc lích nhìn con bạch hạc ngoài cửa sổ nhìn ánh mắt của hắn cẩn thận hỏi sư mẫu liệu có mất hứng hay không trần trường sinh ngây người hỏi nàng tại sao lại mất hứng hắn thật sự không hiểu vì sao từ hữu dung lại mất hứng mới vừa rồi hắn cũng không hiểu vì sao tiểu hắc long nói đầu óc của mình có vấn đề Nhìn hắn đáp lại, lạc lạc buông lỏng chút ít, nhưng vẫn còn có chút khẩn trương, thử thăm dò nói, tiên sinh, ngươi sẽ không trách ta chứ. Trần Trường Sinh nhớ tới thời điểm ban đầu lạc lạc rời khỏi kinh đô, từng gửi thư cho hắn nói, nàng từng lừa gạt hắn, trên thực tế nàng cùng tuổi với hắn, chỉ nhỏ hơn mấy tháng. Nàng lo lắng mình vì chuyện, này mà trách cứ nàng ư. Trần Trường Sinh không biết nói gì, nhìn nàng chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng lại giật mình. Rõ ràng đã chia cách 5 năm, dung nhan của lạc lạc vẫn như hôm qua, chỉ Mỹ khả ái trí cực, vẫn như đứa bé. Đây là chuyện gì? Nàng tu hành cảnh giới hẳn là còn chưa tới bước này, hay là yêu tộc cũng có bí pháp chú nhan tương tự với nam khê trai? Tiên sinh! Lạc lạc nhỏ giọng nhắc nhở. Trần Trường sinh giật mình, nói, ta quả thật có chút tức giận. Lạc lạc khẩn trương nghĩ tới, chẳng lẽ tiên sinh nghe được câu nói kia của hiên viên phá ư? Hay là nghe được câu nói kia của mình? Tiên sinh biết mình thích hắn, cho nên mới tức giận ư? Trần Trường Sinh nói, người trước đó đã nghe được phong thanh, vì sao không viết thư tới ly cung cầu viện. Ta là tiên sinh của ngươi, dĩ nhiên sẽ không bỏ mặc ngươi. Nghe Trần Trường Sinh nói, lạc lạc hơi ngẩn ra, sau đó cảm thấy ngọt ngào tới cực điểm. Đúng vậy, tiên sinh làm sao có thể bỏ mặc mình. Đến thời khắc nguy hiểm nhất, hắn nhất định sẽ phá mây đáp xuống, mang theo vạn trượng kim quang, đem mình mang đi. Nhưng nếu như ban đầu đã đem chuyện này nói cho ly cung, nhân tộc có thể sẽ có phương pháp khác để xử lý tiên sinh ngươi còn đích thân tới hay không lạc lạc nghĩ thẩm dụng ý của mình nhất định phải giấu tiên sinh cho dù phải giấu giếm cả đời nếu như có thể có cả đời thì thật tốt biệt dạng hồng tiền bối sắp sửa rời đi trần trường sinh tâm tình thanh âm trầm thấp phá vỡ suy nghĩ ngọt ngào đan sen chua sót của nàng rời đi ý tứ không phải là rời bạch đế thành mà là rời khỏi thế gian lạc lạc rất giật mình sau đó thương cảm thương cảm cho vị tiền bối nàng chưa từng gặp mặt kia cũng bởi vì nguyên nhân khác một vị cường giả thần thánh lĩnh vực bị mưu hại, chết trong Bạch Đế Thành, chuyện này cuối cùng cần một câu trả lời thỏa đáng. Nhân tộc cùng yêu tộc thật sự đến thời khắc phân ly sao? Mình cùng tiên sinh mới vừa gặp lại, sau này khó có thể gặp nhau sao? Nàng đưa tay nắm lấy vạt áo của Trần Trường Sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy u oán, nhìn hắn nói, "Tiên sinh, ta không muốn." Trần Trường Sinh không thể né tránh, bởi vì động tác của nàng nhanh như thiểm điện, trừ cảnh giới thực lực tăng lên, còn bởi vì nàng từng làm động tác này vô số lần ban đầu ở quốc giáo học viện mỗi lần bị trần trường sinh đuổi về bách thảo viên hay là sau đó thời điểm trở về ly cung hoặc hoàng cung nàng đều dùng loại thủ đoạn này để kéo dài một chút thời gian nàng còn có một động tác lão luyện hơn có thể kéo dài thời gian lâu hơn đó chính là tà tà gục xuống ôm lấy bắp đùi của trần trường sinh chỉ là hiện tại đã lớn hơn một chút nàng ngượng ngùng không muốn làm như vậy trần trường sinh nói không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu chẳng qua là bất cứ chuyện gì nếu đã làm cuối cùng cần phải trả giá một vị cường giả thần thánh lĩnh vực chết đi nếu như muốn nhân tộc không truy cứu nữa bạch đế thành cần trả giá tất nhiên là cực kỳ thảm trọng những lời này của hắn còn chút mơ hồ nhưng kỳ thật kiếm phong chỉ tới đối tượng đã vô cùng rõ ràng lạc lạc thấp giọng nói mẫu thân nàng đang mang thai đây là đang nói với trần trường sinh địa vị của mục phu nhân sẽ càng thêm vững chắc tương ứng địa vị cùng phân lượng của nàng ở yêu tộc sẽ giảm bớt rất nhiều nhưng không có chuyện gì ta sẽ cố gắng lạc lạc khả ái lè lưỡi đã từng là khuôn mặt tươi cười sáng sủa bây giờ nhìn lại trở nên miễn cưỡng thậm chí có chút trầm trọng đến vậy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trần trường sinh cảm thấy rất thương tiếc nói ngươi không cần làm gì cả lạc lạc nhìn hắn vô cùng nghiêm túc nói tiên sinh thật ra ta có rất nhiều người ủng hộ ta chỉ nghĩ dù sao ngài cũng sẽ tới cứu ta cho nên ta mới không làm gì cả trần trường sinh nói cho dù ngươi có thể làm rất nhiều chuyện cũng không cần làm lạc lạc mở to mắt hỏi đây là tại sao Trần Trường Sinh đưa tay vuốt ve đầu của nàng, nói, bởi vì nàng là mẫu thân của ngươi, còn bởi vì ta vừa lúc biết ngươi thích đứng ở nơi rất cao. Lạc lạc quả thật thích đứng ở chỗ cao, tỉ như khỏa đại dòng thụ ven hồ trong quốc giáo học viện, như thanh hiền điện ở ly cung, hay hoặc là tòa cung điện hiện tại này. Người không quen nàng sẽ cho là, vị điện hạ tôn quý nhất thế gian này thì thích cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Nhưng Trần Trường Sinh biết không phải như vậy. Lạc lạc thích đứng ở chỗ rất cao, là bởi vì nơi đó mới có thể thấy được rất xa. Một tiểu cô nương thích phương xa làm sao có thể làm nữ hoàng được? Trần Trường Sinh nhìn nàng thật tình nói. Lạc Lạc kinh ngạc nhìn hắn, bỗng nhiên nhào vào trong lòng ngực của hắn, ôm hắn thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn ở trước ngực hắn không ngừng cọ cọ, phát ra thanh âm hạnh phúc. Thanh âm này rất nhẹ, nhất thời là meo meo, nhất thời là khò khè, nghe giống như con mèo nhỏ mới vừa ăn uống no đủ được vuốt ve 800 lần vậy. Nghe được lời nói của Trần Trường Sinh, Lạc Lạc rất cảm động nhưng ở trong suy nghĩ của trần trường sinh đây là chuyện đương nhiên bất kể là nữ hoàng yêu tộc hay là gì khác ngươi muốn làm thì làm không muốn làm dĩ nhiên sẽ không làm không thể bị bất kỳ nhân tố nào khác ảnh hưởng cho dù là tiền đồ của toàn bộ đại lục lúc đường tam thập lục nói mình không muốn làm ra chủ đường ra hắn cũng có thái độ như vậy lạc lạc biết ý nghĩ của hắn nhưng loại đương nhiên này càng làm nàng thêm cảm động không biết qua thời gian bao lâu nàng lưu luyến không rời từ trong ngực của hắn rời đi nhìn hắn nhẹ nói ta không tin phụ thân sẽ ủng hộ ý kiến của mẫu thân trần trường sinh trầm mặc một lát nói ta cũng hy vọng như thế chỉ là ta không có quá nhiều lòng tin mà thôi ruồng bỏ minh ước với nhân tộc ngược lại liên thủ cùng ma tộc đối với yêu tộc cho đến toàn bộ đại lục mà nói cũng là bước ngoặt trong lịch sử vì tiền đồ của yêu tộc bạch đế đưa ra lựa chọn thế nào cũng là chuyện có thể tưởng tượng ra dựa theo suy lý của trần trường sinh tựa như có chút vấn đề không dễ giải thích Tỷ như ban đầu Thiên Hải Thánh Hậu uy chấn cả đại lục, Bạch Đế vì sao không hề cảnh giác nhân tộc? Đây là bởi vì bọn hắn đứng không đủ cao, nhìn không đủ xa. Lúc ấy vấn đề nội bộ của nhân tộc còn chưa giải quyết, Thương Hành Chu một mực lặng yên nhìn kinh đô, Giáo Hoàng bệ hạ cũng ở trong ly cung tâm tình phức tạp quan sát hoàng cung. Trong những năm ấy, Bạch Đế một mực âm thầm ủng hộ Thương Hành Chu, hẳn là muốn cân bằng thế lực nội bộ trong nhân tộc. Sau đó Thiên Hải Thánh Hậu chết, nhân tộc cũng chết rất nhiều cường giả giống như trước cũng đồng nghĩa hiện tại nhân tộc không còn mâu thuẫn nội bộ gì lớn nữa. Ý chí thống nhất vốn chính là chuyện rất đáng sợ, huống chi ma tộc hiện tại cũng vì nội loạn mà trở nên yếu đi rất nhiều. Vô luận từ góc độ nào đến xem, yêu tộc hiện tại tựa như rất cần liên minh với ma tộc. Cho nên đối với thái độ của Bạch Đế, Trần Trường Sinh không cách nào đưa ra phán đoán chắc chắn. Bây giờ nhìn lại, hy vọng lớn nhất của hắn cùng nhân tộc đều đặt ở những ý kiến phản đối trong nội bộ yêu tộc. Không khí trong Bạch Đế thành vô cùng áp lực khắp nơi đều có thể thấy quân sĩ tuần tra chung quanh cùng yêu vệ vẻ mặt nghiêm túc mặt đường tây trực nhai thường ngày náo nhiệt vô cùng đã đóng cửa không ít cửa hàng dân chúng cũng rất ít ra đường nhìn dị thường vắng lạnh so với không khí trong thành không khí trên bình nguyên rộng lớn ở hai bờ hồng hà càng thêm khẩn trương tựa như thiên thụ hoang hỏa dưới đất có thể bùng cháy bất cứ lúc nào hắc thạch đại quân đóng tại giã sơn quan đêm qua xảy ra một cuộc tao loạn tịch hách đại yêu tướng vô cùng khó khăn mới ổn định được thế cục không xuất hiện biến cố gì lớn ngay cả chi thú kỵ binh kỷ luật nghiêm nhất, tinh nhuệ nhất yêu tộc đều có chút lòng quân không yên, chớ đừng nói chi tới tạp quân đóng trong dãy núi còn có các bộ lạc, hoặc lớn hoặc nhỏ. Theo tin tức các nơi hồi báo, ở trong hai ngày ngắn ngủi, trong quân đội yêu tộc đã xuất hiện mấy trận xung đột đổ máu, các bộ lạc cũng đã bắt đầu tập binh. Đây là tín hiệu của chiến tranh, điểm báo của mưa gió. Sắp phát sinh không phải chiến tranh cùng ma tộc hay là nhân tộc, mà là chiến tranh giữa hai đại thế lực trong nội bộ yêu tộc. Cả yêu tộc đã vô cùng minh xác chia làm hai thế lực, Mục phu nhân đại biểu ý chí của hoàng gia cùng với cương tộc tộc trưởng đại biểu cho trưởng lão hội ủng hộ Kết Minh với ma tộc, đứng ở đối diện chính là Lạc Lạc, bọn họ có thừa tướng, đại biểu cho hệ thống quan văn còn có rất nhiều bộ lạc ủng hộ, hy vọng duy trì hữu nghị cùng nhân tộc. Người trước thực lực có vẻ thắng được người sau, vấn đề là người sau có thái độ phi thường cứng rắn, hơn nữa được nhân tộc lấy Trần Trường Sinh làm đại biểu cường lực ủng hộ. Nếu như Mục phu nhân muốn mạnh mẽ đem quốc thư ban bố thiên hạ, yêu tộc rất có thể sẽ lâm vào một cuộc nội chiến. Không ai nguyện ý thấy hình ảnh như vậy, cho nên trước lúc mâu thuẫn cuối cùng trở nên gay gắt, vô luận là Tương tộc tộc trưởng hay là các đại nhân vật yêu tộc khác đầu tiên nghĩ tới chính là hy vọng thông qua đàm phán mà thuyết phục đối phương. Cho nên hai ngày gần nhất trên đường phố ở Bạch Đế Thành không thấy người đi đường, trưởng lão đại thần phủ đệ lại là tân khách không ngừng, thậm chí ngay cả triều hội cũng đã ngừng. Hai địa phương náo nhiệt nhất là trang viên của Tương tộc cùng với Tây Hoang Đạo Điện. Người trước bởi vì Ma Quân, hẳn là đang trong cái viện còn cách Tương tộc trang viên rất gần đang được tương tộc bảo vệ. Người sau thì bởi vì Trần Trường Sinh ở nơi đó. Nhân tộc giáo hoàng cùng ma quân ở trong cùng một tòa thành thị, cách xa nhau chỉ 10 dặm, đây là hình ảnh chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Không khí của tòa thành thị này tự nhiên cũng trở nên quỷ dị trước nay chưa từng có. Rất nhiều tộc trưởng, cự thương, quan viên không ngừng đi vào trang viên của tương tộc, qua đoạn thời gian trở ra, từ ánh mắt của bọn hắn chưa nhận ra được chuyện gì xảy ra ở trong trang viên, bọn họ cùng ma quân đến tột cùng nói như thế nào, thậm chí đều không thể biết bọn họ có nhìn thấy vị ma quân kia hay không tóm lại hết thảy lộ ra vẻ rất thần bí trần trường sinh dùng một ngày thời gian tiếp kiến đại biểu thế lực khắp nơi hùng tộc tộc trưởng cùng sĩ tộc tộc trưởng tiến cử rất nhiều tộc trưởng tiểu bộ lạc tới để bái kiến tây hoang đại đạo điện trong lúc nhất thời đông kín người khi hai người trẻ tuổi đại biểu mông tộc đi vào đạo điện dùng giọng nói kiên định nhất biểu đạt ủng hộ đối với nhân tộc trần trường sinh rất giật mình không phải bởi vì đối phương biểu hiện quá mức nhiệt tình để cho hắn nổi lên lòng nghi ngờ mà bởi vì hắn biết đối phương nhiều năm trước hắn từ tây chữ trấn đi đến kinh đô muốn thi vào thanh đằng lục viện từng gặp phải một đôi huynh đệ thợ săn ở đại lão lĩnh đôi huynh đệ này cuối cùng thành công thi vào trích tinh học viện trở thành đại chu quan quân vinh quang hắn làm sao có thể nghĩ đến đôi huynh đệ thợ săn này lại là yêu tộc bây giờ nghĩ lại đây tự nhiên là hợp tác giữa đại chu quân đội cùng với mông tộc năm đó viện trưởng trích tinh học viện trần quan tùng trước lúc gặp chuyện thật sự là nhân vật rất giỏi, khó trách được thương hành chu, cho rằng nhân tuyển có một không hai để lãnh tụ đại chu quân đội, chỉ tiếc cuối cùng đã chết trong hỏa phượng của thiên hải thánh hậu, nói kế hoạch, ngư lược vĩ đại toàn bộ tan thành mây khói, cũng may vẫn giữ chút ít lợi ích cho hậu nhân. Lúc đêm khuya, đại biểu các tộc cùng các quan viên tới bái kiến Trần Trường Sinh, nhanh chóng rời khỏi Tây Hoang Đạo Điện, chỉ có mấy vị đại nhân vật tối trọng yếu lưu lại, bọn họ hiện tại đã đại biểu đồng minh kiên định nhất của nhân tộc nhìn động tĩnh hôm nay lòng tin của bọn hắn trở nên càng thêm đầy đủ nhưng có một số việc để cho bọn họ cảm thấy rất không yên tĩnh nếu như bệ hạ xuất quan hắn chỉ cần một lời có thể định đoạt mọi chuyện cho dù hắn bị thương cần tĩnh tu nhưng gặp đại sự như vậy tại sao có thể không ra mặt nghe chất vấn của hùng tộc tộc trưởng thừa tướng đại nhân trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói một câu mấy năm qua chưa ai từng tận mắt thấy bệ hạ ta cũng không vài ngày trước đại trưởng lão đi từng cảm nhận được thần thức của bệ hạ sĩ tộc tộc trưởng mặt không chút thay đổi nói đại trưởng lão là nhân vật kiên nhẫn nhất có thể ẩn nhẫn trong mọi trường hợp nhất mà ta gặp trong cuộc đời này ta nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao lần này hắn lại ra mặt hơn nữa tất cả bộ lạc ở hai bờ hồng hà đều biết hắn và hoàng hậu nương nương quan hệ không tốt cũng bởi vì một đạo thần thức của bệ hạ mà hắn liền thay đổi ư nếu như hắn thật sự là người của hoàng hậu nương nương ai dám chắc đêm đó hắn không nói dối nghe xong thảo luận thanh âm cực thấp này trần trường sinh trầm mặc thời gian rất lâu Hắn biết mấy vị đại nhân vật yêu tộc này đang thông qua phương thức này để nhắc nhở mình, hoặc là nói cảnh cáo mình. Chỉ là chuyện này thật sự quá mức khó tin, cho nên mặc dù bốn phía không có người nào, bọn họ cũng chỉ dám dùng loại tiếng nói mơ hồ như vậy nhắc tới. Bất cứ chuyện gì cần tận mắt chứng kiến mới có thể phán đoán thiệt giả, ta không muốn yêu tộc nội chiến, nhưng cục diện trước mắt phải phá bỏ càng sớm càng tốt. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, nói, ta sẽ đi gặp Bạch Đế bệ hạ truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong bầu trời đêm không có mây, chỉ có tinh thần như hạt mè rải rác khắp nơi, nhìn qua không có bất kỳ quy luật nào, vô luận phương hướng nào cũng rất trơn nhãn cộng thêm với đều đều. Trần Trường Sinh đứng bên cửa sổ, nhìn tinh không so với mặt đất nhìn ngắm quả thật gần hơn chút ít, đem câu chuyện lúc trước nhắc lại một lần. Lạc Lạc đứng bên cạnh hắn, tay trái theo thói quen nắm ống tay áo của hắn, nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút nói, vậy thì đi gặp là được, Trần Trường Sinh nhìn nàng một cái, nói, "Chuyện này cần phải bí ẩn, không thể để cho mẫu thân của ngươi phát hiện ra." Sĩ Tộc Tộc trưởng đã đem địa điểm đại khái mà Bạch Đế, bế quan tĩnh tu vẽ lên trên địa đồ, sau đó giao cho hắn. "Nếu muốn đi nơi đó, phải thông qua một cái bí đạo trong hoàng cung." Trong suy nghĩ của hắn, Lạc Lạc mặc dù là công chúa điện hạ cao quý, nhưng bị mục phu nhân cố ý áp chế hẳn là không có lực khống chế đối với hoàng thành. Lạc Lạc mở to mắt, thật tình nói, "Tiên sinh ngươi cứ yên tâm." ta là học sinh của ngươi, những chuyện này vẫn còn có năng lực xử lý. Trần Trường Sinh cảm thấy những lời này có mùi vị của Tô Ly, hoặc là đường tam thập lục, không nhịn được bật cười lên. Từ bên trong con đường bằng đá ươn ướt âm u lại cũng không hàn lãnh, ngược lại rất nóng bức đi ra, một tòa núi tuyết cùng nắng sớm tiến vào mi mắt của Trần Trường Sinh. Tuyết sơn cao mấy ngàn trượng, phía dưới là vách núi màu đen cùng rừng rậm nguyên thủy, nửa khúc trên đã bị tuyết trắng bao trùm, ở trong nắng sớm phiếm ánh sáng chói mắt, ở ven hồ đột nhiên quật khởi, hướng phương bắc chiếu đi, căn bản trông nhìn thấy cuối, thậm chí làm cho người ta hoài nghi có thể nối liền tới cuối thế giới hay không, lộ vẻ cực kỳ hùng vĩ, tựa như thần tích. Trần Trường Sinh biết Tuyết Sơn liên miên không dứt này, chính là Lạc Tinh Sơn mạch trong điển tịch thường xuyên nhắc tới. Lạc Tinh Sơn mạch dọc theo bờ Tây Hải mà sinh, ở phương Bắc Bạch Đế thành bỗng nhiên nhô cao, hơn trăm dặm về phía tay trái chính là đại dương mênh mông, trên đỉnh núi có tuyết động vài ngàn năm, núi non trùng điệp cũng tới mấy vạn dặm, nối thẳng cực bắc, ở chính giữa có phiến bình nguyên tương đối bằng phẳng, được gọi là Chiêm Lăng. Từ nơi đó vòng về phía đông nam hơn 10 ngày đêm, sẽ đến Thông Châu Quân Phủ nằm phía cực tây của nhân tộc. Ở giữa Chiêm Lăng cùng Thông Châu Quân Phủ có phiến Thảo Nguyên, chính là trốn cũ của tộc Tú Linh. Hiện tại tất cả đều thuộc về Trần Trường Sinh cùng từ Hữu Dung. Trần Trường Sinh đi tới ven hồ, nhìn về núi non đối diện. Hắn nhớ tới đạo tàng ghi lại Hồng Hà cũng khởi nguyên từ trong dãy núi tuyết này, lại nghĩ tới liên lạc giữa phiến thảo nguyên kia cùng mình, sinh ra một loại cảm giác vi diệu. Từ khi yêu tộc kiến quốc ở Hồng Hà, các đời bạch đế cùng với hoàng hậu vô số ngàn năm từ trước đến giờ, cũng chôn cất ở trong lạc tinh sơn mạch. Theo quy củ của tổ linh, để phòng ngừa bị ác đồ dòng ngó đại yêu di cốt cùng chân huyết lưu lại, các đời bạch đế đều không xây dựng lăng mộ trong núi, chẳng qua là đợi thọ nguyên kết thúc sẽ dọc theo con đường trần trường sinh, đi qua đi tới trên núi, tùy ý chọn lựa một nơi hợp ý, chờ đợi thần hồn trở về tinh hải. Dĩ nhiên, trừ lúc sắp chết, các đời bạch đế ở lúc chính vụ rảnh rỗi cũng thường xuyên đến lạc tinh sơn mạch hoặc là tưởng nhớ tổ tiên hoặc là thưởng thức phong cảnh hoặc là tìm kiếm cơ duyên phá cảnh tự nhiên khó tránh khỏi muốn ở trong dãy núi tuyết này xây dựng kiến trúc để nghỉ ngơi chẳng qua là phía ngoài kiến trúc có cấm chế vô cùng lợi hại trừ bạch đế ra cực kỳ khó tiến vào bạch đế đương đại cùng ma quân ở cánh đồng tuyết phía bắc hàn sơn tiến hành một cuộc chiến kinh thiên động địa ma quân bị thương nặng tiện đà bị hắc bảo cùng ma soái liên thủ lật đổ bạch đế thương thế cũng rất nặng những năm qua một mực bế quan tĩnh tu trong Lạc Tinh Sơn mạch, trừ mục phu nhân cùng tương tộc tộc trưởng đám người, có rất ít người biết hắn ở nơi đâu. Trần Trường Sinh có bản đồ sĩ tộc tộc trưởng cung cấp, tự nhiên sẽ không lạc phương hướng, thi triển ra thức bộ đạp tuyết mà đi, không bao lâu đã tìm được nơi này. Ở trước hai khỏa cổ tùng cực kỳ xanh tươi, có một vách núi màu đen thật lớn. Trên núi tích lũy băng tuyết vạn năm không thay đổi, nhìn qua vô cùng lạnh lẽo, hoàn toàn không có sinh cơ, căn bản không thấy điểm gì khác thường trên bản đồ ghi địa điểm phạm vi rất rộng trần trường sinh không biết vị trí cửa vào chỉ có thể đem thần thức hướng bốn phía tản đi lại phát hiện phía trước xuất hiện một đạo bình chướng đạo bình chướng kia tựa như một tầng khí ngăn cách thần thức của hắn nhưng tâm tình của hắn ngược lại trở nên bình tĩnh lại bởi vì xác nhận chính là trong chỗ này phía dưới vách núi màu đen cùng băng tuyết hàn lãnh cất giấu một tòa trận pháp cảm giác chốc lát hắn đã phát hiện ra chỗ lợi hại của tòa trận pháp này trận pháp này cùng trận pháp trong đồng cung tại hoàng cung ở kinh đô có lẽ đồng nguyên nghiêm mật cộng thêm hung hiểm, thời khắc sinh tử tự có huyền diệu, chẳng qua có thể bởi vì hấp dẫn quá nhiều khí thức lạnh lẽo của tuyết phong, tòa trận pháp này so với đồng cung càng thêm lãnh khốc vô tình, mơ hồ tỏa ra một cỗ mùi vị túc sát, vừa có một đạo hoàng gia khí thức cực kỳ mãnh liệt. Tòa trận pháp này nếu như mở ra, chỉ sợ uy lực cũng không kém hồng hà cấm chế, dĩ nhiên, so với hoàng liễn đồ ở kinh đô mà nói, còn kém hơn rất nhiều. Ngày hôm trước Trần Trường Sinh phá vỡ cấm chế ở Hồng Hà, Lực lượng quang minh của quốc giáo thần trượng đã tiêu hao quá nhiều, bây giờ còn không cách nào sử dụng lần nữa, nên dùng phương pháp gì phá trận bây giờ? Thế gian đã có trận pháp, dĩ nhiên có phá trận thuật tương ứng. Trần Trường Sinh đọc một lượt đạo tàng, tu đạo cũng nghiên tập trận pháp, nhưng dù sao không giỏi chuyện này, nhìn thời gian rất lâu cũng chỉ nghĩ ra một loại khả năng. Nhìn tuyết trắng núi đen trước mắt, trong lòng của hắn lần nữa sinh ra cảm giác vi diệu này. Nếu như ban đầu không đem nàng ngộ nhận thành thiếu nữ tú linh tộc, Bọn họ có thể sớm ở chung một chỗ hơn hay không? Nếu như hôm đó ở Đồng Giang, chính mình đọc xong thư kiên nhẫn thêm một chút, nàng có khả năng cùng mình cưỡi hạc cùng đi không? Nếu như lúc này nàng ở đây, nàng có thể nhìn một cái đã nhận ra chỗ sơ hở của tòa trận pháp hay không? Sáng loáng một tiếng thanh minh, hơn 10 thanh kiếm xuất hiện tại trong bầu trời, kiếm y vô cùng lạnh lạnh lấy thân thể Trần Trường Sinh làm trung tâm hướng bốn phía tỏa. Đi, trong nháy mắt chém vỡ vô số viên tuyết bay xuống. Trần Trường Sinh cầm vô cấu kiếm. Cảnh Giác nhìn về một chỗ nổi lên dưới vách núi màu đen. Viên tuyết bay xuống đến từ băng tuyết phía trên vách núi màu đen, đó là bởi vì nhận lấy chấn động, tựa như hai chân của hắn cảm giác được rõ ràng như vậy. Nơi nổi lên bỗng nhiên nứt ra, hai người từ bên trong bò ra ngoài, hơn 10 thanh kiếm khẽ chấn động, phát ra vù vù làm lòng người sợ hãi, nhưng không phát động công kích, bởi vì Trần Trường sinh nhận ra thân phận hai người kia. Hai người kia là Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức. Kim Ngọc Luật từng làm người gác cổng của quốc giáo học viện thay Trần Trường Sinh giải quyết rất nhiều phiền toái, nhiều năm không gặp, tình ý vẫn còn. Tiểu Đức mặc dù cùng Trần Trường Sinh có quan hệ đối địch, nhưng hắn cùng nhân tộc quan hệ từ trước đến giờ thân cận. Năm đó thiên thư lăng chi biến, hắn cùng với Tiếu Trương Sông vào Hoàng Cung, trợ giúp đường gia nhị gia đoạt được quyền khống chế Hoàng Liễn Đồ, có thể hiểu được, khi đó hắn chính là người hợp tác với Thương Hành Chu. Sĩ tộc tộc trưởng ở thiên tuyển điển cùng với hai ngày sau đó, biểu hiện thái độ kiên định, cũng từ mặt nào đó chứng minh điểm này. Trần Trường Sinh tự nhiên sẽ không phát động công kích với bọn họ, chỉ là không nghĩ đến bọn họ từ trong vách núi đen này chui ra. Nếu như Bạch Đế thật bế quan tĩnh tu ở sâu trong vách núi, như vậy bọn họ có nhìn thấy hay không? Giờ khắc này, hắn cũng không biết đến tột cùng muốn nghe được đáp án như thế nào, bởi vì giống như đáp án loại nào cũng không tốt. Kim Ngọc Luật vẫn mặc chiếc áo theo đầy hình đồng tiền, như phụ ông, chẳng qua hiện tại có chút chật vật, đầy người cũng là bùn đất cùng mảnh đá. Tiểu Đức bộ dạng càng thêm hỏng bét, trên y phục khắp nơi đều là bùn nhão màu vàng, so với thổ hoàng sắc trong đồng tử mang theo ý tứ thô bạo nhan sắc còn đậm hơn, càng giống một chút uế vật. Thấy Trần Trường Sinh đứng ở ngoài vách núi, Kim Ngọc Luật rất giật mình, chợt trên mặt toát ra vẻ vui mừng, bởi vì đoán Trần Trường Sinh xuất hiện tất nhiên là bởi vì lạc lạc. Ánh mắt Tiểu Đức nhìn Trần Trường Sinh có chút phức tạp, trong mấy năm quá khứ, hắn thường xuyên không tự chủ làm việc dựa theo phong cách của Trần Trường Sinh. Nói một cách khác, hắn đang học tập đối thủ mà chính mình từng ghét nhất hôm nay bỗng nhiên gặp mặt nội tâm kiêu ngạo như hắn khó tránh khỏi có chút lúng túng kim ngọc luật hỏi giáo hoàng đại nhân cũng tới gặp bệ hạ ư trần trường sinh gật đầu hỏi các ngươi gặp chưa kim ngọc luật lắc đầu lộ vẻ đặc biệt mỏi mệt nói biết rõ ở bên trong nhưng cũng không có cách nào để đi vào trần trường sinh trầm mặc một lát nói thánh nhân có mạnh khỏe không kim ngọc luật nói chưa từng gặp được cho nên không biết Tiểu Đức trên mặt toát ra vẻ cảnh giác. Trần Trường Sinh nói với hắn, "Vị trí này là Sĩ tộc tộc trưởng nói cho ta biết." Tiểu Đức hiểu được ý tứ ẩn giấu trong câu nói này, nói, "Vậy hiện tại chỉ trông chờ ở ngươi." Sĩ tộc tộc trưởng nổi tiếng mưu trí và cẩn thận, nếu như không xác định Tiểu Đức không cách nào thành công, chắc chắn sẽ không đem vị trí Bạch Đế bế quan nói cho Trần Trường Sinh biết. Trần Trường Sinh nhìn về vách đá màu đen, cảm nhận uy lực của cấm chế trận pháp, khẽ nhíu mày, muốn giải quyết mọi vấn đề khó khăn trước mắt trước tiên đều phải xác định tình hình vách đá màu đen này trần trường sinh nghĩ như vậy sĩ tộc tộc trưởng cũng nghĩ như vậy tiểu đức cũng nghĩ như vậy cho nên hắn trực tiếp rút lui khỏi thiên tuyển đại điển đã mong đợi nhiều năm tới trước vách núi màu đen bắt đầu đào bới kim ngọc luật cũng nghĩ như vậy hắn tới sớm hơn so với tiểu đức cũng đào nhanh hơn đến thời khắc này tiểu đức đã đào hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi kim ngọc luật lại đã đào bốn ngày bốn đêm trần trường sinh vừa rồi cũng chuẩn bị dùng sức mạnh để phá hủy vách núi nhằm loại bỏ cấm chế. Phương pháp tinh khiết dùng lực lượng để phá cấm chế nhìn như thô bạo thậm chí ngu ngốc, nhưng thường thường là lựa chọn chính xác nhất. Cường giả như Tiểu Đức, Kim Ngọc Luật tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Tiếc nuối chính là, bọn họ vẫn thất bại. Trần Trường Sinh không cần thiết thử một lần nữa, nhưng hắn muốn vào xem một chút. Động khẩu ở mặt ngoài vách núi màu đen, nhưng cũng không phải thẳng, mà tà tà trách về phía trước, đi đến nơi cực sâu, mới lần nữa thẳng về phía trước. Trần Trường Sinh theo Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức đi rất lâu, mới đi tới cuối. Nhìn chung quanh thành động vết cào rõ ràng mà khắc sâu, cảm thụ được khí tức cuồng bạo vẫn còn lưu lại, hắn tựa như thấy được hình ảnh chân thật phát sinh trong mấy ngày qua. Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức tiến vào trạng thái cuồng hóa, thân thể như ngọn núi điên cuồng hướng nhai thạch cứng rắn khởi sướng tiến công, trong sơn động hắc ám thỉnh thoảng xuất hiện quang ảnh sư báo khổng lồ. Rất nhanh hắn đã chú ý tới khác thường nơi thành động, phiến thạch bích phía trước nhất vô cùng bóng loáng, tựa như ngọc thạch không có bất kỳ vết rách ngay cả dơ bẩn cũng không có kim ngọc luật nói với hắn chúng ta từng đổi mấy phương hướng cũng không có biện pháp vượt qua phiến thạch bích này nói rõ vị trí này chính là trụ cột của trận pháp trần trường sinh hỏi bản thân khối thạch bích này là gì kim ngọc luật nói hẳn là tinh thạch trong truyền thuyết có sức nặng vượt qua thể tích vô số lần coi như là cường giả thần thánh lĩnh vực cũng rất khó dịch chuyển được nó nghe tên tinh thạch trần trường sinh nhớ tới bạch thạch đạo nhân từng cầm món trọng bảo kia của quốc giáo trầm mặc một lát đi ra phía trước dùng vô cấu kiếm hướng thạch bích chém vào đương một tiếng giòn vang vô cấu kiếm sáng ngời sắc bén như lúc ban đầu không hề hao tổn nhưng trên thạch bích cũng chỉ để lại một cái dấu vết rất nhạt nếu như muốn dùng vô cấu kiếm chém vỡ khối thạch bích này không biết cần bao nhiêu ngày tháng trần trường sinh có chút thất vọng nhưng không biết kim ngọc luật cùng tiểu đức thấy hình ảnh này trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi tinh thạch trừ có mật độ cùng sức nặng khó có thể tưởng tượng còn có một tính chất đặc biệt nổi danh nhất chính là cứng rắn kim ngọc luật cùng tiểu đức thử rất nhiều lần vô luận là chân thân sau khi cuồng hóa dùng móng vuốt hay pháp khí cao cấp mang theo bên người cũng không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì trên mặt ngoài tinh thạch trần trường sinh tùy ý vung kiếm ở trên thạch bích tạo thành một vệt mờ mờ thanh kiếm này sắc bén đến cỡ nào đây tiểu đức ở trong bắc binh mã ti hồ đồng từng chiến với kiếm của trần trường sinh lúc ấy cũng không cảm thấy kiếm của hắn đáng sợ như vậy chợt hiểu ra vấn đề đây là nguyên nhân kiếm đạo tu vi của trần trường sinh mấy năm qua đã tăng nhiều trần trường sinh hỏi nếu là cấm chế trận pháp hẳn là có người bày trận thạch bích trầm trọng như thế ai có thể đem nó đặt phía trên trụ cột của trận pháp đây kim ngọc luật nói hẳn là hoàng hậu nương nương vận dụng lực lượng thủy triều thôi động tinh thạch đem nơi đây phong trụ lại tiểu đức bỗng nhiên nói tinh thạch có thể hấp thu tinh huy trần trường sinh không rõ vì sao hắn bỗng nhiên nói những lời này sau một khắc mới hiểu được vẻ mặt trở nên trầm trọng tinh huy không phải là tinh quang mà là năng lượng vô hình như sợi dây vô hình nối liền tinh thần xa xôi cùng người tu đạo chân nguyên trong thân thể người tu đạo cũng là tinh huy cho dù là thánh nhân cũng không thể rời bỏ phạm trù này nếu như thạch bích này hấp thu tinh huy cuồn cuộn không dứt đây cũng đồng nghĩa nó sẽ hấp thu chân nguyên của bạch đế bạch đế cho dù cảnh giới bí hiểm không thèm để ý tinh thạch ảnh hưởng cùng quấy nhiễu nhưng dù sao hắn ở sâu trong vách đá để tĩnh tu dưỡng thương vì sao phải tăng thêm phiền toái cho mình như vậy tất cả những đầu mối này cuối cùng đều chỉ về một cái khả năng vô luận thiên tuyển đại điển hay là kết minh cùng ma tộc thì ra đều không liên quan tới yêu tộc ta mà là dã tâm của đại tây châu nếu như bệ hạ đã trở về tinh hải mà nói trong thời gian rất ngắn kim ngọc luật trở nên già nua hơn rất nhiều thanh âm cũng run rẩy lên loại khả năng này không quá lớn cường giả thần thánh lĩnh vực trở về tinh hải toàn bộ đại lục cũng sẽ sinh ra cảm ứng cũng chính là thiên cơ ban đầu thanh y khách mới vừa bỏ mình mục phu nhân ngoài tám vạn dặm đã biết được tin tức mưu hại vợ chồng biệt dạng hồng cùng vô cùng bích mục phu nhân trước đó đã bố trí hồng hà cấm chế chính là vì đạo lý này chớ đừng nói chi là thánh nhân đương đại như bạch đế nếu hắn quả thật trở về tinh hải chỉ sợ cấm chế trận pháp cường đại như thế nào cũng không cách nào ngăn cản tin tức thiên địa tất nhiên sẽ chấn động theo tiểu đức vẻ mặt ngưng trọng nói cho dù bệ hạ hiện tại không có chuyện gì tình hình có thể cũng rất nguy hiểm cùng ma quân đánh một trận bệ hạ bị thương rất nặng, hiện tại hoàng hậu nương nương lại dùng loại thủ đoạn này, chỉ sợ thương thế của bệ hạ chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại ngày càng nghiêm trọng, nếu như qua vài ngày nữa, nói không chừng thật sẽ xuất hiện cục diện xấu nhất. Nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức đều khó coi, Trần Trường Sinh so với lúc trước thì bình tĩnh hơn chút ít. Như trước lúc hắn tiến vào vách núi màu đen này đã từng suy nghĩ, Bạch Đế chết hoặc là còn sống tốt, đối với nhân tộc mà nói cũng đều là tin tức xấu, nếu như là trường hợp trước, vậy thì cho thấy nội bộ yêu tộc không còn ai có thể chế trụ dã tâm của mục phu nhân. Nếu như là trường hợp sau, nói rõ bạch đế thật cùng mục phu nhân ý nghĩ nhất trí, chí, chính là muốn kết minh cùng ma tộc, có một vị thánh nhân như vậy ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, hắn còn có thể làm gì? Hiện tại đoán bạch đế có thể bị thương nặng, bị mục phu nhân thi triển thủ đoạn giam cầm hơn nữa không ngừng tức nhược, tình hình như thế ngược lại là tốt nhất. Điều này nói rõ tương tộc tộc trưởng đêm đó giả mạo ý chỉ của Bạch Đế, trên thực tế Bạch Đế vẫn ủng hộ nhân tộc, như vậy chỉ cần cứu được hắn, mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Lúc này, ngoài động bỗng nhiên truyền đến từng tiếng hạc kêu vang vọng trí cực. Trần Trường sinh ra khỏi động, gỡ xuống tờ giấy vừa nhìn, vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bạch Hạc mang đến hai cái tin tức mới nhất. Một tin tức tốt, một tin tức xấu. Hiên viên phá đã tỉnh, biệt dạng hồng hôn mê. Nhận được lá thư này, Trần Trường sinh dặn dò Kim Ngọc Luật Tiểu Đức mấy câu, sau đó, cưỡi hạc rời đi. Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấu nghi vấn cùng bất an trong mắt của nhau. Trần Trường Sinh trước lúc rời đi nói đi làm một chuyện, làm xong sẽ trở lại, cuối cùng còn nói hy vọng chuyện kia chưa xong. Lời này rất kỳ quái, khó hiểu nổi, đến tột cùng là chuyện gì, còn trọng yếu hơn so với giúp bạch đế bệ hạ thoát khốn đây. Cự ly vách đá màu đen này hơn 10 dặm trên một ngọn núi tuyết, gió tuyết lướt nhẹ cùng bạch y hòa là một thể. Từ hữu dung đã đứng ở chỗ này một thời gian ngắn, nàng nhìn thấy Trần Trường Sinh cùng Kim Ngọc Luật Tiểu Đức tiến vào vách núi, nhìn bạch hạc đến sau đó trần trường sinh rời đi nàng mơ hồ đoán được trong bạch đế thành đã xảy ra chuyện gì tâm tình cũng có chút ít ảnh hưởng cấm chế trận pháp trong vách núi màu đen nàng đã quan sát đầy đủ thời gian tìm được phương pháp có thể phá trận nàng từ trong tay áo tay lấy ra giấy trắng gấp thành con hạc giấy sau đó buông tay để nó tự bay đi con hạc giấy theo gió tuyết mà đi rung rinh đi tới trước vách đá màu đen sau đó rơi trên mặt đất tiểu đức cảnh giác nhìn bốn phía không phát hiện bất kỳ điều gì nhặt hạc giấy lên mở ra vừa nhìn chỉ thấy trên giấy viết hai chữ chữ viết xinh đẹp hẳn là do nữ tử viết ra hai chữ này là kiếm trận từ lạc tinh sơn mạch trở lại bạch đế thành lấy tốc độ của từ hữu dung chỉ tốn một thời gian rất ngắn nàng không đi tòa tiểu viện sau miếu thiên thụ thị giả bởi vì nàng vẫn chưa muốn gặp mặt trần trường sinh cũng bởi vì trong vô thức nàng không muốn nhìn thấy hình ảnh này trở lại gian khách sạn hôm qua ở nàng chưa trở về phòng tới tiền đường gọi chút ít bánh bao đường nổi danh nhất trong khách sạn này không khí trong bạch đế thành khẩn trương hơn nữa quỷ dị trên đường không có nhiều người đi đường buôn bán của khách sạn tự nhiên cũng rất kém người rảnh rỗi tới nơi này ăn điểm tâm cũng vô cùng ít vào lúc thực khách còn muốn xuống tiệm ăn tất nhiên là chút ít người rảnh rỗi ham náo nhiệt thật náo nhiệt tự nhiên cũng dễ nói xấu từ hữu dung lúc ăn bánh bao vẫn nghe những khách nhân ở bàn kề cận đang nói xấu gần nhất náo nhiệt lớn nhất trong bạch đế thành tự nhiên chính là thiên tuyển điển cùng với ma quân trần trường sinh trước sau hiện thân về phần nhàn thoại sôi sục nhất, tự nhiên là hiên viên phá ở trước hoàng thành hét lớn câu nói kia, cũng là câu nói mà lạc lạc điện hạ tự mình thừa nhận. Không biết giáo hoàng đại nhân nghĩ thế nào, bất quá nhìn hắn không để ý vạn dặm xa xôi, ngồi hạc mà đến, còn nói câu nói kia, hắn hẳn là thích công chúa điện hạ a. À? Nghe nói nhân tộc bên kia đối với loại chuyện này rất kiêng kỵ, nhưng yêu tộc chúng ta lúc nào quan tâm tới những thứ này. Thích thì ngủ cùng nhau là được. Nghe nói giáo hoàng đại nhân cùng thánh nữ có hôn ước, nhưng yêu tộc chúng ta lúc nào quan tâm tới những thứ này đoạt tới là được thật sự đoạt không nổi thì cứ ngủ cùng nhau là được từ hữu dung vốn đã có chút không vui lúc ăn cơm nghe một bụng nhàn thoại căn bản không ăn no tâm tình càng thêm tồi tệ nếu nói đạo tâm sáng sủa bình tĩnh như nước sớm bị nàng bỏ quên ở nơi nào rồi nàng cầm một cái màn thầu một đĩa giấm tỏi liền trở về phòng nàng đơn giản rửa mặt một chút ngồi đến trước bàn hướng về phía mặt gương đồng nhìn mình trong gương bắt đầu xuất thần gương đồng không quá rõ ràng, có chút mơ hồ, nhưng dung nhan trong gương vẫn rất xinh đẹp, như loài hoa đẹp nhất, mà thế nhân có thể tưởng tượng ra được ta là sư phụ của nàng, ta nói không cho nàng gả, nàng không thể gả. Thật là một câu nói khí phách, quan hệ thầy trò thật tốt. Nàng châm chọc nghĩ tới, nàng rất rõ ràng, tiểu hắc long đối với Trần Trường Sinh, mà nói ý nghĩa chắc chắn là cả đời báo đáp ân tình, phiền toái thực sự chính là lạc lạc. Vô luận từ góc độ nào đánh giá, lạc lạc cũng là hình mẫu con gái mà nam nhân thích nhất. Chớ đừng nói chi là sự yêu thích của nàng đối với Trần Trường Sinh tinh khiết hơn nữa, không có chút yêu cầu nào như vậy. Nàng không làm được như vậy, nàng không thể thích Trần Trường Sinh hơn bản thân mình, nàng thậm chí nghĩ mãi mà không rõ tại sao có người có thể làm được điều này. Nàng chỉ biết mình muốn cùng Trần Trường Sinh, cùng vượt qua con đường tu đạo dài dòng đến ngàn năm, khiêu chiến lớn nhất sắp sửa gặp phải là cái gì. Nàng càng nghĩ càng mất hứng, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, toát ra thần thái của tiểu nữ hài chưa từng nhìn thấy ở bên ngoài nàng nhìn chính mình trong gương dầm gì nói nói người dễ nhìn như vậy người dễ nhìn nhất người là cô nương đẹp nhất thế gian này hắn cũng không phải người mù nói xong câu đó nàng bỗng nhiên giật mình cảm thấy xấu hổ ưm một tiếng ôm kín mặt tại lúc này trong gương đồng bỗng nhiên tỏa ra một tầng xương từ hữu dung vẻ mặt khẽ run lên dùng tốc độ nhanh nhất trở lại bình tĩnh trong mắt không còn buồn rầu cũng không có xấu hổ chỉ có vẻ thanh mỹ bình tĩnh Lúc này nàng chính là thánh nữ, khí chất giống như khu rừng sau cơn mưa xuân. Trong gương đồng đám sương dần dần biến hóa, ngưng tụ thành những đường nét hoặc đậm hoặc nhạt, mơ hồ có thể thấy là một gương mặt. Hình ảnh vẫn mơ hồ, không thấy rõ mặt mày, nhưng chẳng biết tại sao gương mặt này lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng tuấn mỹ, còn toát ra một loại khí chất như núi cao. Từ Hữu Dung nhìn người trong gương nói, ta đã tự mình đi xem cấm chế, nếu Bạch Đế còn sống, hẳn là có biện pháp để đi ra ngoài ít nhất có thể truyền ra chút ít tin tức. Nghe được câu này, người trong gương trầm mặc thời gian rất lâu, rất rõ ràng câu nói nhìn như tầm thường này, đối với tâm thần của hắn tạo thành một chút trùng kích. Từ Hữu Dung cũng không đặt câu hỏi, chẳng qua chỉ án tĩnh đợi chờ. Người này thở dài, cảm khái khó nói thành lời, thậm chí lộ vẻ có chút sầu não. Hắn nói, đã như vậy, vậy chúng ta giúp hắn ra đi." Từ Hữu Dung nói, ta đã chuyển lời cho Trần Trường Sinh, lấy ngộ tính của hắn, hẳn là có thể phá trận rất nhanh người kia nói nếu tình hình như thế các ngươi cần phải cẩn thận một chút từ hữu dung đột nhiên hỏi tại sao hắn nguyện ý giúp ngươi ngươi cũng không có thủ đoạn nào khác ở cục diện bây giờ ngươi có rất nhiều cơ hội để giết chết hắn người này hỏi ngược lại vậy vì sao ngươi lại nguyện ý giúp ta từ hữu dung nói đại cục làm trọng người này bình tĩnh nói cũng là đạo lý giống như vậy cho nên không phải hắn đang giúp ta cũng không phải ta đang quan tâm hắn giết chết hắn sau này còn có rất nhiều cơ hội từ Hữu Dung cuối cùng hỏi, "Biệt tiên sinh bên kia, thật sự không có biện pháp sao?" Người này suy nghĩ một chút, nói, "Nếu như nghiệt đồ này không chữa khỏi được, vậy thì không còn cách nào. Nếu nói đại cục, dĩ nhiên là chỉ nhân tộc sinh tồn, sinh sôi không ngừng trên phiến đại lục này như thế nào." Từ Hữu Dung muốn suy nghĩ vấn đề này, người trong gương đồng cũng muốn suy nghĩ vấn đề này, Trần Trường Sinh làm nhân tộc giáo hoàng đương đại, dĩ nhiên càng cần phải quan tâm tới vấn đề này, mặc dù hắn cho là mình không có năng lực như thế. Có rất nhiều chuyện hắn không có năng lực giải quyết, cho dù là y đạo mà hắn am hiểu nhất, ở một vài thời khắc thoạt nhìn cũng không dùng được. Bạch Hạc xuyên qua đại thụ trong Miếu Thiên Thụ thị giả, rơi vào trong tiểu viện phong cảnh đổ nát. Hiên Viên phá sắc mặt tái nhợt, cánh tay phải uể oải vô lực buông thõng, thấy Trần Trường Sinh, cực kỳ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Trần Trường Sinh tiến lên ôm hắn, trên tấm lưng dày của hắn dùng sức vỗ ba cái, không cần nhiều lời nữa, đi vào trong nhà biệt dạng hồng tựa vào trên tường, nhắm mắt, sắc mặt như thường, tựa như đang ngủ say. Trần Trường Sinh trầm mặc không nói đi tới trước người hắn, từ trên ngón tay gỡ xuống kim châm, lần nữa trị liệu cho hắn. Đều nói Chu Sa Đan của hắn có thể sinh bạch cốt hoạt tử nhân, nhưng thật ra chẳng qua là tin đồn khoa trương mà thôi, Chu Sa Đan ẩn chứa thánh huyết, chỉ có thể cứu trị ngoại thương như mất máu gãy xương rách bụng mà thôi. Thương thế của biệt dạng hồng là do hai gã thiên sứ đến từ Thánh Quang, đại lục gây ra, toàn bộ thần hồn cùng thân thể đã gặp phải thương tổn không cách nào nghịch chuyển, căn bản không cách nào trị lành. Không biết qua thời gian bao lâu, Trần Trường Sinh đạo y đã bị mồ hôi ướt nhẹp, cũng may sau khi được Thiên Hải Thánh Hậu trùng tạo kinh mạch, đã không có mùi thơm lạ lùng làm cho toàn bộ thế giới điên cuồng nữa. Biệt dạng hồng chậm rãi mở mắt, rốt cục tỉnh lại. Trần Trường Sinh ở sâu trong ánh mắt của hắn lần nữa thấy vệt ảm đảm, mang theo khí tức màu xám. Đạo khí tức kia vô cùng đạm, giống như cánh đồng tuyết rơi xuống tuyết mới, khe núi rơi xuống hạt mưa, nếu không phải người giống hắn có thần thức cực mạnh, căn bản không cách nào phát hiện ra. Đạo khí tức này chính là tự ý, đã qua hai ngày, mục phu nhân hẳn là đã từ một vài chi tiết phát hiện biệt dạng hồng, cùng vô cùng bích còn sống, đang ở trong tiểu viện nơi này. Nhưng nghĩ đến nàng sẽ không xuất thủ với biệt dạng hồng cùng vô cùng bích, bởi vì Trần Trường Sinh đã đến, hơn nữa vết rách trong nội bộ yêu tộc đã rất sâu đậm. Trừ phi nàng thật sự nổi điên, không thèm để ý ngọn lửa đang cháy trong nội bộ yêu tộc đem nàng đốt thành cho bụi gió sông phát động lá cây trong miếu thiên thụ thị giả phát ra thanh âm xa xa sau đó rơi vào trong tiểu viện an tĩnh nghe vô cùng chân thiết thời khắc an tĩnh như thế vô cùng thích hợp để nói chuyện phiếm hoặc là nói dặn dò một ít chuyện nhất là lúc này biệt dạng hồng không biết đã dùng thủ đoạn gì để cho vô cùng bích tiến vào mộng đẹp trần trường sinh hỏi tiền bối ngài có gì muốn lưu lại hay muốn chúng ta làm chuyện gì cần chúng ta làm hay không biệt dạng hồng nói dĩ vãng ta cho là sẽ lưu lại huyết mạch đời sau hiện tại nếu đã không còn, cũng không cần nói đến chuyện này nữa. Nói những lời này, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, giọng nói cũng rất bằng phẳng, nhưng không ai không nhận ra vẻ trầm thống ẩn chứa bên trong. Một đời cường giả trên đại lục, trước lúc lâm chung không có người nào đưa tiễn, lại còn chứng kiến cái chết của con mình, cho dù là ai cũng rất khó thừa, nhận. Trần Trường Sinh nói, lưu lại chút ít trải qua của ngài cho thế nhân cũng tốt. Rất nhiều người đều biết, biệt dạng hồng là một gã thư sinh xuất thân từ Tây Lăng Vạn Thọ Các, nhưng cuộc sống quá khứ lịch trình tu đạo của hắn thủy chung là bí mật thế nhân rốt cuộc muốn biết quá khứ gì của ta biệt dạng hồng nhìn thoáng qua vô cùng bích cảm khái nói đại khái là vì sao lại kết hôn với nàng ư trần trường sinh suy nghĩ một chút rất thành thực nói quả thật rất nhiều người nghĩ mãi vẫn không rõ mặc dù chưa từng có ai dám nhắc chuyện này trước mặt vợ chồng ta nhưng ta biết trên thế gian bao nhiêu tử quán khách sạn đều đang bàn tán chuyện này thậm chí có chút ít tiên sinh kể chuyện đã giúp chúng ta vẽ ra rất nhiều câu chuyện cổ quái ly kỳ thay ta thiết tưởng rất nhiều tình cảnh trong câu chuyện này hoàn cảnh thật là bi đát chính là ta nghe cũng rất thương cảm biệt dạng hồng mỉm cười tiếp tục nói đều là giả dối sống làm gì có nhiều chuyện bất đắc dĩ đến như thế chớ đừng nói chi là người giống như ta trần trường sinh nghĩ thầm đúng là đạo lý này một vị cường giả thần thánh lĩnh vực có lực lượng cùng quyền thế khó có thể tưởng tượng cùng đế vương cũng không có quá nhiều khác biệt làm sao có thể vì một vài chuyện bất đắc dĩ mà ẩn nhẫn nhiều năm như vậy biệt dạng hồng nói câu chuyện này đơn giản hơn các ngươi tưởng tượng quá nhiều ta khi còn bé nhà nghèo được tiên sư chứa chấp nuôi dưỡng thành người ta cùng với sư muội cùng nhau lớn lên nàng kính ta yêu ta chưa từng có điểm gì làm cho ta không vui ta tự nhiên cũng yêu nàng thương nàng đợi đến tuổi lớn một chút tự nhiên cũng cưới nàng trần trường sinh không nghĩ tới chuyện xưa này lại thật sự đơn giản như vậy biệt dạng hồng nói tiếp mặc dù lúc ta cưới nàng nàng quả thật không phải dạng kia nhưng cẩn thận nghĩ đến đây không phải lỗi của ta hay sao trần trường sinh nói nếu quả thật là như thế tiền bối ngày ái hộ nàng như thế quả chẳng khác nào tiếp tay làm ác biệt dạng hồng nói cho nên nói ta không phải quân tử cũng không phải người tốt trần trường sinh vẫn còn chưa tiếp nhận được nói ta vẫn cảm thấy chuyện này không đúng biệt dạng hồng nhìn hắn nói nếu như vợ của ngươi đối xử với ngươi rất tốt nhưng tính tình cực tồi tệ lại còn là kẻ đại gian đại ác ngươi sẽ làm sao đây vấn đề này nhìn như rất dễ trả lời nhưng nghĩ sâu xa lại cực kỳ phức tạp trần trường sinh trước kia chưa từng nghĩ tới chuyện này tự nhiên không biết đáp án vô cùng bích lúc này tỉnh lại nghe được những lời này tự nhiên cho là biệt dạng hồng đang nói mình nàng nhất thời tức giận mắng ta chỉ giết mấy tên phế vật bất kính với trưởng bối mà thôi chẳng lẽ như vậy là đại gian đại ác ngươi đúng là kẻ không có lương tâm trong tiểu viện an tĩnh nhất thời bị đánh phá tất cả đều trở nên hỗn loạn biệt dạng hồng không giải thích điều gì nhìn nàng vô cùng thật tình rồi lại vô cùng ôn nhu nói sau này đừng làm chuyện như vậy có được hay không giống như ngày hôm trước vô cùng bích lần nữa cảm thấy nội tâm hốt hoảng lúng ta lúng túng nói ta không phải đã hứa với ngươi rồi ư nhắc lại chuyện này để làm gì biệt dạng hồng nhìn nàng mỉm cười nói sư muội thật xin lỗi vì không thể giúp ngươi được nữa vô cùng bích càng thêm kinh hoàng đưa tay nắm chặt quần áo của hắn nói ngươi đang nói linh tinh gì đó biệt dạng hồng thở dài nói ta không nói linh tinh vô cùng bích sắc mặt trở nên trắng bệch bởi vì khẩn trương mà lưỡi thắt lại nói chuyện trở nên ngắt quãng vậy ngươi cũng không thể nói mò biệt dạng hồng nói ta không nói mò vô cùng bích hoảng sợ trí cực hô ta không cho phép ngươi đi nếu không nếu không ta sẽ đi chém nốt cánh tay còn lại của quan bạch nếu không ta sẽ gia nhập vào ma tộc ta từng muốn mời giáo hoàng đại nhân mang ta đi chỉ để lại phong thư cho ngươi nhưng ta biết ngươi khẳng định vẫn có thể đoán được ta đã chết vậy còn không bằng nói rõ biệt dạng hồng thương tiếc vuốt ve mặt nàng nói, bởi vì ngươi biết ta không thể không nhớ ngươi. Hiên viên phá đứng bên cạnh cửa, càng không ngừng dùng tay áo lau nước mắt, nhưng lau như thế nào cũng không sạch sẽ. Hắn không hiểu rõ những lời này cho lắm, nhưng cảm thấy nghe những lời này của tiền bối lòng rất chua sót. Có thể phiền toái ngươi đi mua mấy cái bánh bao hay không? Biệt dạng hồng nhìn hắn có chút ngượng ngùng nói, ta muốn ăn loại bánh nhân thịt kia. Hiên viên phá ngây người, vội vàng chạy đi ra bên ngoài sân nhỏ, căn bản không để ý tới mình cũng trọng thương mới khỏi, còn rất yếu ớt ở trong sương sớm cùng hơi nước hắn hướng quán bánh bao chạy đi, sinh ra tràn đầy hối hận, nghĩ thầm làm sao mấy hôm trước lại không nhìn ra tiền bối muốn bánh bao thịt chứ. Hiên viên phá bưng một thế bánh bao đầy đủ được hơn 10 tên giáo sĩ, và cao thủ hùng tộc hộ tống trở lại tiểu viện. Thế bánh bao vẫn nóng hổi, nếu như xé vỏ bánh bao nóng sốt này, có thể ngửi thấy được mùi thơm của thịt bò cùng hành thái còn có hồng du. Đáng tiếc đã chậm một chút. Biệt dạng hồng nhắm mắt, đã không, còn khí tức hiên viên phá cứng lại, trong ngực thế trưng bốc hơi nóng, hướng thiên không âm u lan tỏa, cũng rơi vào trên mặt của hắn, có chút nóng, có chút ướt. Trần Trường Sinh trầm mặc cúi đầu, ngón tay rơi ở bên người khẽ run lên, kiếm trong vỏ khẽ chấn động theo. Hiên viên phá quỷ gối trước người biệt dạng hồng, đem thế bánh bao gác qua phía trước, sau đó cung kính dập đầu mấy cái vang thành tiếng, nước mắt càng không ngừng chảy. Vô cùng bích không để ý chung quanh, nàng kinh ngạc nhìn biệt dạng hồng ánh mắt dần dần tan rã thân thể lung lay muốn ngã đương 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 trong miếu thiên thụ thị giả vang lên tiếng chuông vô cùng bích giật mình vành mắt dần dần đỏ đôi môi khẽ run rốt cục hiểu được đã xảy ra chuyện gì trong tiểu viện vang lên một đạo tiếng khóc thê lương trần trường sinh đi tới ngoài viện nghe trong miếu thiên thụ thị giả truyền đến tiếng chuông nhớ lại cái đêm năm đó trước khi mai lý xa đại chủ giáo lâm trung đêm hôm đó trong kinh đô cũng có tiếng chuông tiếng chuông thật là tần số báo hiệu về nhà ư. Tinh hải thật sự là cố hương của tất cả thần hồn hay sao? Vô luận cao quý hay là đê tiện, tốt đẹp hoặc là xấu xí. Tựa như tiếng khóc. Vô luận khó nghe như thế nào, cũng làm người ta bi thương như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi biệt dạng hồng chết, vô cùng bích trở nên xinh si ngốc ngơ ngác. Nàng tóc tai bù xù ngồi dựa vào tường, đem di thể biệt dạng hồng ôm vào trong ngực, không cho phép bất luận kẻ nào nhích tới gần, lại càng không có chút cử động trần trường sinh cùng hiên viên phá đứng ở cửa nhìn hình ảnh này không biết nên làm như thế nào biệt dạng hồng cùng vô cùng bích đều là cường giả thần thánh lĩnh vực có thể nói là một đôi vợ chồng nổi danh nhất đại lục toàn bộ đại lục đều biết đôi vợ chồng này tình cảm rất tốt nhưng toàn bộ đại lục cũng không biết vì sao tình cảm của bọn hắn lại tốt như vậy chính xác hơn là toàn bộ đại lục không hiểu tại sao biệt dạng hồng lại đối xử tốt với vô cùng bích như vậy thiên hải thánh hậu năm đó không hiểu vương phá cũng không hiểu được bởi vì nghĩ mãi mà không rõ cho nên bọn họ cùng với thế nhân đều có chút ít bất bình thay cho biệt dạng hồng. Trước khi lâm chung, biệt dạng hồng kể một câu chuyện xưa rất đơn giản cho Trần Trường Sinh, nhưng Trần Trường Sinh vẫn không cách nào hiểu được. Hắn biết thích là một loại cảm giác như thế nào. Hắn rất thích từ hữu dung, nhưng vô luận ở Chu Viên hay là trong gió tuyết nại hà kiều hay hoặc giả là hoàng hôn ở thánh nữ phong, khi đã thích từ hữu dung đến mức trừ nàng trong lòng ra không còn phong cảnh khác, hắn vẫn không cách nào hiểu chuyện này. Nếu như vợ của ngươi đối xử với ngươi vô cùng tốt, nhưng tính tình cực xấu, lại là kẻ đại gian đại ác, ngươi sẽ làm sao? Hắn đang nhớ lại câu hỏi của biệt dạng hồng. Nếu như Từ Hữu Dung là một kẻ đại gian đại ác, hắn nên làm gì bây giờ? Hắn không biết. Hắn nhìn về trong nhà, vô cùng bích xóa tóc trên người, tóc đen đã biến thành sám trắng, vẻ mặt cực kỳ tang bại tuyệt vọng. Nhìn hình ảnh này, Trần Trường Sinh có chút thương hại, lại có chút không thoải mái, tóm lại tâm tình có chút phức tạp. Hiên Viên Phá là một người rất đơn giản, sẽ không nghĩ những chuyện quá phức tạp ban đầu vô cùng bích muốn tiêu diệt quốc giáo học viện hắn là người gần với cái chết nhất hắn dĩ nhiên không thích đạo cô này hắn cùng với biệt dạng hồng trung đụng thời gian rất ngắn nhưng hắn vô cùng bội phục biệt dạng hồng muốn tới thân cận muốn coi đối phương như sư phụ của mình nhưng hắn sẽ không cải biến thái độ đối với vô cùng bích ngược lại càng ghét cay ghét đắng vô cùng bích nhất là sau khi nhìn thấy những cuộc cãi vã của họ hắn càng thích biệt dạng hồng lại càng ghét vô cùng bích càng tốt đẹp càng xấu xí vị trí quả nhiên là tương đối thế gian vạn vật cùng với tình cảm cũng là tương đối vô cùng bích ngẩng đầu nhìn hiên viên phá nhìn cảm xúc trong ánh mắt hắn hỏi ngươi rất hận ta ư hiên viên phá trầm mặc một lát nói đúng vậy bởi vì ta không rõ tại sao ngươi còn sống hắn lại phải chết chuyện này thật không công bình vô cùng bích vẻ mặt hờ hững nói người tốt không sống được lâu kẻ xấu lại sống ngàn năm chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý này ư hiên viên phá không biết nên trả lời ra sao càng thêm buồn bực Trần Trường Sinh lắc đầu, vô cùng bích thần sắc đầy đùa cợt, nói, có phải các người rất muốn biết tại sao hắn đối xử với ta tốt như vậy hay không? Hiên viên phá tầm mắt từ bánh bao vẫn tỏa hơi nóng chuyển qua trên mặt biệt dạng hồng, nghĩ tới làm sao mới có thể đem di thể tiền bối đoạt khỏi tay người điên này, căn bản không để ý tới nàng, Trần Trường Sinh cũng không nói gì. Vô cùng bích cười lạnh nói, đây là một câu chuyện rất xưa, nếu như các ngươi không cầu ta, ta không có tinh thần đi hồi tưởng lại đâu. Biệt tiên sinh đã nói với chúng ta rồi, trong lúc ngươi ngủ vừa rồi." Trần Trường Sinh dừng lại một lát, nói, "Nếu như ngươi muốn bổ sung điều gì, xin cứ tự nhiên." Hắn được phụ thân ta cứu từ bách tử phô, lúc ấy hắn gầy như con khỉ, đói khát vô cùng, cổ họng lại bị lão khất cái làm thương tổn, ta đem món súp mình thích ăn nhất bưng lên, hắn cũng không nuốt nổi, bộ dáng vừa tham lam vừa thống khổ lúc ấy làm ta không thể nào quên, cuối cùng ta đem thế bánh bao này xé rách, đem nước thịt bên trong gạn vào trong chén, từ từ đút cho hắn mới cứu được mạng của hắn. Vô cùng bích vẻ mặt trở nên có chút cô đơn, nói, sau đó hắn nói cho ta biết, lúc ấy hắn đã ở trong lòng hướng về phía chén nước thịt kia phát ra lời thề, cả đời này đều sẽ tốt với ta, vô luận ta làm chuyện gì cũng sẽ không trách ta, gặp bất kỳ nguy hiểm nào cũng sẽ bảo vệ ta. Trần, sinh trầm mặc một lát, nói, ta nghĩ hắn đã làm được. Không sai, quả thật hắn đã làm được, ta đối xử với hắn không bằng một phần trăm những thứ hắn hồi báo ta. Ta biết không có ai yêu thích ta, ta biết thậm chí hắn sẽ đem trách nhiệm ôm đến trên người của hắn. Hắn nói khi đó hắn ở ủng Lam Quan Mai danh ẩn tích bế quan 70 mươi mấy năm, rất ít về nhà, không thể gặp mặt phụ thân ta lần cuối. Thời điểm ta sanh non cũng không tới chăm sóc ta, cho nên tính tình của ta mới có thể đại biến. Vô cùng bích thanh âm bỗng nhiên có thêm rất nhiều oán hận, nhưng vậy thì như thế nào? Hắn nói muốn theo ta cả đời, hiện tại không phải hắn đã đi trước rồi sao? Hiên viên phá không rõ những lời này, nghĩ thầm tiền bối đã chết, cũng không phải là bỏ rơi ngươi, chẳng lẽ điều này cũng đáng bị oán giận ư?" Trần Trường Sinh hiểu được, nói, "Nhưng trước khi đi hắn vẫn không yên lòng về ngươi, cho nên hắn mới nói những lời đó, muốn ta sửa đổi, muốn ta nghe lời ngươi nói." Vô Cùng Bích nhìn hắn cười lạnh nói, "Chẳng lẽ ngươi thật sự cho là ta sẽ bị những chuyện cũ này làm cho cảm động, do đó hoàn toàn tỉnh ngộ." Hiên Viên Phá nghe lời này rất căm tức, Trần Trường Sinh cũng không biết nói gì, không cách nào biết rõ vị đạo cô này đến tột cùng muốn làm gì. Vô Cùng Bích đem biệt dạng hồng đặt xuống, từ thế lấy ra một cái bánh bao bắt đầu ăn. Thịt bò hành thái trong bánh bao có rất nhiều hồng du, mặc dù đã không còn nóng hổi, nhưng còn chưa đông cứng lại. Hai vệt hồng du theo khóe môi của nàng trôi rơi xuống phía dưới, giống như là máu, nhìn có chút tức cười, có chút ghê tởm, có chút kinh khủng. Vô Cùng Bích cúi đầu, Trần Trường Sinh cùng Hiên Viên Phá cũng không nhìn thấy, trong mắt của nàng dần dần sinh ra rất nhiều cảm xúc thô bạo. Trần Trường Sinh lúc này còn đang suy nghĩ chuyện nàng vừa nói biệt dạng hồng đối với nàng cùng với gia đình thiệt thòi thiếu sót, hẳn là chân thật, chẳng qua vì sao biệt dạng hồng không nói gì. Rất nhanh hắn đã hiểu được đạo lý và tình ý ẩn bên trong, không khỏi có chút ngơ ngẩn. Vô cùng bích cho rằng biệt dạng hồng sẽ nói ra những chuyện kia, cho thấy hắn quả thật có thua thiệt đối với nàng cùng gia đình, do đó để cho thế nhân tha thứ cho nàng chút ít. Nhưng nàng không rõ, nếu như biệt dạng hồng thật sự làm như vậy, quan cảm của thế nhân đối với nàng sẽ càng thêm tồi tệ. Vô luận là ân cứu mạng ban đầu hay những chuyện về sao, cũng sẽ cho người ta cảm thấy nàng là làm ơn đòi báo đáp biệt dạng hồng xử lý tốt hơn hắn căn bản không nói những chuyện này chẳng qua là nói một câu chuyện vô cùng đơn giản hắn thích nàng nàng là thê tử của hắn hắn nên bảo vệ cho nàng như vậy sau khi hắn rời khỏi thế giới này nàng còn có thể dùng thân phận là vợ của hắn có được chút tôn trọng cuộc sống nói vậy sẽ khá giả hơn một chút thời khắc sắp tử vong biệt dạng hồng vẫn nghĩ làm cho nàng sống tốt hơn chút ít như thế nào hơn nữa còn làm rất nhiều chuyện đây dĩ nhiên chính là tình ý để cho trần trường sinh có chút ngơ ngẩn hắn mơ hồ có chút hiểu quan hệ giữa biệt dạng hồng cùng vô cùng bích vẫn có liên quan đến vấn đề kia nàng thích hắn nàng đối xử tốt với hắn hắn cũng thích nàng ít nhất là trước kia đã rất thích nàng như vậy có thể làm sao đây đại nghĩa diệt thân tô ly không thể giết chết vị công chúa ma tộc kia biệt dạng hồng có thể làm sao vô cùng bích bây giờ cho dù toàn bộ thế giới đều phải hủy diệt lại có thể làm sao đây vô cùng bích ăn xong bánh bao, ngừng đầu nhìn Trần Trường Sinh cùng hiên viên phá, nói một câu. Các ngươi đều nói ta là người xấu, ta sẽ tiếp tục làm người xấu, các ngươi có thể làm gì được ta chứ? Lúc nói những lời này, trên mặt của nàng không có bất kỳ thần sắc, nhưng trong đôi mắt lại ngập tràn đùa cợt cùng khinh miệt. Hiên viên phá trầm mặc, Trần Trường Sinh cũng trầm mặc. Vô cùng bích bỗng nhiên tức giận, lớn tiếng quát lên, chẳng lẽ các ngươi không sợ thương thế của ta ổn định, ta sẽ chém nốt cánh tay còn lại của quan bạch hay sao? Trần Trường Sinh vẫn trầm mặc không nói, Hiên Viên Phá cảm thấy khó tin nói, người người này tại sao có thể ác độc đến như vậy? Vô Cùng Bích rất hài lòng với phản ứng của hắn, nói, cho dù ta có ác hơn nữa, hắn vẫn thích ta, không được sao? Nói xong câu đó, nàng đắc ý nở nụ cười. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng tái nhợt vô cùng, hồng du vương trên miệng nhìn tựa như máu đen, trông tàn nhẫn đáng sợ đến dị thường. Trần Trường, sinh quan sát ánh mắt của nàng, mơ hồ đoán được nàng muốn làm gì, Đột nhiên cảm giác tâm tình u ám, đứng dậy đi ra ngoài phòng. Nhìn bóng lưng của hắn, trên mặt vô cùng bích toát ra thần sắc kinh ngạc, quát lên, làm sao ngươi lại đi rồi? Hiên Viên Phá nhìn hồng du trên khóe miệng nàng bởi vì nói chuyện mà nhỏ xuống, cảm thấy có chút căm tức, xoay người cầm hai tờ giấy đưa tới trước người của nàng. Vô cùng bích không nhận lấy giấy, mà nhìn vào mắt của hắn, hỏi, tất cả bánh bao thịt đều có nhiều dầu mỡ như vậy ư? Vô luận là bản thân vấn đề này hay là thần thái của nàng, cũng lộ vẻ rất điên cuồng. Hiên Viên Phá nghĩ tới quả thật nàng cũng rất thảm, đè nén tâm tình nói, đó là dùng mỡ bò xào ớt, chỉ có như vậy mới thơm ngon. Người biết rõ bánh bao thịt rất ngon, vậy tại sao lại chỉ cho chúng ta ăn màn thầu? Vô Cùng Bích Thanh âm bỗng nhiên trở nên bén nhọn, giống như nổi điên, hướng về phía Hiên Viên Phá khóc hô lên, hắn cũng đã sắp chết rồi, người cho hắn ăn một miếng bánh bao thịt thì có sao chứ? Hiên Viên Phá trầm mặc không nói, không cảm thấy nàng đang nổi điên, mà là hắn cũng rất hối hận về chuyện này. Mấy ngày qua hắn mua cho biệt dạng hồng cùng vô cùng bích đều là màn thầu chay, chính mình thì ăn bánh bao thịt. Không phải là không đủ tiền mua, mà là hắn nghĩ bọn hắn bị trọng thương, nên ăn đồ ăn nhẹ nhàng một chút. Nhưng biệt dạng hồng cuối cùng vẫn chết, đã như vậy, sao không thống thống khoái khoái ăn mấy cái bánh bao thịt chứ? Vô cùng bích bỗng nhiên tỉnh táo, mặt không chút thay đổi nhìn hắn nói, ngươi chết đi. Ba một tiếng vang nhỏ. Vô cùng bích giơ tay trái lên, vươn ngón trỏ đâm về phía hiên viên phá. Nàng cụt tay trọng thương, vô cùng suy yếu, mặc dù Hiên Viên Phá cũng bị thương, nhưng ít ra hành động tự nhiên, theo đạo lý mà nói, có thể tránh thoát được một chỉ này. Nhưng một chỉ này phảng phất có ma lực nào đó, căn bản không để ý phản ứng trong vô thức của Hiên Viên Phá, cứ như vậy hời hợt, lại cực kỳ chính xác rơi vào mi tâm của hắn. Vô cùng bích thi triển một chỉ này tựa hồ đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, thậm chí mơ hồ trở nên trong suốt. Hiên Viên Phá phát ra một tiếng chu thấp đầy thống khổ cả người kịch liệt run rẩy, thân thể trở nên to lớn, y phục băng liệt, lông màu đen từ trong khe hở đâm ra ngoài. Hắn bị một chỉ của vô cùng bích trong nháy mắt ép tới cùng hóa. Nhưng hắn vẫn không có biện pháp thoát khỏi ngón tay của vô cùng bích, thậm chí ngay cả động tác đơn giản như quay đầu đều không thể làm được. Ngón tay vẫn lẳng lặng dừng ở mi tâm của hắn, giống như dính chặt lên đó. Hiên viên phá vốn rất khôi ngô cao lớn, cuồng hóa xong trở thành một tòa núi nhỏ, mi tâm vẫn không thể rời xa ngón tay của vô cùng bích cũng không cách nào giữ vững tư thế lúc trước nữa, té xuống phía trước, nhưng hắn không té trên mặt đất ngược lại lại bay lên, nhìn qua tựa như túi da rót đầy nhiệt khí, mà ngón tay của vô cùng bích tựa như sợi dây buộc chặt lấy cái túi da này. Trần Trường Sinh nghe được động tĩnh, xoay người xông vào trong nhà, liền thấy được hình ảnh quỷ dị này. Một chỉ của vô cùng bích để cho hắn rất tự nhiên nhớ lại một chỉ của Biệt Dạng Hồng, ngày hôm qua, Biệt Dạng Hồng dùng ngón tay đem kinh nghiệm cuộc chiến thần thánh cùng với rất nhiều trí tuệ tương quan đến vấn đề tu hành rót vào trong thức hải của hắn. Vô Cùng Bích lúc này tựa như đang làm chuyện tương tự, nhưng lại có bất đồng rõ ràng, bởi vì hắn cảm giác được uy áp của thần thành khí tức, còn có chân nguyên kích động dị thường kinh khủng. Hàn phong gào thét xuyên qua, phất động áo của biệt dạng hồng, cuộn lên chút ít vụn tinh thạch trên sàn nhà cùng với mảnh nhỏ của mộc tháp, không ngừng đảo quanh vòng quanh thân thể của Vô Cùng Bích cùng hiên viên phá. Ở trong thời gian vô cùng ngắn, Vô Cùng Bích đã gầy đi mấy phần, già nu thêm mấy trăm năm tóc của nàng ẩn hiện vết xương, sắc mặt càng thêm tái nhợt sau đó mỏng dần, trong suốt tựa như có thể thấy được da thịt cùng xương cốt bên trong. Trên thực tế không cách nào thấy được điều đó, ở trong đó đều là ánh sáng tinh khiết mà thần thánh. Ánh mắt của nàng trở nên cuồng nhiệt trí cực, tràn đầy ý vị điên cuồng, nhìn hiên viên phá lớn tiếng quát lên, nếu như người vận khí không tốt vậy thì hãy chết đi. Theo tiếng quát trói tay này, ánh sáng tinh khiết mà thần thánh xuyên thấu ra của nàng, biến thành vô số mảnh vụn màu vàng tiến vào thân thể của hiên viên phá hiên viên phá lần nữa run rẩy lên, cánh tay phải héo rút không ngừng bẻ gầy sau đó được chữa trị, phát ra thanh âm ba ba, làm người ta không đành lòng nghe tiếp. Vẻ mặt lại càng thống khổ tới cực điểm. Trần Trường Sinh cảm thấy cực độ nguy hiểm, nhưng trong tình thế như thế hắn không dám làm gì, chỉ có thể khẩn trương chờ đợi. Không biết qua thời gian bao lâu, vô cùng bích thu ngón tay về. Hiên viên phá nặng nề rơi xuống sàn nhà, tạo thành mấy vết nứt sâu đậm, bắn ra vô số huyết thủy, sau đó hôn mê. Trần Trường Sinh xông qua ngó nhìn thương thế của hắn, hướng về phía vô cùng bích căm tức hô, ngươi điên rồi sao? Hắn không biết nàng đã đem cái gì truyền cho hiên viên phá, nhưng rõ ràng so với thủ đoạn của biệt dạng hồng, ngày hôm qua thì nguy hiểm hơn vô số lần. Thay lời khác mà nói, nàng nói muốn hiên viên phá chết đi, thật sự không phải là nói dối. Trần Trường Sinh lại càng rõ ràng, nàng mới vừa nói những lời đó vốn chính là muốn chọc giận chính mình, làm cho mình động thủ giết nàng. Tỉ như nàng diễu cợt nói hoàn toàn tỉnh ngộ, tỉ như nàng nói muốn đi chém đứt cánh tay còn lại của quan bạch nàng thật sự điên rồi nhưng cho dù muốn chết vì sao nàng lại muốn dùng phương pháp như vậy vô cùng bích kinh ngạc ngồi dựa vào tường bỗng nhiên thê thanh hô hắn đã đi ta cũng không muốn sống nữa nhưng ta ta sợ chết ta thật sự sợ chết sau đó nàng khó nhọc quay đầu đi nhìn biệt dạng hồng cũng sớm đã không còn khí tức thanh âm khẽ run nói nhưng ta vẫn muốn ở cùng với hắn nói xong câu đó nàng lại bắt đầu rơi lệ khóc thời gian rất lâu cho đến biến thành nức nở, cuối cùng không còn bất kỳ thanh âm gì nữa. Trần Trường Sinh thân thể có chút cứng ngắc, đưa ngón tay đến dưới mũi nàng. Vô cùng bích nhắm mắt, cùng nam nhân của nàng dựa vào nhau, đã chết. Trần Trường Sinh thu tay lại, nhìn về ngoài viện. Trong viện vô cùng an tĩnh, hắn đột nhiên cảm giác có chút bất lực. Biệt dạng hồng đã chết, vô cùng bích cũng đã chết, chết ở trong bạch đế thành cách xa cố hương tám vạn dặm. Thần hồn của bọn hắn sẽ trở về tinh hải, sẽ không trở về tây lăng vạn thọ các, như vậy chôn cất ở nơi nào cũng không phải là chuyện quan trọng nữa. Trong tiểu viện có một cái hố sâu, hẳn là trừ tô từ dưới đất lao ra tạo thành, theo địa sông âm phong tu bổ, phía dưới đã được nham thạch lấp đầy, chỉ còn lại có một cái hố sâu hai thước. Trần Trường Sinh đem di thể biệt dạng hồng cùng vô cùng bích đưa vào trong hố, không đợi hắn lấp đất, có gió mát từ miếu thiên thụ rơi xuống, trong hố chỉ còn lại hai mảnh cát sỏi màu vàng. Năm đó lúc Chu Lạc chết, hắn từng thấy hình ảnh tương tự, biết đây là dấu vết cường giả thần thánh lĩnh vực đặc biệt sở hữu cho nên không có kinh ngạc chẳng qua là nhìn màu vàng cát sỏi trên mặt hố hắn nhớ tới một chuyện khác cho đến hiện tại rất nhiều người đều cho là thiên hải thánh hậu được hắn chôn cất ở chỗ sâu nhất của quốc giáo học viện trên thực tế lại là ở bách thảo viên hắn có chút không rõ vì sao sau khi thiên hải thánh hậu chết di hài không giống các cường giả thần khác thánh lĩnh vực khác biến thành cát vàng tinh khiết nhất mà là vẫn duy trì nguyên trạng chẳng lẽ đây chính là khác biệt giữa thần ẩn cảnh giới cùng tòng thánh cảnh giới ư hắn không suy tư nhiều nữa phất phất ống tay áo đem sỏi trắng trong đình viện trấn vào trong hố nhìn cát sỏi màu vàng dần biến mất hắn ở trong lòng lặng yên suy nghĩ mấy cái tên trừ tô mục phu nhân hắc bào thánh quang đại lục toàn bộ đại lục đều cảm ứng được hai vị cường giả thần thánh lĩnh vực tử vong thiên địa pháp lý đồng cảm điểm báo cũng hiện ra trong vân mộ phía đông xa xôi sinh ra rất nhiều vòng khí xoáy nước suối trước tòa cô phong kia đột nhiên sôi sục một con dị thú một sừng đang uống nước bên khe suối ngẩng đầu lên nhìn về phương xa trong tròng mắt thánh khiết xuất hiện vẻ cô đơn hồng hà không còn gợn sóng bình tĩnh trong như gương lộ vẻ cực kỳ yêu dị sâu trong đáy nước chuyển đến tiếng gầm trầm thấp của vu kinh tựa như đang ai oán điều gì tây hoang đạo điện đại chủ giáo biết ẩn tình trong chuyện này nhìn phiến mây đen u ám phía trên tiểu viện mặt lộ vẻ thương cảm sau mây đen xuất hiện hai đạo cầu vòng song song từ bạch đế thành vươn ra vượt qua mặt sông rộng rãi đưa về phía dãy núi xa xôi thậm chí là chỗ xa hơn cho đến lúc này yêu tộc thừa tướng cùng hùng tộc tộc trưởng sĩ tộc tộc trưởng đám người mới biết được chuyện gì khiếp sợ tới trí cực không biết nên nói như thế nào phía ngoài hẻm các giáo sĩ cùng người tu đạo cùng với số lượng càng nhiều chiến sĩ yêu tộc cảm giác được ý vị trong hai đạo cầu vòng này vội vàng quỳ dạp xuống đất trong đám người quốc giáo tín đồ bắt đầu dưới sự hướng dẫn của đại chủ giáo bắt đầu tụng đọc đạo điển thành kính cộng thêm kính sợ. Trần Trường Sinh chưa trở về Tây Hoang Đại Đạo Điện, lưu tại trong tiểu viện, bởi vì hiên viên phá còn chưa tỉnh. Hơn nữa hắn có một số chuyện cần suy nghĩ một chút. Yêu tộc thừa tướng cùng với sĩ tộc tộc trưởng các đại nhân vật vội vàng tiến đến, muốn biết chi tiết chuyện này, trọng yếu hơn là muốn biết thái độ của hắn. Nhưng hắn không gặp bọn họ. Tiểu viện lần nữa trở nên vô cùng an tĩnh, hắn ngồi trên đài gỗ ngoài phòng, tầm mắt chưa rõ rơi vào trên cây tùng hay trên mặt sỏi hay là trên bức tường xám kia, khó lòng xác định hắn đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt đối với rất nhiều chuyện cũng mất đi hứng thú giống như hiện tại biết rất rõ cả yêu tộc đều đang cảnh giác bất an chờ phản ứng của hắn hắn lại không muốn để ý tới tựa như rất nhiều người hắn rất thích rất kính trọng biệt dạng hồng nhưng thật sự là không quen biết theo đạo lý mà nói không đến mức gặp phải kích thích lớn đến thế nhưng trên thực tế tinh thần của hắn nhận phải trùng kích cực sâu người tốt chưa chắc đã được báo đáp thậm chí lúc còn sống cũng chưa nói tới tự tại như vậy vì sao nhất định phải làm người tốt chúng ta nên sống như thế nào chúng ta sống vì cái gì đây hắn nhìn về bầu trời đêm nghĩ tới vấn đề thường xuyên bị người ta cười nhạo trên thực tế ai cũng cần phải cẩn thận suy tư này tối nay bạch đế thành không có mây cũng không có khói phạm vi nhìn vô cùng rõ ràng có thể thấy được chỗ rất xa có thể thấy rất nhiều ánh sao sáng trần trường sinh thần thức rời khỏi thân thể hướng về phiến tinh hải kia bay đi lướt qua tinh thần lập lòe tinh huy xuyên qua có vô số tinh thần lốc xoáy né qua tinh thần sinh ra hai cánh tiếp tục đi về phía trước cho đến khi lướt qua đạo tinh bích vô hình đi tới bên ngoài tinh hải thần thức của người tu đạo chỉ có ở thời điểm định mệnh tinh mới có thể đi xa như thế bình thời tu hành chỉ có thể cảm giác được mệnh tinh tồn tại cũng rất khó tới nơi kia một lần nữa nhưng quy tắc này không có tác dụng gì đối với trần trường sinh tựa như đạo tinh bích vô hình này không thể ngăn cách thần thức của hắn có lẽ bởi vì thần thức của hắn vốn nên ở bên kia một viên hồng tinh lẳng lặng lơ lửng trong bầu trời đêm ẩn chứa năng lượng nhiệt tình mặt ngoài lại cực kỳ bình tĩnh phẳng phất qua trăm triệu năm nữa cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào đây là mệnh tinh của hắn trần trường sinh thần thức không rơi vào trên mệnh tinh của mình tinh thần này là chân thật cùng hắn thân thiết nhất lại là nơi hắn vĩnh viễn không tới được như vậy đây cũng là chân thực giả dối nhất dễ dàng làm người ta thương cảm hắn không muốn thương cảm thần thức tiếp tục rời đi lộ vẻ có chút lạnh lùng cuối cùng thần thức của hắn đi tới phía ngoài tinh hải ở xa xôi đối diện mơ hồ cũng có rất nhiều tinh thần như ngọn đèn dầu của vạn nhà thánh quang đại lục ở bên kia sao? Hắn muốn tới xem một chút. Lúc 10 tuổi hắn biết mình có bệnh, từ thời khắc ấy hắn bắt đầu quan tâm làm sao có thể sống tiếp. Cái đêm mưa ấy, thiên hải thánh hậu đúc lại kinh mạch cho hắn, bài trừ kiếp số trong vận mệnh. Hắn có thể sống qua 20 tuổi rồi, còn có thể sống rất nhiều năm. Từ thời khắc ấy, hắn rất tự nhiên bắt đầu suy tư một vài vấn đề, đã mất đi ám ảnh tử vong, mới có thể chân tránh tĩnh táo quan sát tánh mạng của mình hắn dĩ nhiên muốn tìm được ngọn nguồn tánh mạng của mình tìm được lý do tồn tại chỉ là mấy năm qua hắn vẫn sống rất khẩn trương không có nhiều thời gian như vậy cho đến cái đêm mà biệt dạng hồng cùng vô cùng bích chết đi hắn mới thực sự bắt đầu tìm kiếm ở thần thức của hắn trong phiến tinh hải mơ hồ là hư vô màu đen vô cùng rộng rãi mà hàn lãnh đó là màn đêm sâu nhất cũng là vực sâu không đáy phiến hư vô màu đen này so với bức tường không gian cản trở càng thêm vô hình cho nên không cách nào xuyên qua tựa như căn bản không tồn tại như vậy làm sao mới có thể vượt qua đây trần trường sinh nhìn về trung tâm phiến hư vô màu đen này bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái hắn cảm giác mình tựa như đang đứng ở miệng giếng cúi đầu nhìn xuống đáy hắn lại cảm giác như mình đứng ở đáy giếng nhìn bầu trời đêm ngoài giếng đến tột cùng loại cảm giác nào mới đúng hoặc là là chân thật không biết qua thời gian bao lâu trần trường sinh thu hồi thần thức hắn vẫn ngồi ở địa phương ban đầu, tầm mắt không hề dao động như lúc trước nữa, chẳng qua lặng yên nhìn bức tường xám kia, nhưng tựa như nhìn rất nhiều nơi khác. Tinh hải khiến người bình tĩnh, phiến hư vô màu đen này, càng có thể làm cho tất cả người tu đạo cảm thấy bản thân nhỏ bé, trợ giúp xóa đi chút ít tạp niệm trên đạo tâm. Một tiếng bước chân vang lên phía sau hắn. Hiên viên phá đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiên Viên phá lúc này vẫn còn suy yếu, thậm chí so với lúc ở Kinh đô rửa chén còn muốn yếu ớt hơn, nhưng hắn còn sống. Hơn nữa hiện tại trong thân thể của hắn đầy dãy chân nguyên cực kỳ bàng bạc cùng thần thánh khí tức vô cùng kinh khủng. Những thứ này cũng đến từ ngón tay của vô cùng bích. Chỉ cần có đầy đủ thời giờ, hắn có thể đem toàn bộ chân nguyên luyện hóa thành của mình, lĩnh ngộ thần thánh khí tức đại biểu thiên địa pháp lý quy tắc. Khi đó hắn sẽ trở thành cường giả chân chính. Tự ý nào đó mà nói. Hiên Viên Phá lần này đạt được cơ duyên thật sự rất hiếm thấy, dõi mắt khắp lịch sử cả giới tu đạo cũng là như thế. Nhưng hắn không vì vậy mà thấy vui mừng khôn xiết, ngược lại tâm tình có chút ủ rũ. Hai ngày trước Tiền Bối đã dạy ta một số thứ rất quan trọng, nhưng ta không thể học được toàn bộ, cuối cùng vẫn thua trận. Hiên Viên Phá cúi đầu nói, có phải ta rất vô dụng hay không? Bại trong tay nhân vật như Ma Quân, không tính là mất thể diện, hơn nữa ngươi đã thành công làm cho giao dịch ngầm của bọn hắn phơi bày ra ngoài ánh sáng. Điều này rất quan trọng." Trần Trường Sinh nói, "Về phần những thứ tiền bối dạy cho ngươi, sau này ngươi còn có rất nhiều thời gian để học, có cái gì không rõ thì ngươi cứ trực tiếp hỏi ta." Hiên Viên Phá có chút không giải thích được, nói, "Hỏi ngươi?" Trần Trường Sinh nói, "Tiền bối trước khi đã truyền cho ta một bộ quyền pháp, chỉ rõ đó là đưa cho ngươi." Hiên Viên Phá có chút khổ sở, nhìn trong viện mặt đất hơi gồ lên trầm mặc thời gian rất lâu, nói, "Ta sẽ cố gắng học." Trần Trường Sinh nói, truyền thừa của tiền bối cùng vợ hắn hôm nay đều ở trên người của ngươi tương lai nếu có cơ hội ngươi nên đi vạn thọ các xem một chút hiền viên phá nói ta sẽ mau chóng đi trần trường sinh đứng dậy giơ tay phải lên hiền viên phá khom lưng cúi đầu trần trường sinh vỗ vỗ vai hắn xoay người đi ra bên ngoài tiểu viện hắn không về tây hoang đại đạo điện để nghỉ ngơi mà là trực tiếp đi hoàng thành cùng lạc lạc nói mấy câu nói có chút thương cảm liền đi vào lối đi vĩ đại mà bí ẩn kia đi ra khỏi lối đi, tòa tuyết sơn kia lần nữa rơi vào trong mắt của hắn, chẳng qua lúc này bóng đêm còn nhiều, nắng sớm chưa đến, bóng núi nguy nga che phủ nửa phiến tinh không, nhìn thật sự có chút ít cảm giác như trời sao rơi rụng. Đi tới dưới vách núi màu đen, Kim Ngọc Luật tiến lên đón, hỏi, xảy ra chuyện gì? Nơi đây cách xa Bạch Đế Thành, nhưng bọn họ vẫn cảm giác được động tĩnh lúc sáng sớm. Trần Trường Sinh nói, dưới vách núi trở nên vô cùng an tĩnh. Ánh mắt tiểu đức nhìn Trần Trường Sinh trở nên phức tạp, Hai vị cường giả thần thánh lĩnh vực của nhân tộc chết ở trong Bạch Đế Thành, tất nhiên sẽ phát sinh ảnh hưởng thật lớn tới quan hệ đối với bọn họ cùng yêu tộc. Tiểu Đức không biết Trần Trường Sinh sẽ có thái độ thế nào đối với chuyện sau này, có chút cảnh giác bất an. Trần Trường Sinh thần sắc có thể mơ hồ thấy chút ít mỏi mệt, nhưng không nhìn thấy tức giận, càng không thấy lệ khí, giống như không bị chuyện này ảnh hưởng tới. Hắn hỏi, có tiến triển hay không? Kim Ngọc luật lắc đầu, nói, thanh kiếm kia của ngươi cũng chém không được, chúng ta cũng không có biện pháp tiểu đức bỗng nhiên nói ta nghĩ đến một loại phương pháp để phá trận nhưng không biết có khả năng hay không trần trường sinh cùng kim ngọc luật nhìn về hắn là cao thủ chân tránh xếp hạng thứ hai trên tiêu giao bảng lại là người mạnh nhất thế hệ trung sinh của yêu tộc tiểu đức tự nhiên có kiến thức rất uyên bác nếu là phương pháp phá trận hắn nghĩ ra tất nhiên rất có đạo lý cho nên trần trường sinh cùng kim ngọc luật nghe vô cùng chuyên chú hơn nữa rất thật tình tinh thạch là trụ cột trận pháp tòa cấm chế này chính là một tòa trận pháp đầy đủ nếu là trận pháp khó có thể dùng sức để áp chế được sao không lấy trận pháp để phá nó tiểu đức vẻ mặt rất chấn định không ai nhận ra được sự khẩn trương của hắn cho đến hiện tại hắn cũng không biết chủ nhân mảnh giấy kia là ai người này rốt cuộc có ác ý hay là thiện ý nghe xong những lời này kim ngọc luật trầm tư chốc lát lắc đầu nói lấy trận phá trận có vẻ như có đạo lý nhưng trận pháp từ trước đến giờ thường theo hướng phòng vệ nên bớt đi vẻ sắc bén trần trường sinh đang suy nghĩ đề nghị của tiểu đức mặc dù hắn có chút ít trận pháp nhưng còn kém xa cấm chế trận pháp đem bạch đế nhốt ở bên trong này đúng lúc này hắn chợt nghe được một từ rất quen thuộc tiểu đức nói nếu như là kiếm trận thì sao nghe được câu này kim ngọc luật giật mình càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng kích động nói không sai nam khê trai kiếm trận hắn nhìn về trần trường sinh nói chuyện này lại phải phiền toái ngài rồi tiểu đức cũng nhìn trần trường sinh toàn bộ đại lục đều biết quan hệ giữa trần trường sinh cùng thánh nữ từ hữu dung hẳn là rất dễ dàng mời được đệ tử nam khê trai tới nơi này. Không cần phiền phức như vậy. Trần Trường sinh tay áo khẽ chấn, mấy trăm thanh kiếm từ trong vỏ như nước suối chảy ra, gào thét phá không mà lên, đủ các phương vị, yên lặng lơ lửng trong bầu trời đêm. Nhìn hình ảnh này, sắc mặt của Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức đều thay đổi. Bọn họ không tham gia thiên tuyển đại điển, không thấy cuộc chiến giữa Trần Trường Sinh cùng Ma Quân, cho nên đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy hình ảnh như vậy những thanh kiếm này cùng bộ kiếm pháp trong truyền thuyết kia cũng không hoàn toàn giống nhau cùng năm ấy tiểu đức ở bắc binh mã ti hồ đồng nhìn thấy kiếm lại càng không giống nếu như chẳng qua là nhìn hình ảnh mưa gió bầy kiếm này bọn họ rất khó phỏng đoán ra tên bộ kiếm pháp kia nhưng liên tưởng đến đối thoại vừa rồi một cái phỏng đoán rất tự nhiên hiện ra trong óc của bọn hắn tiểu đức thanh âm khó nhọc hỏi đây là nam khê trai kiếm trận trần trường sinh đáp phải kim ngọc luật cảm khái lắc đầu vui mừng và cảm hoài tựa như con sóng nằm ở trước bờ cắt nghỉ ngơi không chịu rời đi tiểu đức vẻ mặt run lên không nói một câu nào nữa tựa như cây vạn tuế bởi vì ngượng ngùng mà không chịu nở hoa dĩ vãng hắn vốn cho là cảnh giới tu vi của mình cao hơn so với trần trường sinh thiên phú tài hoa cũng không kém hắn không thể chiến thắng trần trường sinh là bởi vì tô ly truyền kiếm pháp cho đối phương còn bởi vì kỳ ngộ của đối phương ở chu viên nói một cách khác không phải do năng lực chẳng qua là trần trường sinh vận khí hoặc là nói cơ duyên hơn mình mà thôi nhưng bây giờ nhìn mưa gió bầy kiếm trong bóng đêm, cảm giác kiếm ý lành lạnh cùng với liên lạc giữa kiếm ý cùng với trận ý ẩn, mà không phát, hắn cũng đã không thể nói ra câu như vậy được nữa. Ngắn ngủi mấy năm, kiếm đạo tu vi của Trần Trường Sinh đã trở nên cường đại như thế, hắn rốt cuộc làm sao làm được. Bởi vì giáo hoàng có thể có được cả quốc giáo ủng hộ, hay là bởi vì lý do đơn giản thô bạo nhất kia. Hắn chính là thiên tài như thế. Biết hẳn là nên như vậy, không có nghĩa là biết làm như thế nào, Dùng Nam Khê Trai kiếm trận bài trừ cấm chế trận pháp như thế nào, chẳng qua là tìm phương pháp, sẽ dùng nửa cái thời thần của Trần Trường Sinh. Vô Số Đạo kiếm ý lạnh lạnh xẹt qua mặt hồ, đem tới trong thiên địa khí tức thanh tân có chút hàn lãnh, sau đó chém về phía trận ý vô hình bên ngoài ngọn núi màu đen này. Bị kiếm trận bức bách, cấm chế trận pháp núp trong núi tuyết dần dần hiện ra hình dạng chân thật. Sâu trong khói tuyết mơ hồ có thể thấy hình chiếu của phiến tinh thạch kia, che ở phía trước con đường. Theo thời gian trôi qua, Phạm vi cấm chế trận pháp càng ngày càng minh xác, nhưng lại vượt xa phạm vi của ngọn núi đen này, bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Thậm chí kiếm trận đã rời xa mặt đất, hướng tuyết sơn cao hơn mà đi, chẳng lẽ nơi đó vẫn nằm trong cấm chế trận pháp ư? Lấy trận phá trận nhìn như ý nghĩ rất đơn giản, nhưng thật ra là thiết tưởng vô cùng thiên tài, thiên tài đến mức căn bản không có người tu đạo nào dám thiết thưởng tới khả năng này. Từ bản chất mà nói, đây chính là công phu mài nước điển hình nhất, hoặc như là hai mặt gương đồng ma sát vào nhau trận pháp bình thường không thể nào phá vỡ cấm chế đại trận này, đó là bởi vì tấm gương đồng này bóng loáng vô cùng, chất liệu vô cùng bình thường. Nam Khê trai kiếm trận không như vậy, tòa kiếm trận này có mặt ngoài cứng rắn nhất, sắc bén nhất, thích hợp để mài mòn thứ khác nhất. Nhưng cho dù là Nam Khê trai kiếm trận, muốn phá vỡ cấm chế đại trận cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn, bởi vì cần tinh tế cẩn thận mài mòn rất lâu. Ở Thiên Phú về phương diện trận pháp, Từ Hữu Dung quả thật mạnh hơn mấy trăm mấy nghìn lần so với tuyệt đại đa số cường giả tu đạo bao gồm cả Trần Trường Sinh, trên thế gian này. Nhưng Trần Trường Sinh mới lựa chọn tốt nhất để phá trận, bởi vì một mình hắn có thể thi triển nam khê trai kiếm trận, còn bởi vì hắn có sự kiên nhẫn khó có thể tưởng tượng. Hắn nhắm mắt lại ngồi trước vách núi đen, từ đêm khuya đen nhánh đến khi nắng sớm tới, Thủy Trung bình tĩnh, trên mặt nhìn không thấy bất kỳ thần sắc lo âu nào. Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức cảm thụ được kiếm ý đầy trời, nhìn ngọn núi màu đen không có bất kỳ biến hóa nào, sao có thể bình tĩnh giống như hắn được nếu không phải thần trí của bọn hắn đầy đủ cường đại có thể cảm giác được cấm chế đang lấy tốc độ vô cùng chậm chạp mà suy yếu có lẽ bọn họ sẽ lo âu hơn nữa khi bọn hắn thấy trần trường sinh thủy chung bình tĩnh khống ngự bầy kiếm thi triển ra nam khê trai kiếm trận đồng thời lại còn không quên minh tưởng tĩnh tu sinh ra bội phục vô cùng nắng sớm dần dày đặc trần trường sinh mở mắt nhìn tình hình cấm chế đại trận nói ta cần nghỉ ngơi một lát các ngươi thì sao kim ngọc luật cùng tiểu đức đã nỗ lực mấy ngày đêm ở chỗ này không ngủ không nghỉ, cũng đã mỏi mệt tới cực điểm, nhưng bọn hắn không định đi theo Trần Trường Sinh về Bạch Đế Thành. Bọn họ muốn trong chừng phiến núi đen này tận mắt mới có thể yên tâm, càng không muốn Bạch Đế Vạn Nhất tỉnh lại, chính mình không có ở nơi này. Tiểu Đức nói với Trần Trường Sinh, nếu như ngươi thật sự có thể phá trận, trước lúc phá trận, ngươi phải để ý sự an toàn của chính mình. Kim Ngọc Luật nói, theo đạo lý mà nói, nếu như Hoàng hậu Nương Nương không nổi điên, sẽ không giết chết giáo hoàng đại nhân trước mặt mọi người, nhưng chuyện ta và ngươi đang làm, rất có khả năng sẽ ép nàng nổi điên. Trần Trường Sinh hiểu được đạo lý này. Mục phu nhân khẳng định biết Kim Ngọc luật cùng Tiểu Đức làm gì ở Lạc Tinh Sơn mạch, sở dĩ nàng không để ý, đầu tiên là bởi vì thế cục Bạch Đế thành tương đối hỗn loạn, không dễ phân tán lực lượng, trọng yếu hơn là nàng có lòng tin tuyệt đối, trên phiến đại lục này không có ai có thể phá vỡ cấm chế nơi này. Nhưng nếu như nàng chợt phát hiện có người có thể phá vỡ cấm chế, như vậy nàng sẽ làm sao? Giọt nước dĩ nhiên có thể xuyên đá, nhưng cần rất nhiều năm. Nam Khê trai kiếm trận hẳn là có thể phá vỡ cấm chế trận pháp nhốt bạch đế, cũng có thể không cần nhiều năm, nhưng ít ra là cần rất nhiều ngày. Những ngày sau đó, Trần Trường Sinh vẫn ở tại Tây Hoang Đạo Điện, thỉnh thoảng còn có thể tiếp kiến một chút đại biểu yêu tộc tương đối trọng yếu, phần nhiều thời gian lại là để nghỉ ngơi. Đến đêm khuya, hắn sẽ dưới sự giúp đỡ của Lạc Lạc Tiến vào Hoàng, Thành, thông qua thông đạo bí ẩn đi tới Lạc Tinh Sơn Mạch, dùng Nam Khê trai kiếm trận phá giải tòa cấm chế trận pháp này trừ sĩ tộc tộc trưởng đám người không ai biết chuyện này cho nên ở rất nhiều người xem ra trong thời khắc mấu chốt trần trường sinh là nhân tộc giáo hoàng lại lộ vẻ vô cùng trầm mặc không ai coi loại trầm mặc này là yếu thế hoặc là từ bỏ biệt dạng hồng cùng vô cùng bích tử vong nhân tộc tất nhiên sẽ yêu cầu yêu tộc đưa ra giải thích trả giá thật nhiều ngay tại lúc này hắn trầm mặc ngược lại làm cho bạch đế thành áp lực thực lớn trần trường sinh cũng cảm nhận được áp lực rất lớn bởi vì mục phu nhân trầm mặc hành tung của hắn rất bí ẩn không có bao nhiêu người có thể phát hiện nhưng hắn dám chắc mục phu nhân biết hắn đang làm gì vì sao những ngày qua mục phu nhân thủy trung an tĩnh không có phản ứng gì như thế cũng bởi vì nàng tin tưởng mình dùng trận pháp không thể nào bị phá ư nhưng tòa cấm chế trận pháp kia đã bị hắn dùng nam khê trai kiếm trận xóa đi rất nhiều mục phu nhân rốt cuộc đang suy nghĩ gì một đêm nào đó trần trường sinh mặc trường bào màu đen hướng hoàng thành tĩnh lặng đi tới vẫn nghĩ đến vấn đề này ở trên một tòa thạch điện sâu trong hoàng thành mục phu nhân chậm rãi mở mắt không biết đang suy nghĩ vấn đề gì trong ánh mắt không có bất kỳ tâm tình nào cả trên mặt đất đá xanh cứng rắn vẫn lưu lại dấu vết chiến đấu vài ngày trước khắp nơi đều là vết rách cùng hòn đá tạo thành cái hố tường thành cũng có chút loang lổ nhìn qua giống như là bị mưa gió từ tây hải ập tới ăn mòn vài ngàn năm lộ ra vẻ phá lệ cũ kỹ trần trường sinh đem tầm mắt từ trên tường thành thu hồi nhìn về chỗ sâu trong hoàng thành ở trong hoàng thành nơi này có rất nhiều thái giám, cung nữ cùng với yêu vệ thần phục lạc lạc. Theo tình thế càng ngày càng rõ ràng, lạc lạc nhận được ủng hộ càng ngày càng nhiều, cung cấp nhiều tiện lợi hơn cho việc ra vào hoàng thành. Nhưng hắn vẫn không cho là lực khống chế của lạc lạc, đối với tòa hoàng thành này đã vượt qua mẫu thân của nàng. Hắn biết mục phu nhân lúc này có thể đang ở nơi nào đó nhìn mình. Tựa như vài ngày trước, hắn đi vào trong hoàng thành cảm nhận được, đạo ánh mắt đến từ chỗ sâu trong bóng đêm chính là hờ hững như vậy, không có bất kỳ tâm tình Thế cho nên căn bản không cách nào suy nghĩ chân thực ý nghĩ của nàng. Những ngày qua, hắn vẫn chờ nàng bỗng nhiên xuất hiện trong bóng đêm, nhưng hình ảnh như vậy lại không hề xuất hiện. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được tầm mắt của Mục phu nhân rời đi, chuyện này ý nghĩa thế nào? Gần nhất song phương trầm mặc cùng với an tĩnh, đến đây chấm dứt rồi ư? Bóng đêm trước hoàng thành bỗng nhiên bị xé ra vô số lỗ hổng. Đó là vô số giáp mặt màu đen được nhấc lên, lộ ra ánh mắt lạnh lẽo sáng ngời. Cho dù là thiên địa khí tức hư vô thực chất cũng bị quấy nhiễu, tinh quang từ bầu trời đêm rơi xuống lộ vẻ tán loạn. Mười mấy cường giả yêu tộc từ trong bóng đêm xuất hiện, vây quanh Trần Trường Sinh. Thái giám chuẩn bị cùng Trần Trường Sinh vào cung hoảng sợ vạn phần chạy trốn. Tên cường giả yêu tộc đứng phía trước nhất thân hình cực kỳ cao lớn, tỏa ra một loại áp lực cực kỳ khủng bố. Hắn gọi là Tương Khâu, là ấu tử của Tương tộc tộc trưởng, cũng là người mạnh nhất thế hệ này của Tương tộc, thổi nhào một mực tu hành bí pháp trong núi sâu, rất ít trở lại bạch đế thành càng ít xuất hiện tại trước mắt thế nhân khi xuất hiện chính là một ngọn núi lớn khó có thể dung chuyển trần trường sinh đứng trong bóng đen của ngọn núi lớn này bình tĩnh không nói tương khâu từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn thanh âm lạnh lẽo nói giáo hoàng đại nhân trang phục đáng nghi nửa đêm xông vào cung không biết muốn làm gì trần trường sinh còn không mở miệng nói chuyện một đạo thanh âm non nớt rồi lại tràn đầy uy nghiêm đã vang lên ta mời tiên sinh vào cung chẳng lẽ cần phải báo cáo với ai ư lạc lạc từ trong hoàng thành đi ra, mang theo mười mấy thái giám cùng cung nữ, tiếng bước chân rất dày đặc. Ngay sau đó, tiếng bước chân càng thêm dày đặc từ phía sau vang lên, còn có tiếng chân như mưa sa đan sen tiếng sấm. Hơn ngàn tinh binh yêu tộc từ phương hướng thiên thủ các lao qua, tựa như thủy triều bình thường, thiết thương hàn lãnh như rừng chỉ hướng đám cường giả dạ yêu tộc kia. Tương Khâu nhìn về hùng tộc tộc trưởng đứng phía trước đám tinh binh, khẽ híp mắt nói, các ngươi muốn tạo phản sao? trong bóng đêm bốn phía hoàng thành lần nữa vang lên tiếng bước chân cùng tiếng chân càng ngày càng nhiều quân đội yêu tộc đang hướng nơi đây tụ họp hoàng thành thanh âm càng ngày càng hỗn độn nhưng có một loại cảm giác tựa như càng ngày càng an tĩnh hoặc là bởi vì không khí càng ngày càng khẩn trương càng ngày càng đè nén trong bóng đêm sâu trong hoàng thành không có thanh âm truyền đến một đạo sơn ảnh càng thêm nguy nga xuất hiện ở trước hoàng thành đó là tương tộc tộc trưởng hắn nhìn trần trường sinh hờ hững nói đêm đã khuya cho dù là giáo hoàng đại nhân cũng không tiện vào cung. Sau đó hắn quay đầu nhìn, lạc lạc nói, điện hạ làm việc cũng cần để tâm tới tôn nghiêm của bạch đế nhất tộc một chút. Lời này có vẻ lạnh nhạt, kỳ thực vô cùng nặng. Lạc lạc nhìn vị trường bối thổi nhỏ đã vô cùng thương yêu mình này, đột nhiên cảm giác thấy gương mặt của đối phương rất xa lạ. Trần Trường Sinh biết địa vị của vị tương tộc tộc trưởng ở trong trường lão hội, lại càng tinh tường cảm thấy thực lực của đối phương sâu không lường được. Nhưng phản ứng của hắn vẫn rất bình tĩnh, rất trực tiếp rất cứng rắn giống con suối mỏng mặt nước trong như gương trong có thể thấy được đáy bên trong đầy tảng đá cứng rắn hắn nói ta muốn thông qua lối đi trong hoàng thành để đi lạc tinh sơn mạch để gặp bạch đế bệ hạ vì sao ngươi lại ngăn ta tương tộc tộc trưởng vẻ mặt khẽ run lên hoàn toàn không ngờ trần trường sinh lại thừa nhận ý đồ của mình sau đó hắn chợt phát hiện những lời này thực sự không dễ trả lời ở thế cục khẩn trương trước mặt trần trường sinh muốn trong đêm khuya tiến vào hoàng thành vô luận từ góc độ nào mà nói cũng rất khả nghi hắn có đầy đủ lý do để tỏ vẻ phản đối nhưng khi trần trường sinh biểu lộ ý đồ của mình lý do để phản đối này bỗng nhiên trở nên không còn hiệu quả nữa vì sao trước đó mình không nghĩ tới vấn đề này tương tộc tộc trưởng quan sát trong mắt vô cùng trong suốt bình tĩnh của trần trường sinh nghĩ thầm chẳng lẽ là tâm tư càng đơn giản càng không dễ dàng bị sương mù che mắt ư nhưng hắn vẫn muốn ngăn cản trần trường sinh vào hoàng thành toàn bộ đại lục đều biết bệ hạ tĩnh tu dưỡng thương đang trong thời khắc khẩn yếu không thể bị quấy dày giáo hoàng đại nhân vẫn cố muốn gặp rốt cuộc là có ý gì hai tộc liên minh sự tình liên quan đến an nguy của đại lục bạch đế bệ hạ lòng mang thương sinh làm sao có thể chỉ lo tĩnh tu dưỡng thương mà hoàn toàn không để ý tới trần trường sinh nhìn hắn nói các ngươi không để cho ta gặp bệ hạ chính là có ý gì chột dạ hay là lo sợ những lời này mặc dù không có nói rõ nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng còn ai không rõ chứ gió trước hoàng thành phẳng phất trong nháy mắt hàn lãnh hơn mấy phần tương khâu tức giận khiển trách chớ có ngậm máu phun người trần trường sinh nhìn tương tộc tộc trưởng tiếp tục hỏi đây là ý tứ của ngươi hay là ý tứ của mục phu nhân các ngươi rút cuộc là có ý gì hắn căn bản không để ý đến tương khâu là giáo hoàng trong bạch đế thành có tư cách nói chuyện ngang hàng với hắn cũng chỉ có mục phu nhân tương tộc tộc trưởng thân là gia chủ đệ nhất đại tộc trong yêu tộc lại là trưởng lão đứng đầu trong trưởng lão coi như miễn cưỡng có tư cách. Tương Khâu chẳng qua là con của tương tộc tộc trưởng, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, có tư cách gì để Trần Trường Sinh đáp lại lời của hắn. Đối với Trần Trường Sinh mà nói, đây không phải là cố ý phớt lờ, chẳng qua là phản ứng rất bình thường, nhưng đối với Tương Khâu mà nói, đây là nhục nhã thật lớn. Khi hắn chú ý tới thế cục phát sinh biến hóa, sắc mặt lại càng khó nhìn tới cực điểm, khí tức càng ngày càng âm trầm. Các cường giả cùng hắn xé rách bóng đêm, chuẩn bị khởi xướng một cuộc vây giết mang tính lịch sử vẫn duy trì trầm mặc cùng nghiêm nghị nhưng mấy tên kỵ binh tướng lĩnh hộ tống hành động vẻ mặt rõ ràng phát xanh biến hóa ở trước lúc trần trường sinh nói ra những lời này yêu tộc không có ai lo lắng cho an nguy của bạch đế bệ hạ hơn sẽ không nghĩ tới âm mưu đáng sợ như thế bạch đế có địa vị quá mức tôn sùng như thần minh của yêu tộc căn bản không ai nghĩ tới hắn sẽ bị âm mưu làm hại dĩ nhiên lời của trần trường sinh có thể ảnh hưởng đến thế cục cũng vì có liên quan đến thân phận của hắn, Giáo hoàng nói cùng người bình thường nói, hiệu quả tự nhiên cách biệt vô cùng, càng trọng yếu hơn, trong mấy tháng qua, toàn bộ đại lục đều truyền lưu câu chuyện Chu Sa Đan, truyền thuyết Giáo hoàng lấy máu cứu thế nhân. Hơn nữa bởi vì một số chuyện trong quá khứ, ấn tượng của yêu tộc đối với Trần Trường Sinh tốt vô cùng, căn bản không tin tưởng hắn nói dối. Trần Trường Sinh không có chờ không khí trước hoàng thành trở nên càng thêm phức tạp, cũng không chờ câu hỏi của mình nhận được trả lời không có ai có thể ngăn cản ta gặp bạch đế bệ hạ. Hắn nhìn tương tộc tộc trưởng ánh mắt thật tình nói, trừ phi các ngươi giết ta. Nói xong câu đó, hắn đi về phía trước. Bóng đêm bao phủ khắp hoàng thành vô cùng an tĩnh, cước bộ của hắn vô cùng rõ ràng. Mấy ngàn kỵ binh tinh nhuệ của yêu tộc còn có cường giả dạ yêu tộc ẩn trong bóng đêm, hoặc là đã hiện thân, trầm mặc mà khẩn trương rằng co. Trong thân thể của bọn hắn đều chảy dòng máu giống nhau, lúc này đều đang chảy xuống mồ hôi lạnh như băng. Theo tiếng bước chân của Trần Trường Sinh, không khí trong hoàng thành trở nên càng ngày càng khẩn trương. Nhìn Trần Trường Sinh càng ngày càng gần, vẻ mặt Tương Tộc Tộc trưởng trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Nhìn Trần Trường Sinh càng ngày càng xa, sắc mặt Tương Khâu trở nên càng ngày càng âm trầm. Câu nói kia của Trần Trường Sinh có thể sẽ làm cho những người khác sinh ra lòng nghi, ngờ, thậm chí thay đổi thái độ, nhưng bọn hắn tin tưởng mình có đầy đủ năng lực để giữ chân Trần Trường Sinh. Bọn họ thậm chí có thể giết chết Trần Trường Sinh. Hơn nữa bọn họ cũng không sợ giết chết Trần Trường Sinh bởi vì lúc này bọn họ rất tức giận. Trong suy nghĩ của bọn hắn, Trần Trường Sinh quá âm hiểm, hoàn toàn không giống một vị giáo hoàng, mà giống ma tộc quân sư hắc bào trong truyền thuyết. Tại sao hắn có thể dùng lời nói dối vô sỉ như thế mưu hại chính mình? Hồng Hà yêu vệ trước hoàng thành trầm mặc không nói tránh ra một con đường, tựa như thủy chiều tách ra. Trần Trường Sinh đi qua bên cạnh tương tộc tộc trưởng, không liếc nhìn hắn một cái nào. Nhìn hình ảnh này, tương khâu muộn hành nhất thanh, khóe môi tràn ra một tia máu tươi, lại là bị ẩn thương dù vậy vô luận là hắn hay là phụ thân của hắn cũng không xuất thủ với trần trường sinh bởi vì sâu trong bóng đêm ở hoàng thành vẫn còn an tĩnh như vậy không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra trần trường sinh cứ như vậy đi vào hoàng thành tựa như vài đêm trước năm đó hắn còn là một thiếu niên đạo sĩ đến từ tây chữ trấn lúc đi vào kinh đô cũng là ánh mắt bình tĩnh vẻ mặt kiên định như vậy sau đó hắn thấy mục phu nhân ở dưới một gốc lê trước một tòa thạch điện bây giờ không phải là thời khắc hoa lê nở nhưng nếu vài ngày trước cây lê ở trên quan cảnh đài có thể nở hoa, lúc này cây lê này tự nhiên cũng nở đầy hoa. Gió đêm nhẹ phẩy không biết đến từ Lạc Tinh, sơn mạch nơi phương Bắc hay là phiến biển rộng ở phương Tây. Vô số hoa trắng từ trên cành rơi xuống, rải rác rơi trên mặt đất, cũng rơi vào trên người của nàng. Có đóa hoa trắng bất thiên bất ý rơi vào tóc của nàng, theo gió khẽ run, nhìn rất đẹp, vừa tựa như biểu hiện niềm thương nhớ. Nàng quần áo màu trắng rất trắng trong thuần khiết, vừa vô cùng trang túc đồng tử của nàng rất đen, chiếu đến tinh quang, cực kỳ u song, tựa như có thiên cơ, vừa giống như sát cơ. Ánh mắt của nàng rất hờ hững, nhưng có thương cảm vô cùng nhạt. Là ai chết rồi sao? Nàng muốn dẫn hiếu ư? Vị đại Tây Châu Hoàng Thúc gọi là mục kia? Hay là người thân thiết hơn? Hay hoặc giả là chính mình sau đó? Trần Trường sinh nghĩ tới vấn đề này, nhưng không muốn biết đáp án. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn cây lê trước điện, nhìn chút ít hoa lê rơi vào trên người mục phu nhân, trần trường sinh rất tự nhiên nhớ lại bức họa vài ngày trước nhìn qua cây lê trên quan cảnh đài đã bị kiếm của hắn chém thành bụi bặm không thể nhận ra câu chuyện về người trong bức họa thì hắn đã thông qua lạc lạc biết được ngoài cảm động vì lạc lạc tỉnh thâm ý trọng hắn nghĩ tới chuyện mục phu nhân vì để cho lạc lạc có thể tiếp nhận ma quân dùng tâm tư cũng không thể nói là không sâu đậm nàng hẳn là rất thương yêu nữ nhi duy nhất vì sao trong chuyện hôn sự lại vô tình đến thế nếu như phỏng đoán là sự thật nàng cùng bạch đế ân ái nhiều năm tại sao lại máu lạnh như thế nàng rốt cuộc là người như thế nào tương tộc tựa như thân thể cao lớn của bọn họ trầm trọng nặng nề hơn nữa lạnh như băng giống như một tòa núi lớn không thú vị chút nào mục phu nhân nói giáo hoàng đại nhân có thể không để ý tới sự hiện hữu của bọn hắn lại tới đây thủ đoạn quả nhiên rất cao minh nàng đang khen ngợi trần trường sinh nhưng tầm mắt không rơi vào trên người của hắn mà vẫn nhìn phương xa trong bóng đêm bên kia hẳn là phía bắc lúc còn rất nhỏ lão sư từng dùng một câu nói để khen ngợi sư huynh đồng thời cũng để dạy dỗ ta câu nói kia là thiên ngôn vạn ngữ không bằng nhất mặc trần trường sinh nói từ đó lời nói của ta giảm bớt rất nhiều nhưng vẫn là không bằng sư huynh không nhịn được muốn nói chuyện muốn nói chuyện với cá trong suối muốn nói chuyện với sách trong miếu mà mỗi lần như vậy ta đều cảm thấy tự trách cho đến hiện tại thời điểm ta cùng với tam thập lục nói chuyện phiếm vẫn thỉnh thoảng sẽ có cảm giác như vậy mục phu nhân nói hoàng đế bệ hạ vốn chính là người câm sư huynh lúc ấy cũng an ủi ta như vậy trần trường sinh trầm mặc một lát tiếp tục nói cho nên sau này ta sửa một chữ của câu kia dùng câu này làm tôn chỉ mục phu nhân hỏi chữ gì trần trường sinh nói thiên ngôn vạn ngữ không bằng nhất trực mục phu nhân chậm rãi nhíu mày hỏi trực của vương phá ư trần trường sinh nói không sai ta không làm được chuyện giữ vững đạo tâm nghĩ quá nhiều nói quá nhiều dễ dàng sai quá nhiều đã như vậy sao không trực tiếp một chút chỉ cần tin tưởng việc mình làm là có đạo lý như vậy cứ thế mà làm là được. Mục phu nhân nói, thử diệt nhất thị phi, bị diệt nhất thị phi. Trần Trường Sinh nói, nhưng ít ra vương phá cùng ta tin tưởng là có đúng sai. Mục phu nhân nói tiếp, cho nên tối nay người nói thẳng ra, đi tới trước mặt ta. Trần Trường Sinh nói, cầm kiếm thẳng, thường thường có thể tới được mục đích nhanh hơn. Mục phu nhân cảm khái nói, ta cả đời tu đạo vô ngại, nhưng làm việc quả thật dễ dàng lay động, có lẽ đây là nhược điểm của nữ tử hay sao? Mẫu thân, lạc lạc khẽ gọi một tiếng muốn nói lại thôi mục phu nhân khóe môi nhếch nhẹ mang theo vẻ diễu cợt nói nữ sinh hướng ngoại thật ra cũng là nhược điểm lạc lạc có chút khổ sở không nói thêm nữa giáo hoàng đại nhân nói không sai làm việc quả thật cần thẳng thắng một chút mục phu nhân nói hôm đó ở trên quan cảnh đài ta nên trực tiếp giết ngươi lúc nói chuyện nàng vẫn không nhìn trần trường sinh mà là nhìn phương xa trong bóng đêm sâu trong đáy mắt của nàng có một vệt mỏi mệt cùng hối hận vô cùng mờ nhạt nàng đang hối hận hôm đó không trực tiếp giết chết trần trường sinh hay là đang hối hận việc khác nàng lúc này đang nhìn nơi nào bên này bờ biển bên kia dãy núi bên kia mặt hồ có một vách núi màu đen trên núi tích lũy băng tuyết đã vạn năm ánh mắt của nàng vẫn rơi ở chỗ này hối hận dần dày đặc tâm tình dần lạnh nhát sát cơ dần tăng lên có gió từ tây hải thổi tới dưới bầu trời đêm vô số ngọn núi tuyết không có bất kỳ biến hóa nào băng tuyết tích lũy vài ngàn năm trên núi lại tuôn rơi rơi xuống băng tuyết bị gió rét xé nát, sau đó cuộn lên, gào thét ập tới vách núi và cây cối. Tiểu Đức phất tay đem một cái cây đổ xuống chấn thành phấn vụn, ngẩng đầu nhìn phương hướng Bạch Đế Thành, màu vàng trong mắt trở nên càng ngày càng rõ, lộ vẻ cực kỳ thô bạo. Kim Ngọc Luật đứng phía sau hắn, híp mắt nhìn phương hướng giống nhau, ánh mắt hàn lãnh hơn nữa phong duệ trí cực. Bọn họ cảm nhận được gió biển ẩn chứa thần uy vô cùng, nhưng bọn hắn sẽ không lùi về sau một bước, mà đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết. Bạch Đế ngay trong vách núi phía sau bọn họ, cấm chế trận pháp đã bị trần trường sinh dùng nam khê trai kiếm trận dần dần mài ra một chỗ hiểm yếu chỉ cần qua một thời gian ngắn bọn họ có thể gặp được bạch đế cho dù là phỏng đoán xấu nhất của bọn họ cùng trần trường sinh trở thành hiện thực ít nhất cũng có thể chứng minh âm mưu của mục phu nhân mục phu nhân không thể nào chưa mắt nhìn hình ảnh này xuất hiện nàng nhất định sẽ ngăn cản mọi chuyện tiểu đức cùng kim ngọc luật đã sớm đoán được điều này đã chuẩn bị kỹ càng trong những ngày này thời điểm Trần Trường Sinh ngồi trước vách núi cùng cấm chế trận pháp đối kháng, bọn họ vẫn trầm mặc nhìn chăm chú vào bốn phía. Bọn họ chờ vô số cường giả dạ yêu tộc như thủy triều tuôn ra, chờ yêu tộc đại quân giống như một màn tuyết đen bao trùm cả tòa tuyết sơn. Bọn họ chờ mục phu nhân tự mình xuất thủ, giống như bây giờ. Sau một khắc, băng tuyết từ đỉnh núi rơi xuống bỗng nhiên không còn, thanh âm gào thét cũng không còn, tất cả cũng trở nên an tĩnh. Tựa như trước đó làn gió đến từ Tây Hải căn bản chưa từng xuất hiện, nó vẫn luôn ở trên biển truy đuổi mây bay. Tiểu Đức cùng Kim Ngọc Luật liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu, nhưng không buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm bất an. Nếu muốn giết ta, vì sao lại thay đổi chủ ý? Trần Trường Sinh cũng không biết chuyện đã xảy ra ở Lạc Tinh Sơn Mạch, nhưng hắn có thể cảm giác được khí tức của mục phu nhân biến hóa. Quan trọng hơn, lúc trước ở ngoài Hoàng Thành, tương tộc tộc trưởng cùng cường giả dạ yêu tộc xé rách bóng đêm hiện thân cho thấy nàng thật sự, đã động sát tâm, nhưng cuối cùng tương tộc tộc trưởng cùng cường giả dạ yêu tộc không phát động công kích với trần trường sinh mà trầm mặc nhìn hắn đi vào hoàng thành mục phu nhân cuối cùng thu hồi tầm mắt nàng nhìn trần trường sinh nói câu hỏi này của giáo hoàng đại nhân nghe qua rất giống như một lời mời trần trường sinh nói nếu như ngươi có thể thừa nhận hậu quả mà nói mục phu nhân trầm mặc một lát nói trừ vị lão sư kia của ngươi ra còn có ai có thể thừa nhận được chứ trần trường sinh nói nhưng vẫn có rất nhiều người muốn giết ta có lẽ vì bọn hắn không có gì lưu luyến, không có gì lưu luyến, tự nhiên không có chỗ cố kỵ." Mục phu nhân nói, "Ta không thích nơi này, cho tới bây giờ vẫn luôn không thích, nhưng trong thiên địa, cuối cùng vẫn có thứ lưu luyến." Lúc nói những lời này, nàng không nhìn Lạc Lạc, mà là nhìn Bạch Đế thành dưới bóng đêm, nhưng trên thực tế, có thể nàng đang nhìn chỗ xa hơn. Thiên địa rộng lớn, vạn vật đều trong đó, Đại Tây Châu mặc dù xa xôi, cũng nằm ở bên trong. Lạc Lạc cúi đầu, tâm tình càng thêm khổ sở thật ra những năm qua ta vẫn rất hâm mộ thiên hải bởi vì vô luận từ cảnh giới hay là tâm trí mà đánh giá nàng đã đến rất gần cảnh giới tự do thậm chí sự tồn tại của nàng có đôi khi sẽ làm ta hoài nghi một chút cách nhìn thuở nhỏ tạo thành mục phu nhân nhìn trần trường sinh nói nhưng cuối cùng nàng vẫn chết ở trong tay của ngươi trần trường sinh trầm mặc không nói mục phu nhân cuối cùng nói chuyện này cho ta một bài học cũng giúp ta suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện nếu chúng ta tu chính là thiên đạo mà thiên đạo vốn vô tình, như vậy nếu muốn lâu dài, cuối cùng đạt được đại đạo, liền cần tuyệt tình diệt tính. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.